sau khi lưu đày, địa vị của ta cực cao tập 16, thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trên mặt hoàng thượng lộ ra một tia vui mừng, hài tử sinh ra là hoàng tử hay là công chúa? Tổng quản nội thị Trần chờ một chút rồi nói, là công chúa. Hiện trường lâm vào bầu không khí khó tả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quay mặt nhìn nhau. Tất cả các quan viên đứng về phe nhóm thừa ân công đều kinh hãi, không phải chứ, đã nói là hoàng tử, làm sao lại biến thành công chúa? Công chúa lại không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, có ích lợi gì chứ khóe miệng một vãn tình hơi nhếch lên khiến cho các người phải thật vọng rồi lật xe đi đầu óc thừa ân công rung lên ong ong bị kích thích rất lớn điều này sao có thể nhất định có điều gì nhầm lẫn ở đây thái y đã nói hoàng hậu nương nương mang thai long tử hốc mắt hắn đỏ bừng tức đến phát điên kêu to hoàng thượng ngài mau điều tra đi xem ai đã động tay động chân nhất định là có người đem hoàng tử đổi đi các nàng ghen tị sắc mặt hoàng thượng trầm xuống hoang đường bên người mỗi một hậu phi đều có vô số người hầu hạ trong ngoài hậu phi sinh hài tử của thái hậu tự mình tọa chấn ai dám ở trước mắt nàng động tay động chân chứ bởi vì hắn có rất ít còn nối dõi cho nên thái hậu đặc biệt để ý mỗi lần sinh hài tử đều sẽ tự mình trông coi không chỉ đem lão ma ma có kinh nghiệm bên người cho hậu phi để chiếu cố việc mang thai tất phải bình an sinh hạ hài tử hơn nữa hoàng thượng cũng phải mấy ám vệ ẩn trong bóng tối bảo vệ nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy làm cái gì cũng không giấu được chớ đừng nói chi là chơi ly miêu hoán thái tử hoàng thất mặc kệ là thị tầm hay là sinh con đều có một bộ quy trình nghiêm ngặt không cho bất luận kẻ nào động tay động chân li miêu hoán thái tử trong hí văn không thể coi là thật nào có chuyện đơn giản như vậy bãi chiều hoàng thượng đứng dậy rời đi thừa ân công vẫn ngơ ngác đứng ở đó trước mắt từng đợt biến thành màu đen tại sao có thể như vậy chứ hắn đã nghĩ kỹ làm sao mượn cờ hiệu của nhị hoàng tử để thu hút lòng người tích góp thực lực như thế nào làm sao để gây chuyện nhưng một công chúa thì có ích lợi gì a a a hắn sắp điên rồi một vãn tỉnh liếc mắt nhìn một cái âm dương quái khí nói chúc mừng thừa ân công có ngoại tôn nữ nhưng mà vẻ mặt của ngươi làm sao lại như đứa đám vậy chứ không ngại xui xẻo sao lúc trước thì tràn đầy đắc ý hôm nay đều biến thành chuyện cười không biết có bao nhiêu người đang âm thầm kể hắn thừa ân công trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy một vãn tình ngươi cầm miệng hắn mất khống chế ánh mắt sung huyết trừng thẳng vào một vãn tình một vãn tình mới không sợ hắn đâu ngươi vẫn là quản lý biểu tình một chút đi sinh công chúa là thiên đại hỷ sự cho dù ngươi không cao hứng cũng phải kìm nén lại khiến cho hoàng gia trở nên ngột ngạt là ngại mạng mình quá dài sao như bị một chậu nước lạnh dội xuống thừa ân công run rẩy một chút ngươi ngươi ta đương nhiên cao hứng công chúa là do nữ nhi của ta sinh ra trải huyết mạch của nhà ta chúng ta là hoàng thân quốc thích ngươi làm sao có thể so với ta hắn chỉ là miệng cọc can thỏ ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng đã sớm không chịu được một vãn tình cười tùm tìm đâm dao vào hắn ồ bộ dạng miễn cưỡng cười của người xấu quá ha 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 hôm nay là một ngày tốt ngày tốt trong tiếng cười nàng xoay người đi ra ngoài thừa ân công tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm một đám người vây quanh bốn phía thừa ân công tiền cho ngươi mượn lúc nào trả lại cho ta ta cần phải dùng gấp ta nào có thiếu tiền ngươi thừa ân công vừa tức vừa giận rõ ràng là lễ vật ngươi tặng ta vì đáp ứng phủ thừa ân công những người này vừa là tặng lễ vật vừa là vuốt mung ngựa xuất ra tất cả vốn liếng nhưng bây giờ giấc mộng hoàng tử bay mất bọn họ lập tức trở mặt có mượn ước chừng khoảng ba vạn lượng bạc ngươi không phải là không muốn trả đấy chứ thưa ân công tức đến phát điên rồi đây là bỏ đá xuống giếng tiểu nhân đạp ngựa lúc trước quỷ liếm hắn có bao nhiêu hèn mọn lúc này thì có bao nhiêu kiêu ngạo một quan viên khác cũng tiến lại gần nói thưa ân công danh họa lần trước ngươi mượn đi giám định thưởng thức nên trả lại cho ta đi lão thái thái nhà ta rất thích bức họa này lúc nào cũng là nhài thưa ân công phủ mặc dù là ngoại thích nhưng không có thực quyền chỗ dựa lớn nhất của bọn họ vẫn là hoàng hậu mà hoàng hậu không có hoàng tử không đủ làm cho người ta sợ hãi thưa ân công cây hồng san hô cao bằng một người kia ta sẽ đi lấy lễ mừng thọ của thông gia nhà ta chỉ đích danh muốn món này làm lễ vật thừa ân công đỏ bừng mặt tức giận chỉ vào đám người này bàn tay run rẩy không vững các ngươi đám tiểu nhân trở mặt vô tình này những quan viên này tỏ vẻ điều này có thể trách bọn họ sao rõ ràng là phủ thừa ân công lừa gạt không phải đã nói là hoàng tử sao công chúa nào có giá trị đầu tư họ chỉ có thể giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về phần hoàng hậu có thể lật ngược ván cờ hay không có khả năng sinh hoàng tử hay không đó là chuyện sau này nếu thật sự có hoàng tử đến lúc đó sẽ ớn mặt quỳ cầu xin tha thứ. Tầm cung của hoàng hậu, thái hậu ôm tiểu hà nhi đỏ hòn trong lòng có chút thất vọng. Là một nữ hài, ai, lúc này hoàng thượng cần nhất chính là nhi tử. Độc đinh không thể bảo đảm, hoàng tử là càng nhiều càng tốt. Trong nội thất truyền đến thanh âm suy yếu của hoàng hậu, con của ta đâu, mau ôm đến cho ta xem. Hoàng hậu tỉnh rồi, thái hậu đưa tiểu công chúa cho cung nữ, dặn dò một câu, cẩn thận một chút, ôm chặt vào. Dù tiếc nuối thế nào, đây cũng là tôn nữ của nàng, nào có đạo lý không đau lòng chứ hoàng hậu tỉnh lại từ trong hôn mê cố gắng chống đỡ thân thể nhìn hài tử phấn nộn trong lòng hài tử ở trong bụng mẹ nuôi không tệ tóc rậm rạp cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận trong lòng nàng tràn đầy vui sướng mười tháng vất vả hơn nữa cũng đáng giá đây là chỗ dựa tương lai của nàng nàng cũng là người có nhi tử bên cạnh về sau còn ai dám khinh thường nàng chứ nàng yêu thương sở tay chân của hải tử cả người phảng phất tình yêu thương của mẫu tử hải tử này lớn lên thật tốt cái miệng nhỏ cùng cái mũi này rất giống hoàng thượng cái chán này giống ta cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua hài tử nào đẹp như vậy cung nữ bên cạnh phụ họa đúng vậy tiểu công chúa vừa sinh ra đã là một hài tử xinh đẹp tay hoàng hậu cứng đờ không dám tin ngẩng đầu lên cái gì mà tiểu công chúa ngươi lặp lại lần nữa cung nữ ngây ngẩn cả người nàng không biết sao người sinh ra là tiểu công chúa hoàng hậu cố hết sức sinh đứa bé ra liền ngất đi cái gì cũng không biết hai tay của nàng run rẩy vươn về phía tã lót mở ra nhìn là một bé gái trước mắt nàng tối sầm như bị xét đánh ngang tai đây không phải con của ta ta sinh chính là tiểu hoàng tử đám cẩu nô tài các ngươi đem tiểu hoàng tử của ta giấu đi đâu rồi ra ra đây ta sẽ tha tột chết cho các ngươi các ngươi thật to gan làm sao dám làm chuyện như vậy a à, đi gọi thận hình ti đi tới cha rõ việc này đem hoàng tử trả lại cho ta trả lại cho ta hoàng hậu kích động dùng tay đánh loạn thiếu chút nữa đem hài nhi trong ngực quang ngã may mắn cùng nữ đứng ở một bên kịp thời tiếp được thái hậu nhìn không nổi nữa hoàng hậu đừng náo loạn người sinh già công chúa hoàng hậu không cách nào tiếp nhận được hiện thực lạnh lẽo này nàng tin tưởng vững chắc vào việc đưa nhỏ mình sinh ra chính là hoàng tử, không tiếp nhận phản bác. mẫu hậu, thái y đã nói. Nhìn bộ dáng lừa mình dối người của nàng, thái hậu nhịn không được nhíu mày, thái y cũng không phải thần tiên, ngày nào hai tử chưa được sinh ra đời, giới tính này sẽ không có cách nào phán định, hoàng hậu, ngươi không được hồ nháo, điều dưỡng thân thể nhanh khỏe một chút, tiếp tục vì hoàng gia khai chi tán diệp. Lần này không được, còn có lần sau, còn nhiều thời gian. Khuôn mặt cực kỳ hoàng hậu vặn vẹo, ta không tin, ta không tin, ôm hải tử này đi đi, ta không muốn nhìn thấy nó nàng căm hận chừng mắt nhìn hải tử giống như đây là kẻ thù giết cha của nàng một màn này đã rơi vào trong mắt hoàng thượng sắc mặt hắn trầm xuống hoàng hậu người nói bậy bạ gì đó hoàng hậu cùng loạn như thấy được cứu tinh ánh mắt sáng lên hoàng thượng ngài tới thật đúng lúc tiểu hoàng tử của chúng ta bị người ta trộm đi bộ dạng già ngu của nàng ta vẫn mãi không tỉnh táo lại hoàng thượng lạnh lùng nhìn nàng ta một cái mẫu hậu về sau hải từ này sẽ nuôi ở trong cung của người kính xin người hao tâm tổn trí nhiều hơn một chút nếu không muốn nhìn thấy hải tử, vậy thành toàn cho nàng. Thái hậu nhìn hoàng hậu một cái, không tiếng động thở dài, được rồi, một là nuôi, hai cũng là nuôi. Mẫu thân của đại công chúa khó sinh mà chết, cho nên vừa sinh ra đã nuôi dưới gối nàng. Thêm một công chúa nữa cũng không sao. Nàng ở thâm cung tịch mịch, nuôi dạy hải tử cũng có thể mang đến lạc thú, cũng có thể rất thời gian. Thái hậu ôm hải tử rời đi, hoàng thượng vứt tay áo bỏ đi, hoàng hậu tim như bị dao cắt, không khỏi khóc giống thất thanh. Sau đó bệnh nặng một hồi, chờ nàng ra thắng liền quỳ khóc cầu xin hoàng thượng trả lại tiểu công chúa cho nàng. tuy rằng không phải là nhi tử tâm tâm niệm niệm nhưng dù sao cũng là nữ nhi mười tháng hoài thai sinh ra, dù sao so với không có nhi tử còn tốt hơn. hoàng thượng lạnh lùng vô tình cự tuyệt, nói thẳng tâm tính của nàng không thích hợp nuôi dưỡng hài tử. cả người hoàng hậu đều sụp đổ, bị đả kích lớn lại bệnh thêm một hồi. phủ thư ân công bị các quan viên cắn ngược một cái, xuống dốc không phanh, chật vật không chịu nổi. tất cả những điều này một vạn tình đều biết, nhưng chưa bao giờ xen vào nàng không kết đảng cũng không gây chuyện, chỉ chuyên chú vào sự nghiệp, điểm này khiến hoàng thượng đặc biệt hài lòng. Quảng trường Mỹ thực của một vãn tỉnh nổi tiếng, như một con thú hút vàng kiếm được nhiều tiền, làm cho người ta đỏ mắt không thôi. Theo thực khách càng ngày càng nhiều, trở thành tiêu chí của kinh thành, một vãn tỉnh còn chưa hài lòng, thừa dịp thắng sông Lôn, chọn ra ba khu vực phồn hoa ở kinh thành, lại mở ba chỗ quảng trường Mỹ thực. Trang hoàng giống nhau như đúc, hình thức kinh doanh cũng giống nhau như đúc, kết cấu và đồ ăn đồ uống đều giống nhau. Chờ ba chỗ này mở ra, các loại mỹ thực đều có mặt trên toàn bộ kinh thành. Mấy quảng trường mỹ thực này, cộng thêm cửa hàng đồng hồ, cửa hàng đồ chơi và cửa hàng nước hoa trước đó, kiếm được đủ tiền để phát bổng lộc cho quan viên, còn có thể nuôi sống một phần năm bá tánh của cả nước. Bá tánh kinh thành đều được lợi, cơ hồ từng nhà không có người rảnh rỗi, hoặc là vào xưởng làm việc, hoặc là vào quảng trường mỹ thực làm người giúp việc. Quảng trường mỹ thực cần một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn nên đã bao trọn đồng ruộng ở ngoại ô kinh thành, lan tỏa ra cả bốn phía. Kinh thành đã xảy ra biến hóa cực lớn, ăn mày trên đường đã không còn nữa, tất cả đều bị mang đi làm trồng trọt thông minh hơn một chút thì đi làm việc ở xưởng chỉ cần có thể chịu đựng vất vả khổ cực đều có thể ăn một chén cơm nóng hôi hồi điều này làm cho văn võ bá quan đều trợn mắt há hốc mồm năng lực kiếm tiền của nàng quá nghịch thiên đã sớm nghe nói nàng gánh vác kinh tế tây lương nhưng rất nhiều người cũng không tin mình cũng không phải chưa từng thấy qua thủ pháp thao tác thêm tiền vớt vốn chính trị nhưng tận mắt nhìn thấy một vãn tình trong thời gian ngắn rót vào kinh thành một dòng nước sống khiến cho từ trên xuống dưới kinh thành đều xảy ra biến hóa quan viên hộ bộ hoàn toàn bội phục một vãn tình ánh mắt nhìn nàng tựa như nhìn thần tài hận không thể cung kính chủ yếu là nàng đã mang đến quá nhiều lợi ích cho mọi người mỗi người trong hộ bộ nhận được một quyển phiếu lương thực phiếu chứng nhận có thể đi lĩnh gạo mì dầu đường muối thì phải vóc mỗi tháng đều có thỉnh thoảng sẽ phát tuyết hoa cao để dưỡng da mặt sữa bột dành cho hải tử thơm ngào ngạt bà nương trưởng bối trong nhà đều yêu chết huyện chủ thanh bình bảo nam nhân nhà mình đi theo người ta làm việc thật tốt đừng làm loạn gây chuyện nếu như lại nháo chuyện khiến những phúc lợi này không còn liền liều với ngươi vào một ngày này một đám người tìm tới huyện chủ thanh bình chúng ta nói chuyện một vãn tình vừa nhìn đã hiểu rõ như mày nói nói đi chuyện gì trước đó các bộ phận khác đặc biệt đỏ mát vì phúc lợi của hộ bộ trăm phương ngàn kế muốn đãi ngộ công bằng nhưng mà hoàng thượng không tỏ thái độ chỉ nói lúc trước đã được treo trên danh nghĩa hộ bộ do hộ bộ toàn quyền quản lý nửa phần lợi nhuận thuộc về hộ bộ các ngươi cũng có thể chiếu theo ý nghĩ này mà làm kiếm thêm thu nhập cho triều đình vấn đề là nếu bọn họ có bản lĩnh kiếm tiền này còn cần phải làm nhiều việc để có tiền như vậy sao bọn họ tạo áp lực với Mộc vãn tình nhưng Mộc vãn tình mềm cứng không ăn người nhà đều ở lương thành nàng không có điểm yếu cứng rắn cự tuyệt được rồi vậy khóc lóc làm loạn đi dùng lá bài tình cảm cái gì cũng dùng tới được một vãn tình thật sự chê bọn họ phiền đưa ra điều kiện muốn ngũ bộ thượng thư là lại lễ binh hình công cùng tả hữu thị lang của bọn họ cúi đầu trước nàng ký một phần hiệp nghị rất đơn giản chính là để cho bọn họ nhận nàng làm lão đại coi nàng như thiên lôi sai đến đầu đánh đó. Chủ yếu vì phiền chết về bọn họ cứ ở sau lưng gây chuyện, muốn tạo ra một hoàn cảnh trung tương đối hài hòa. Chuyện này khiến cho các quan lớn tâm cao khí ngạo tức muốn chết, sống chết không chịu đáp ứng, còn mắng nàng đến máu chó đầy đầu, không hiểu tôn ti không biết liêm sỉ đại nghịch bất đạo, vô pháp vô thiên. Người mới bao nhiêu tuổi, bọn họ bao nhiêu tuổi, sao lại không biết xấu hổ mở miệng như vậy? Một vãn tình mặc kệ, nàng đã đưa ra điều kiện, các người có đồng ý hay không là chuyện của các người. Lần này áp lực liền chuyển rời đến trên đầu bọn họ binh bộ thượng thư thật sự chịu không nổi phía dưới oán khí ngút trời hắn mặt dày nói chúng ta muốn gia nhập với các ngươi đừng nói thuộc hạ hâm mộ phát khóc ngay cả hắn cũng hâm mộ một vãn tình đối xử với thủ hạ của mình đặc biệt hào phóng nghe nói lễ mừng năm mới còn có một túi quà lớn cùng hai phần bổng lộc ha ha một vãn tình chợt nhớ tới một câu đánh không lại liền gia nhập tin tức của các ngươi rất linh thông chọn giờ này tới tìm ta lại trễ nữa ngay cả canh cũng không uống được ánh mắt của hình bộ thượng thư sáng lên lời đồn đại là thật sao người lại sắp có hành động lớn. Mộc vãn tình cười nhạt không nói. Hình bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Có vẻ là thật. Thôi, mất mặt thì mất mặt, quan trọng là lợi ích. Hiệp nghị này chúng ta có thể ký, nhưng phải thêm một điểm, không thể uy hiếp chúng ta, không thể ỷ thế khi dẫy người khác. Mộc vãn tình kỳ quái hỏi lại, các người có cái gì để ta lấy làm uy hiếp chứ, ta cái gì cũng không thiếu, chỉ là không muốn cả ngày đánh nhau với người khác, có thời gian này không bằng dùng để kiếm tiền. Hai người, trong sáu bộ này, đại bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư kiên quyết đi theo tiền thủ phụ khắp nơi đứng nghịch với một vãn tình công bộ thượng thư muốn mượn một tầng thân thích mục nhị cô nãi nãi để mà lôi kéo một vãn tình lại bị một vãn tình bóp trở về lúc này mới kết oán về phần binh bộ thượng thư từ trước đến nay hắn được không xen vào loại chuyện này bảo trì trầm mặc bạn đang xem sau khi lưu đày địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim kỳ thật hắn có vài phần hào cảm với một vãn tình có thể bất chấp tất cả cho dù táng ra bại sản cũng phải chuẩn bị quân lương điều này đáng giá để hắn tôn trọng nếu không phải nàng phòng tuyến tây lương đã bị công phá mà hình bộ thượng thư là tâm phúc của hoàng thượng đương nhiên phải cùng lập trường với hoàng thượng hoàng thượng đã muốn trọng dụng một vãn tình vậy hắn phải nâng đỡ vậy ta ký tất cả đãi ngộ đều giống với hộ bộ phải không một vãn tình khẽ gật đầu phải trả một lượng nhân lực nhất định hộ bộ chúng ta không đủ nhân lực bốn quảng trường mỹ thực thu nạp gia quyến của nha dịch hộ bộ vào quan viên thì sẽ cân nhắc nhưng nha dịch lại không thể khoa cử chỉ nghĩ muốn kiếm nhiều tiền một chút cũng bởi vậy tên côn đồ cũng không dám đi quảng trường mỹ thực quấy rối chị an tốt vô cùng kế tiếp nàng lại muốn làm một cái xưởng cần một chút trợ thủ chuyện này không thành vấn đề hình bộ thượng thư không thiếu nhất chính là nhân thủ ngươi cần dùng người thì gọi một tiếng hắn là người đầu tiên ký thỏa thuận có hắn dẫn đầu tả hữu thị lang của bộ phận bọn họ cũng đều ký tên bình bộ cũng là như thế không có dị nghị gì một vãn tình cũng không mơ hồ trực tiếp tuyên bố với bên ngoài bình bộ và hình bộ cũng được hưởng thụ đãi ngộ tương tự mỗi người một phần giấy chứng nhận lương thực và dầu khí sấm dậy đất bằng quan viên hay bộ phận này vui muốn chết người nào cũng cao hứng như đón năm mới có thể ăn miễn phí một bữa còn có thể hưởng thụ các loại phúc lợi xã hội về phần ba bộ phận khác giống như trời mưa bao phủ ai nấy đều mang vẻ mặt đưa đám người so với người đúng là tức chết lão đại người ta có thể vì thuộc hạ cúi đầu dựa vào cái gì các người không thể chứ đây là đang khi dễ những thuộc hạ dễ nói chuyện như bọn họ đúng không được à vậy thì hãy nhìn sự phẫn nộ của người thành thật đi rất nhanh lại bộ thượng thư phát hiện ra lời nói của mình không còn tác dụng nữa mệnh lệnh phân phó xuống dưới đều là bằng mặt không bằng lòng bộ phận cơ hội đình chỉ vận hành hắn nổi trận lôi đình xử lý vài người không an phận nhưng hiệu quả không tốt oán khí phía dưới quá lớn toàn bộ hướng về phía hắn mà đến cho dù hắn muốn đổ toàn bộ lên người một vãn tình cũng vô dụng thái hậu thiên thu trong cung giang đèn đỏ náo nhiệt vô cùng quan viên tứ phẩm trở lên mang theo gia quyến cùng nhau vào cung ăn mừng tất cả mọi người đều chuẩn bị lễ mừng thọ phong phú một vãn tình cũng không ngoại lệ đến thời điểm dâng tặng lễ vật mừng thọ tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần hăng hái giặt rào xem náo nhiệt vẫn là quy củ cũ hoàng thất hậu phi tôn thất sau đó mới tới quan viên dâng tặng lễ vật một số lễ vật lần này là mua được từ ba cửa hàng xa xỉ phẩm của mộc vãn tình cái gì mà mỹ phẩm dưỡng ra xa xỉ nước hoa hương sông phòng đệm lót bình hoa thủy tinh bàn sông hương thủy tinh vân vân đương nhiên không ai tặng đồng hồ huyện chủ thanh bình chúc thái hậu vạn thọ vô cương an khang trường thọ đặc biệt dâng lên một cặp kính vạn hoa một cặp đồng hồ bảo thạch, hai ngọn đèn lưu ly, 12 kiện đồ hộp. Từng món quà mới lạ được đưa đến trước mặt Thái hậu. Thái hậu liếc mắt một cái liền coi trọng đèn lưu ly lung linh, tạo hình hàng nga bôn nguyệt, tiên khí bồng bềnh, tạo ra bầu không khí duy mỹ. Ngài xem, đèn này có thể điều chỉnh độ sáng. Một vãn tình tự mình ra tay, đè lại nút bấm sau lưng, nhẹ nhàng vặn một cái, đèn sáng ngời như ánh sáng ban ngày, lưu loát chuyển đổi ở đầu ngón tay nàng. Nếu đọc sách dưới đèn thì điều chỉnh thành ánh sáng trắng, khi ngủ thì điều chỉnh thành đèn ngủ nhỏ có thể dùng để đi lại trong màn đêm, cũng không chói mắt. Kỳ thật đây chính là một cái đèn dầu, chỉ là tạo hình thiết kế vô cùng tinh xảo duy mỹ, nhìn qua có vẻ cao cấp vô cùng. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm vào nó, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là muốn. Đèn này sáng hơn nến nhiều, không cần lo bị gió thổi tắt, mối chốt là rất xinh đẹp. Cái này tốt, ai ra rất thích, trên mặt Thái Hậu tràn đầy ý cười, xoay qua xoay lại để thưởng thức, có thể nhìn ra được đây là thật lòng thích. Hoàng thượng hỏi câu hỏi mà rất nhiều người muốn hỏi, thanh bình huyện chủ, đây là đồ ngươi làm ra sao một vãn tình cười tùm tìm gật đầu đúng vậy mỗi tối thần đều phải đọc hoặc viết gì đó cảm thấy nến quá tối sẽ tổn thương đến mắt cho nên liền nghĩ tới đèn lưu ly nàng nhẹ nhàng chuyển lời thức thời nói thần cũng chuẩn bị cho ngài một phần không tôi khóe miệng hoàng thượng khẽ nhếch lên một vãn tình cầm lấy cặp đồng hồ giới thiệu đây là kiểu dáng đồng hồ mới nhất có thêm phần dây thuận tiện cho chúng ta chỉ cần nâng cổ tay lên là có thể nhìn thời gian còn thực dụng hơn cả đồng hồ bỏ túi hơn nữa còn thích hợp làm vật phẩm trang sức, có vẻ cao quý trang nhã. Cặp đồng hồ này khảm đầy hồng ngọc, đồ án phượng hoàng hí châu, nhìn qua đã thấy vô cùng tinh xảo. Trong cung của Thái hậu cũng có một cái đồng hồ lớn, một cái đồng hồ bỏ túi, nhưng vẫn bị chiếc đồng hồ này hấp dẫn, mau đeo lên cho ai ra. Vâng, một vãn tỉnh thuần thục đeo dây đồng hồ lên cổ tay trái Thái hậu, nhẹ nhàng cài lại. Cổ tay được đeo lên chiếc đồng hồ trắng lệ phối hợp với châu ngọc hồng nhuận, hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thái hậu càng nhìn càng thích, cảm thấy đặc biệt tôn lên bàn tay của nàng so với đeo châu báu trang sức càng có khí chất hơn. Nàng vô cùng cao hứng dơ lên cho mọi người nhìn, hoàng thượng, người xem, có phải rất đẹp đúng không? Lúc trước hoàng thượng cảm thấy đồng hồ quả quyết là tốt nhất, thuận tiện lại tiết kiệm không gian, nhưng hiện tại lại phát hiện ra kiểu dáng đồng hồ mới này mới là lựa chọn tốt nhất. Rất đẹp, đây là kiểu nam phải không? Chậm thử xem. Hắn rất tự nhiên cầm lấy một cái đồng hồ đeo tay khác đeo lên cổ tay mình, thái hậu không khỏi nóng nảy, cái này chỉ là ngọc bích, càng thêm trong suốt, cũng phải nhìn thật kỹ nha. Hoàng thượng, đây là đồ huyện chủ thanh bình tặng cho ai ra nàng còn muốn thay phiên nhau đeo hai chiếc đồng hồ nữa khóe miệng hoàng thượng giật giật thứ tốt của mẫu hậu liền cho chậm một chiếc đi chậm lấy nguyệt châu đổi với ngài thái hậu thích nhất là lễ vật một vãn tình dâng mỗi món đều không giống người thường không bằng ngươi kêu huyện chủ thanh bình dâng lên mấy chiếc nữa ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người một vãn tình một vãn tình nói thái hậu nhóm đầu tiên chỉ có hai đôi đồng hồ một cặp ở đây một cặp khác được đưa đến phủ đậu soái tuy rằng rời tây lương nhưng chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với tây lương lễ vật được tặng trong các ngày lễ trong năm cũng không thiếu đỗ soái thân là ca ca của thái hậu thái hậu hài lòng gật đầu là một người hiểu chuyện không quên gốc gác vẫn nhớ cung ơn thái hậu nhìn về phía cổ tay một vãn tình người cũng không có sao trên tay một vãn tình chỉ đeo vòng ngọc bích không có chỉ chờ nhóm thứ hai thái hậu càng hài lòng với nàng thêm vài phần cũng không trách hoàng thượng cực lực chống đỡ cho nàng nàng làm việc chính là thoải mái đại khí quan trọng nhất là có bản lĩnh nàng cầm lấy một chiếc kính vạn hoa đây là cái gì đều là lễ vật kính tặng cho nên ngoại hình đều được thiết kế hoa hoẻ loài loẹt xa hoa như thế nào thì như thế đó lại là bảo thạch bảy màu lại là điêu long miêu phượng màu sắc sặc sỡ chỉ một chữ nhìn liền biết rất đắt ngài lại gần nhìn xem vừa nhìn vừa chuyển động kính vạn hoa sẽ thấy cảnh tượng kỳ diệu thái hậu bị nàng gợi lên lòng hiếu kỳ cầm lấy kính vạn hoa nhìn nàng ngạc nhiên lên tiếng a à, hoa mai nở từng đóa mọi người mờ mình nhìn chung quanh nào có đóa hoa chứ trong cái ống đó không phải chứ một vãn tỉnh lại cười nói đúng vậy ngài lại chuyển động đi thái hậu nhìn hoa văn rực rỡ như pháo hoa ở trước mắt lần lượt biến hóa đẹp đến trói mắt nàng vừa mừng vừa kinh thay đổi thay đổi đó hoa thay đổi hoàng thượng ngứa ngáy khó nhìn cầm lấy một chiếc kính vạn hoa khác lên tìm tòi đến cùng chỉ là sau khi hắn lấy được tay liền luyến tiếc buông xuống hai mẫu tử lan qua lộn lại nhìn nửa ngày vị cảnh tượng xinh đẹp bên trong mê hoặc vui vẻ không thôi chuyện này làm những người khác đều tò mò không thôi cho bọn họ ngó ngó với. Đại hoàng tử trông mong nhìn một hồi, tiến lên kéo kéo ống tay áo hoàng thượng, phụ hoàng, để nhi thần nhìn một chút đi. Rốt cuộc là thứ tốt gì khiến bọn họ không nỡ buông tay, thật muốn chơi a. À. Hoàng thượng lưu luyến không rời đem kính vạn hoa đưa cho nhi tử, nhịn không được than nhẹ, chậm rốt cục cũng hiểu được, tại sao lại đặt tên thứ này là kính vạn hoa, huyện chủ thanh bình, ngươi làm sao có thể có nhiều kỳ tư diệu xào khiến người ta phải kinh ngạc thán phục như vậy chứ? Khóe miệng một vãn tình cong lên, thái hậu không muốn xem đồ hộp sao? Thái hậu trần chờ một chút rồi nói, vậy xem thử đi. Lễ vật dân tặng của huyện chủ Thanh Bình không có vật nào là tầm thường cả, cái sao so với cái trước còn thú vị hơn. Một vãn tình mở thùng giấy, lấy ra 6 hộp thủy tinh, 6 hộp thịt. Nàng lấy đồ từ trong hộp thứ nhất ra ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, không dám tin vào mắt mình. Anh đào trong hộp thủy tinh này nhìn thật tươi mới, dáng vẻ rất ngon miệng. Nhưng hiện tại là mùa đông, làm sao có thể có trái cây tươi chứ? Thái hậu thích ăn hoa quả nhất, nhưng cho dù nàng là nhất quốc trì mẫu, giàu có thiên hạ, giữa mùa đông cũng không được ăn trái cây tươi mới đây là tuyết lê anh đào sơn trà làm sao ngươi có được như thứ này rất đơn giản đây là đồ hộp áp dụng kỹ thuật để đảm bảo độ tươi mới một vãn tỉnh nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng không ai nghe hiểu ngài nói thử xem thế như vậy có thể bán cho quốc gia khác không thái hậu có chút gấp không chờ nổi muốn ăn nhất định có thể mong mở một hộp cho ai ra nếm thử một vãn tỉnh làm mẫu cách mở hộp như thế nào sau đó nội thị tiếp nhận sau khi nội thị ăn thử đem cái hộp này chia làm hai phần một phần dâng lên cho thái hậu một phần dâng lên cho hoàng thượng thái hậu không thể chờ đợi nếm thử một miếng thỏa mãn nhau mắt lại nhiều nước thơm ngọt hương vị của tuyết lê một chút cũng không thay đổi ăn rất ngon thanh bình huyện chủ tại sao người lại nghĩ ra việc làm trái cây đóng hộp vậy một vãn tình đã sớm ăn thử không hiếm lạ những thứ này nhưng ánh mắt người bốn phía đều tái rồi giống như sói cực đói mùa đông giá rét được ăn hoa quả là điều vô cùng hấp dẫn đối với bọn họ ta một năm bốn mùa đều không thể rời khỏi hoa quả nhưng vào mùa đông muốn ăn một miếng trái cây thật sự quá khó khăn ta liền nghĩ có thể hay không đem trái cây lưu trữ lâu một chút làm như thế này có thể bảo quản hơn nửa năm một vị hầu gia nhịn không được nói huyện chủ thanh bình trong tay ngươi còn bao nhiêu ta mua hết những người khác không vui nói này này sao ngươi lại bá đạo như vậy chứ cũng không để lại cho người khác thanh bình huyện chủ mỗi một loại ta đều muốn một hộp ta cũng muốn mùa đông ra rét uống một ngụm nước đường hoa quả lành lạnh miễn bàn có bao nhiêu thoải mái một vãn tỉnh uyển chuyển từ chối xin thứ lỗi năm đầu tiên làm nên có số lượng quá ít không có ý định bán cho bên ngoài chỉ giữ lại cho nhà mình ăn lại tặng quà Tết cũng không còn lễ Tết mà có giao tình mới có thể tặng cho nhau ở kinh thành không có người nào mà nàng muốn tặng lễ vật chỉ cần tiến dâng hoàng cung một chút là được mọi người nhìn một bàn đầy đồ chơi mới mẻ đều bị làm cho kinh diễm tất cả những thứ này đều muốn nhưng không bán làm sao được hai tay cầm tiền khóc cầu thứ phụ phu nhân đi tới huyện chủ thanh bình chúng ta là thân thích ngươi là biểu muội nhà cựu cữu tẩu tử của biểu ca ta thứ phụ phản đồ lại bộ thượng thư thương yêu nữ nhi của mình nhất nhảy ra thanh bình huyện chủ ngươi còn thiếu dị phụ dị mẫu huynh đệ tỷ muội không ta có thể lại bộ thượng thư phản đồ vì một miếng ăn tất cả mọi người đều làm phản nhưng làm sao bây giờ thái hậu còn mở đồ hộp khác ra để nếm thử thịt bò hầm rất ngon miệng cá biển cũng mềm mại thơm ngon hương vị tuyệt hảo người lớn tuổi thích đồ ăn có khẩu vị mềm mại thứ này rất phù hợp với khẩu vị của thái hậu huyện chủ thanh bình cá hộp này còn không thái hậu muốn ăn thịt bò sơn chân không khó nhưng muốn ăn một miếng hải sản rất khó đường xá không thông hải sản không tiện vận chuyển đợi đến khi vận chuyển đến kinh thành đều hỏng mất rồi một vãn tình không ngờ nàng lại thích cá hộp này như vậy có thì có nhưng thứ này không thể ăn thường xuyên thỉnh thoảng nếm thử một chút thì được thái hậu cười híp mắt gật đầu ai ra biết ngươi kêu người mang vào cung thêm một ít nữa đi vẫn là nhà đồ này tốt a à? biết chơi biết ăn tâm nhãn nhiều vâng tâm tình thái hậu cực kỳ khoái trá người đâu thưởng cho huyện chủ thanh bình một đôi dạ minh châu một đấu hồng ngọc một đấu chân châu mười hai thất vải gấm một vãn tình cười nhẹ nhàng hành lễ tạ thái hậu thứ phụ phu nhân thấy thế nuốt một ngụm nước miếng lớn tuổi không cần gì khác chỉ muốn ăn một miếng huyện chủ thanh bình hai loại đồ hộp này có bán được không đến cả thái hậu đã quen ăn sơn hào hải vị cũng nói đồ này ăn ngon vậy khẳng định rất tốt một vãn tình không có ý kiến gì với nàng có nhưng có hạn thứ phụ phu nhân vui mừng quá đỗi vậy để lại cho ta một phần ngàn vạn lần đừng quên được những người khác đã sớm thèm thuồng nhao nhao bắt trước làm giống như đây là chợ mua bán một vãn tình tính tình rất tốt cười hiếp mắt đáp ứng bán cho ai mà không phải bán chứ một đợt quảng cáo này rất có giá trị thứ phụ phu nhân vô cùng cao hứng nhịn không được châm chọc nam nhân nhà mình không phải ngươi nói tính cách của huyện chủ thanh bình không tốt sao như vậy mà gọi là không tốt sao mấy người các ngươi a à, rõ ràng là khi dễ cô nương người ta ta xem nụ cười của nàng tinh khiết ôn văn hữu lễ là một người tốt thứ phụ ha ha chỉ một cái hộp đã câu hồn ngươi đi rồi hoàng thượng nhìn một màn náo nhiệt này khóe miệng khẽ nhếch lên Mộc Vãn Tỉnh có rất nhiều ý tưởng đa dạng mà người khác không có được, cũng có thủ đoạn vô cùng cao minh. Kế hoạch làm đồ hộp lần trước của nàng đã được thử nghiệm thành công, dựa theo ý nghĩ của nàng mở rộng ra, bất kỳ đặc sản của địa phương nào cũng có thể bán ra ngoài ngàn dặm. Một khi hàng hóa khắp nơi Nam Bắc được lưu thông, sẽ tạo ra lợi nhuận rất lớn. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn rất tốt. Sau Cung Yến lần này, một Vãn Tỉnh trở thành người được hoan nghênh nhất, tất cả mọi người đều muốn lôi kéo làm quen với nàng, muốn kiếm được một chút đồ chơi hiếm lạ. Trong nhà có trưởng bối lớn tuổi, từ khi nhìn Thái hậu ăn đồ hộp hoa quả liền nhớ thương. Bên ngoài không bán được, vậy chỉ có thể tìm một vãn tình cầu tình một chút. Hoa quả đóng hộp thì không nhiều lắm, nhưng một hai cái thì vẫn phải có. Nàng cũng không thu tiền. Đã ăn đồ của người ta, ai còn không biết xấu hổ đối nghịch với nàng chứ. Kính vạn hoa ở trong của hàng vừa lên giá hàng đã bị cấp sạch, bán hết sạch, người không mua được gấp không chờ được, đều bỏ tiền ra đặt cọc. Đèn lưu ly là hàng hóa nhà nhà phải mua, ra ngoài gặp được người quen câu nói đầu tiên chính là, ngươi mua chưa? Có thể tiêu thụ đến mức này, một vãn tình đã phân phó, nhanh chóng đưa sản phẩm mới lên. Đèn lưu ly trong được bán trong cửa hàng có kiểu dáng không giống với cái được dâng tặng vào trong cung, không thể vượt khuôn phép, nhưng vẫn còn rất nhiều con đường. Đèn hoa sen, đèn hoa mai, đèn hoa đào, phong cảnh non nước, hoa điểu cung nữ đồ, cái gì cần có đều có. Trước dịp Tết đến đã hung hăng kiếm được một khoản lớn. Về phần đồng hồ đeo tay, đương nhiên cũng bị người ta nhớ thương, cho dù một vãn tình nói có hạn, một tháng chỉ bán 6 cái, một vạn một cái, vẫn khó ngăn được lòng nhiệt tình của mọi người, nhao nhao đặt hàng nàng lại một lần nữa kiếm được đầy bồn đầy bát đi theo huyện chủ thanh bình sẽ có thịt ăn đây là nhận thức chung của vô số người bạn đang xem sau khi lưu đày địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim không thấy quan viên của hộ bộ hình bộ binh bộ sau khi quay lại trở lên thoải mái thế nào sao cái khác cũng không đề cập tới lễ mừng năm mới còn được nhận thêm hai phần bồng lộc còn có một đại lễ bao bên trong có bốn thất vải bông hai bộ chăn bông hai cân sợi bông mười phiếu miễn phí của quảng trường mỹ thực lễ mừng năm mới vừa vặn có thể mang theo người nhà cùng đi ăn uống vui chơi những thứ này đối với quan lớn cũng không có gì hấp dẫn nhưng đối với quan viên bình thường mà nói đây chính là đại trợ cấp có thể trôi qua mùa đông trong ấm áp phàm là người nhận được đại lễ bao điều vui mừng muốn chết đối với một vãn tình vô cùng kính yêu hy vọng nàng có thể ở trong triều đình thật lâu về phần bài xích lúc trước a à, có chuyện này sao hoàn toàn không nữ tử không thể làm quan sao họ cũng chưa bao giờ nói thế chỉ cần có thể mang đến lợi ích cho bọn họ là nam hay nữ có gì quan trọng sao bởi vậy, quan viên phía dưới ba nhà lại bộ công bộ lễ bộ hoàn toàn sụp đổ, nhao nhao ầm ĩ, liên tục lên tiếng kháng nghị. Nếu người có bản lĩnh mang thuộc hạ trải qua ngày lành, tự nhiên sẽ được kính trọng. Nhưng, người không có bản lĩnh, chiếm hầm cầu không ị thì thôi, còn đè ép thuộc hạ không được sống tốt. Vậy ai còn phục ngươi? Bộ phận này náo loạn, cấp trên kiên trì không chịu thỏa hiệp, cấp dưới nổi giận, đơn giản đưa một ít chứng cứ đưa tới ngự tiền gia quyến của đám quan viên địa vị cao này không phải ai cũng trong sạch vì địa vị mà làm không ít chuyện bẩn thỉu không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái gì mà bài trừ dị nhân tham ô trái pháp luật lừa mình dối người vân vân bọn họ đều là gạt trên gạt dưới cấp dưới liên tục báo cáo hoàng thượng đang lo không có cớ để sửa trị những lão gia hoàng ngoan cố không thay đổi này lập tức để ô y vệ tra rõ một khi bắt tay vào điều tra những chuyện bẩn thỉu đều bị tra ra rõ ràng đúng lúc hoàng thượng nhân cơ hội đổi một nhóm người mới đi lên những người này đều là thân tín của hoàng thượng đến lúc này thế lực cũ mới hoàn thành đợt bàn giao. Một triều thiên tử một triều thần, từ khi hoàng thượng bắt đầu kế thừa ngôi vị, liền nhất định sẽ thay thế một nhóm lão thần. Những lão thần không tự mình lui xuống, vậy chỉ có thể bị cho lui. Một vãn tình đứng ở trung tâm vòng xoáy, lại không bị cuốn vào, an an ổn ổn, ổn ở một bên vai xem. Tuy nói hoàng thượng đã thay thế những lão thần bằng những người mà mình tín nhiệm, nhưng muốn cả triều văn võ hòa thuận ở chung, đó là chuyện không có khả năng. Nơi nào có người thì nơi đó có thể xảy ra tranh chấp. Năm mới này có chút đặc biệt, bên cạnh không có người nhà làm bạn, một vãn tình rất khoát gọi tộc nhân đến đón năm mới đều là những thanh niên hăng hái hòa hợp mọi người vây quanh nhau cùng đón giao thừa một vãn tình cùng bọn họ chơi mặt trượt mở mấy bàn vừa vui chơi vừa đánh bài chơi rất vui vẻ mùng một tết ở nhà không đi đâu cả nghỉ ngơi thật tốt mùng hai tết một vãn tình ăn mặc thật xinh đẹp đi ra cửa hẹn tộc nhân cùng đi dạo phố miếu nàng vừa ra khỏi cửa đã bị một người ngăn lại chất nữ vãn tình một vãn tình thản nhiên nhìn lướt qua là một mẫu tử phụ nhân trung niên chính là thân nữ của mục lão thái thái Mục nhị cô nãi nãi, sau đó gả vào phủ công bộ thượng thư. Ngày xưa một thị nhất tộc bị xét nhà lưu đày, trước khi ra khỏi thành, mục nhị cô nãi nãi khoan thai đến chậm, mang cho Mộc lão thái thái chút bạc cùng quần áo. Về phần một nhà của Mộc vãn tình, chẳng những không có gì, còn bị chế nhạo một phen. Đây không phải là tôn nhị phu nhân sao? Thiếu chút nữa đã không nhận ra. Về mặt tôn nhị phu nhân cứng đờ, công công nàng bị cách chức, cả nhà đều phải về quê sống qua ngày. Tôn nhị phu nhân thuận buồn xuôi gió sống qua nửa đời người làm sao có thể cam tâm rời khỏi kinh thành? rời khỏi vòng tròn quyền lực chắc chắn là không nên mới tìm tới đây nàng lôi kéo một cặp nhi nữ của mình tiến lên khuôn mặt tươi cười nói thủ thành đây là biểu muội của ngươi linh nhi ngươi phải gọi một tiếng biểu tỷ biểu muội hữu lễ tôn thủ thành nhướng mày lộ ra nụ cười tươi tự cho mình là bất phàm thỉnh an biểu tỷ tôn bách linh đỏ mắt nhìn một thân cẩm phục của một vãn tình mười gấm dệt trên người nàng giá so với hoàng kim là cống phẩm chỉ cung cấp cho hoàng thất tổng cộng cũng chỉ có mười thất bốn thất thuộc về thái hậu hai thất thuộc về hoàng hậu mỗi một người công chúa được một thất còn lại một thất liền cho mộc vãn tình còn nữa bên ngoài một vãn tình khoác áo lông trồn mượt mà trắng như tuyết không có một tia lông tạp bảo bối ngàn vàng khó mua được trên đầu cài châm bích ngọc ngọc bội dương chi treo ở bên hông tất cả đều là chân phẩm một thân trang phục này không có trên vạn lượng thì không thể mua được sao có thể không khiến người ta đỏ mắt chứ kỳ thật châu báu trang sức là thái hậu ban tặng áo choàng lông trồn là đỗ thiếu huyên tặng một vãn tình dành rất ít tinh lực cho phương tiện này đừng nhận thân thích lung tung ta cũng không có biểu ca biểu muội gì tôn thủ thành hơi nhíu mày nhẹ nhàng thở dài biểu muội ta biết người đối với mẫu thân ta có oán hận lúc trước nàng không phải không muốn giúp các ngươi mà là thật sự không có cách nào trường bố trong nhà không đồng ý ngoại tổ mẫu lại là người có tính tình như vậy mẫu thân mấy năm nay vẫn mang áy náy mỗi ngày đều làm nhàm những chuyện này đều trở thành tâm bệnh của người còn mong biểu muội có thể tha thứ cho sự bất đắc dĩ của nàng nhân sinh trên đời luôn có nhiều chuyện không thể làm được ngươi có thể hiểu được đúng không nam nhân này có chút giả tạo một vãn tình thưởng thức ngọc bội bên hông không thể người nhà tôn gia tôn nhị phu nhân hít sâu một hơi vãn tình cô cô thực lòng xin các người thứ lỗi cho ta nhưng ta có nỗi khổ riêng từ nhỏ đến lớn ta đều rất thích nhị ca nhưng mẫu thân không thích nhị ca nếu đi quá gần xui xẻo vẫn là nhị ca ai vì tốt cho hắn ta chỉ có thể cách xa nhưng trong lòng ta vẫn nhớ thương nhị ca nhớ mấy hải từ các ngươi nàng càng nói càng kích động hốc mắt đỏ bừng nước mắt đọng trên khóe mắt một vãn tình lặng lặng nhìn nàng ta biểu diễn ha ha làm khó ngươi biên soạn ra lý do buồn cười như vậy rồi nhưng cái này chỉ có thể lấy ra lừa gặt đám hài tử mà thôi bàn tay giấu dưới ống tay áo của tôn nhị phu nhân nắm chặt thành quyền ta nói những câu này đều là sự thật ta dám thể với trời ngươi đi hỏi các quan viên trong triều thử xem bọn họ có tin hay không một vãn tình chỉ xem đây như chuyện cười chỉ số thông minh của một lão thái thái không cao sinh ra hài tử đều có chút ngu xuẩn lại còn muốn gạt ta đã ngu xuẩn lại không biết tự lượng sức mình tôn nhị phu nhân trước khi đến đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu nhục chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn vãn tình ta van cầu ngươi lão thái thái nếu không tốt cũng là tổ mẫu của ngươi nàng đã là gió gần đất xa trời ngươi đi van cầu hoàng thượng mở một mặt lưới tha thứ tội cho nàng để cho nàng có thể trở về kinh thành đi nàng còn bổ sung một câu hoàng thượng cũng sẽ cho rằng ngươi hiếu tâm đáng khen là người có thể nhờ vào đại sự nàng có chút tâm kế đáng tiếc lại gặp phải một vãn tình ngươi muốn ta làm việc thiên tư trái pháp luật lại lợi dụng nhược điểm này kéo ta xuống ngựa ngươi thật xấu xa ta biết ngươi tới trả thù, người đâu, đuổi bọn họ đi. Nàng một chút nể mặt cũng không cho, cùng loại người không có ý tốt này không còn gì để nói. Tôn nhị phu nhân không khỏi nóng này, không phải như vậy, hài tử này cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tư quá nặng, suy nghĩ quá nhiều. Nàng đào mắt nói, đúng rồi, cha nương ngươi khi nào trở về kinh thành vậy, ta muốn nói chuyện hôn sự của ngươi và thủ thành với bọn họ. Một vãn tình hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, cái gì chứ? Ngươi bị rối loạn thần kinh sao, hay đầu óc bị hỏng rồi, phía trước một dặm có một nhà mở tiệm thuốc, mau đi chữa đi. Tôn nhị phu nhân vừa tức vừa giận, lớn tiếng ồn ào, ngươi và thủ thành đã được định hôn ước từ trong bụng mẹ, trước khi ngươi ra đời phụ mẫu hai bên đã định xuống mối hôn sự chắc như đinh đóng cột này, để hai nhà thân càng thêm thân. Một tiếng này đặc biệt vang dội, người qua đường đều vây quanh, huyện chủ Thanh Bình đã đính hôn sao? Một vãn tỉnh tức cười, hóa ra là muốn ăn vạ sao, đúng là điên thật rồi. Tôn gia đây là cùng đường sao, ngay cả nàng cũng dám động vào. Ngươi! Một tiếng quát vang lên, là ai dám quấy rối trước cửa phủ của huyện chủ thanh bình bắt hết tất cả lại đây là việc riêng của hai nhà chúng ta người rảnh rỗi ít quản tôn nhị phu nhân thấy rõ nam từ trẻ tuổi đi tới đồng từ chấn động a à, vì chỉ huy sứ ô y vệ là người giám sát động thái của tất cả bá quan dò xét tình báo tuần tra truy bắt là tồn tại khiến vô số quan viên nghe tin đã sợ mất mật mà chỉ huy sứ của ô y vệ chính là tâm phúc của hoàng thượng không ở trước đài lại có thể nắm giữ một cỗ lực lượng cường đại nhất ẩn ở chỗ tối phiên vân phúc vũ chỉ khi có việc cần tra xét phủ đệ quan viên hoặc là có sự kiện trọng đại mới có thể hiện thân dù sao cũng không phải chuyện tốt gì lúc trước vi thiệu huy dẫn người tịch thu nhà tôn thượng hộ chỉ tịch thu chi chính nhánh phụ sẽ không có việc gì chính vì như thế người tôn gia nhìn thấy người này mới phát run toàn thân tất cả đều bị rơi vào bóng ma tâm lý một vãn tình ngần ngơ đây không phải là vi thiệu huy sao lúc trước từ biệt không nghĩ tới còn có ngày gặp lại ngươi nhìn thấy cố nhân mạnh khỏe nàng vẫn rất vui mừng nam từ trẻ tuổi chắp tay thần sắc lạnh nhạt nói, huyện chủ Thanh Bình, ta là chỉ huy sứ của Âu Y vệ, Vi Thiệu Huy. Lời nói của một vãn tình bị nuốt ngược trở lại, hắn không muốn để người khác biết bọn họ từng quen biết. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận của hắn, nàng cũng hiểu được. Thân là trường kiếm sắc bén nhất trong tay hoàng thượng, không nên có giao tình với bất luận kẻ nào. Hoàng thượng mặc dù thánh minh, nhưng cũng không vui khi nhìn thấy các thần tử có quan hệ tốt, nhất là hai trọng thần của mình kết giao với nhau, sẽ làm cho hắn có cảm giác kiêm kỵ. May mắn được gặp mặt, Vi Thiệu Huy lại một lần nữa đứng ở trước mặt Mộc Vãn Tình, trong lòng ngũ vị tạp trần tiểu thiếu nữ gầy yếu ngày xưa hiện giờ đã trưởng thành trở thành một nữ tử ưu nhã thong dong nhưng trên mặt không lộ chút nào huyện chủ thanh bình ngài có cần hỗ trợ không sắc mặt tôn nhị phu nhân thay đổi kịch liệt vi đại nhân quý nhân như ngài bận rộn nhiều việc chuyện hôn nhân của hải tử hai nhà chúng ta không dám làm phiền ngài vì thiệu huy cảm thấy vô cùng buồn cười có vài người si tâm vọng tưởng thật dám nghĩ a à, chuyện hôn nhân ai với ai một vãn tình đã sớm cầu được tự làm chủ hôn nhân của mình người khác muốn tính toán hôn sự của nàng hoàng thượng cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới đứng ở lập trường của hoàng thượng một vãn tình không thành thân mới phù hợp với lợi ích của hoàng thất sau lưng tôn nhị phu nhân cảm thấy từng đợt rét run tiểu nhi cùng huyện chủ thanh bình được đính hôn từ trong bụng mẹ ta có tín vật đính thân là ngọc bội làm chứng nàng là bất đắc dĩ bị buộc phải làm như vậy trong nhà bị tịch thu đường ra trong nhà bị tức chức trở thành dân thường còn phải về quê nàng đã quen sống tốt làm sao có thể nhẫn nhịn chứ lúc này phát óc tìm tâm kế nghĩ đến một vãn tình chức quan của một vãn tình dù có cao hơn nữa thì đó cũng là chất nữ của nàng, có quan hệ thân thích. Nàng đã nghĩ, nữ nhân mà, để ý nhất chính là thanh danh, chỉ cần nắm bắt điểm này, tự nhiên có thể từ trên người một vãn tình đạt được tất cả mọi thứ mình muốn. Quyền thế, tài phú, còn có ánh mắt tôn kính của người khác, sự coi trọng của hoàng gia. Nhưng nàng lại quên mất, năm đó một vãn tình dám xé mặt nàng ở trước mặt mọi người, hoàn toàn không sợ mất mặt. Hiện tại, một vãn tình rất yêu quý thanh danh, nhưng, ai dám tính kế nàng, vậy thì chờ xui xẻo đi. Cha nương ta không ở kinh thành, ngươi liền cho rằng có thể viện đạt từ không thành có sao mạnh mẽ an bài cho ta một nam nhân rác rưởi tôn gia a à, thật sự là nghèo túng suy nghĩ muốn lệch môn tả đạo xem ra ta phải dâng thêm một tấu chương buộc tội tôn gia trị gia không nghiêm lại xét nhà hoàng thượng nể mặt phân thượng của các lão thần trong lòng tiên hoàng để cho bọn họ lấy ưu khuyết điểm bổ sung cho nhau lưu lại vài phần tình cảm không có xử lý chuyện này quá mức tuyệt tình tôn nhị phu nhân vừa tức vừa vội một nữ tử như ngươi sao có thể đối xử với phu gia của mình như vậy chứ không sợ báo ứng sao đánh cho ta một vãn tỉnh lạnh lùng vung tay phải lên một thị vệ chạy tới nắm cổ áo tôn nhị phu nhân rồi vung tay tát xuống chát chát mặt của tôn nhị phu nhân bị đánh sưng thành đầu heo mặt đau dữ dội nàng ta tức giận đến phát điên gào thét chói tai một vãn tỉnh ta là bà bà tương lai của ngươi sao ngươi lại dám đối xử với ta như vậy nàng ta không phải không biết bản tính chân thật của một vãn tỉnh nhưng đứng trước mặt lợi ích to lớn bằng bất cứ giá nào nàng cũng muốn thử một lần nếu như thành công có thể từ chó gà bay lên trời nếu như thất bại nàng còn có thể đem cô cô của mình đưa vào ngục giam sao sẽ bị người ngoài mắng là lạnh lùng vô tình đáng tiếc nàng ta đã tính toán sai một chút quyền thế của mộc vãn tình bây giờ có thể một tay che trời quan viên mắng nàng còn ít sao chỉ hơn chứ không kém nhưng kết quả thì sao một đám ngã ngựa đôi nhi nữ của nàng ta nhìn thấy một màn này theo bản năng lui về phía sau vài bước cũng không có tiến lên ngăn cản mộc vãn tình nhìn thấy khẽ lắc đầu đều không phải dạng người hiếu thuận gì đây là kết cục của việc lôi kéo trọng thần trong triều ngại quá ta chọn chúng con gà là ngươi để giết gà dọa khỉ nàng nói đánh là đánh không ai dám đứng ra chỉ trích không thể không nói danh tiếng của mộc vãn tình trong dân gian rất tốt bá tánh đương nhiên sẽ thiên vị nàng sang cửa của tôn nhị phu nhân bị đánh đến gãy ra một ngụm máu phun ra tôn thủ thành sợ hãi tại sao có thể có nữ nhân hung tàn như vậy làm sao hắn dám kết hôn chứ nhưng nghĩ đến bản thân sau này sẽ vinh hoa phú quý cùng quyền thế hắn cố nén sợ hãi nói ra biểu muội đừng đánh nữa về sau ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi cả đời này không nạp hiện sắc. Các trưởng bối nói, chỉ cần hắn cưới được một vãn tình, hết thảy đều có, gia tộc cũng có thể một lần nữa đứng lên. Cưới được nàng sẽ có nhiều chỗ tốt như vậy, hắn làm sao chịu từ bỏ chứ? Thần sắc một vãn tình cực kỳ đạm mạc, vung tay phải lên, tôn thủ thành dùng mình một cái, theo bản năng soi người bỏ chạy. Nhưng không còn kịp rồi, tôn thủ thành bị thị vệ bắt được, cũng bị đánh một trận. Khóe miệng vi thiệu huy hơi nhếch lên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, tôn thủ thành, năm nay 21 tuổi, năm năm trước lấy chất nữ của tôn lão phu nhân làm thê tử kết quả vị tiểu thư kia bị nhà hoàn tôn thủ thành yêu mến đẩy xuống sông chết nói với người bên ngoài là trượt chân ba năm trước lại đính hôn với vu thiên kim phủ ngự sử sau khi thành thân vu thị trên đường đi hành hương bị lạc xe nên chết nói với người ngoài là ngoài ý muốn lời này của hắn có ý vị thâm trường khiến cho người ta sờn gai ốc một câu nói với bên ngoài sao nghe không đúng sự thật vậy không phải là bị hại chết chứ từ đó tôn thủ thành có thanh danh khắc thề môn đăng hộ đối người ta đương nhiên là không chịu gà nữ nhi cho hắn người khác trèo cao thì tôn nhị phu nhân lại chướng mắt hôn sự này liền kéo dài đến bây giờ đương nhiên không lấy được thê tử cũng không cản trở việc hắn nạp thép thất nha hoàn thông phòng trước mắt còn có mười mấy người trong phòng hai thứ tử một thứ nữ mọi người không đúng không phải nàng ta nói là đính hôn từ trong bụng mẹ sao như thế nào còn có thể đính ước nhiều mối hôn sự như vậy còn thành hôn chuyện này không bình thường có hôn ước lại còn cưới người khác hiện tại lại cầm hôn ước đến để nói chuyện đây là cạn bã sao loại mặt hàng này mà còn muốn trèo cao lên huyện chủ thanh bình điên rồi sao không soi gương xem bản thân mình như thế nào sao ta cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng người ngốc sao nào có chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ chứ chỉ có không từ thủ đoạn leo lên quyền thế trước kia tôn gia có quyền có thế bây giờ lụi bại đương nhiên là nghĩ biện pháp khác đồ thất đức thật không biết xấu hổ huyện chủ thanh bình có thân thích như vậy đúng thật là xui xẻo huyện chủ thanh bình ngàn ngàn vạn lần không thể tha cho những kẻ đê tiện vô sỉ này đúng đúng đưa bọn họ đi quan phủ thanh danh của mộc vãn tình rất tốt tất cả mọi người đều giúp nàng mắng mỗ tử tôn gia tông nhân trong mộc thế nhất tộc cũng không kịp tiến đến hỗ trợ thì tất cả mọi chuyện đã kết thúc tôn nhị phu nhân ngơ ngác nhìn tất cả những gì đang xảy ra có chút phản ứng không kịp tại sao có thể như vậy nàng ôm khuôn mặt nóng bừng ánh mắt lấp lánh bỗng nhiên bùng một tiếng quỷ xuống trước mặt mộc vãn tình tình nhi ta cô cô ruột của ngươi ta làm sao có thể hại ngươi chứ ngươi bị lưu đày đến tây lương không biết ngày về cũng không thể để thủ thành thủ tiết cả đời đúng không tất cả những chuyện này đều do lão thái 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 trong nhà quyết định ta cũng không có biện pháp gì bạn đang xem sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nàng ta hết than thở lại khóc lóc nhưng mộc vãn tình một chút cũng không dao động từ trên cao nhìn xuống người có thể đi tới địa vị cao làm sao có thể nhân từ nương tay chứ tôn bách linh lấy can đảm phụ họa lời mẫu thân ta nói là sự thật ta có thể làm chứng biểu tỷ chúng ta là người thân có huyết mạch tương liên nha nhất vinh cùng vinh nhất tồn cùng tồn một đám nha dịch chạy như bay tới đồng loạt hành lễ tham kiến huyện chủ thanh bình những người này vừa kính trọng vừa yêu quý mộc vãn tình sau một đợt triều đình xáo trộn kế hoạch phúc lợi của mộc vãn tình cũng được xây dựng xuống phía dưới tất cả mọi người đều được thơm lây quan lớn không thiếu tiền nhưng đối với quan viên bình thường mà nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi có chức trợ cấp này cuộc sống gia đình của bọn họ liền tạm ổn tối thiểu có thể cải thiện tiêu chuẩn cuộc sống không cần lúc nào cũng giàu dĩ vì tiền huyện chủ thanh bình tuy là nữ tử nhưng có một trái tim ngập tràn tình yêu thương phẩm hạnh cao quý hơn xa những nam nhân kia một vãn tình chỉ tay về phía người tôn gia ba người này muốn hại ta mang đi điều tra nghiêm ngặt nhất định phải tra ra chủ mưu vâng nhà dịch tiến lên túm lấy ba mẫu tử tôn gia cũng không hiểu bọn họ rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí chống lại một vãn tình chứ không thấy ngay cả quan lớn trong triều cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi sao mẫu tử tôn gia liều mạng dãy ruộng nhưng không chống lại được sự trói buộc của nhà dịch thật sự bị kéo đi nhốt vào đại lao đối mặt với sự nhục mạ cuồng loạn của mẫu tử tôn gia thần sắc của một vãn tình vẫn không thay đổi cực kỳ bình tĩnh đa tạ vi đại nhân trượng nghĩa nói thẳng vi thiệu huy nhìn nàng một cái thật sâu một chút việc nhỏ không cần để ở trong lòng huyện chủ thanh bình ra ngoài thì nên mang theo nhiều người ăn nguy của ngài vô cùng quan trọng một vãn tình không muốn quá cao điệu mười mấy tộc nhân bên người dẫn theo mấy thị vệ xuất hành là đủ rồi trong bóng tối còn có mười mấy thị vệ đi theo không thể xảy ra chuyện gì được nhưng người ta đã có ý tốt thì nàng cũng nên thật tâm nhận lấy đa tạ không bằng ta mời đại nhân uống một chén trà Vi thiệu huy rất muốn đi hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng không được. Lấy thân phận của hắn không thể tham giao với bất kỳ quan viên nào, nhất là loại quan lớn uy vọng rất cao, lại rất có bản lĩnh như một phản tình. Không được, ta còn có việc nên đi trước, xin cáo từ. Hắn chắp tay, thần sắc lạnh lùng rời đi, chỉ là, sau khi ngồi lên xe ngựa, kéo rèm xe xuống ngăn cách tất cả tầm mắt, sắc mặt của hắn từng tấc từng tấc ảm đạm xuống. Đây là con đường hắn lựa chọn, cho dù khổ hơn nữa cũng phải cắn răng đi tiếp. Gia nhập ô y vệ hắn cũng không hối hận, chỉ có con đường này mới có thể giúp cho hắn có được quyền thế trong thời gian nhanh nhất mới có thể báo thủ dừa hận mới có thể bảo vệ người quan trọng nhất nhưng lúc này trong lòng hắn quẩn quanh một tia hối hận nhưng có một số việc một khi bắt đầu liền không quay đầu lại được có bỏ mới có được có vài người nhìn từ xa là tốt rồi một vãn tình không có nhiều sổ tư như vậy mang theo một đoàn người đi dạo ăn uống một vòng cả người được thả lòng mua rất nhiều đồ chơi nhỏ con cháu trong tộc đều chơi rất vui vẻ cũng không thiếu tiền tùy tâm sử dụng mua đồ thật sự là quá tốt tiết nguyên tiêu mọi người lại hẹn ra ngoài chơi một đợt, trên đường người người nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng. Mục nhị thập nhất thấy một nhà môi giới liền dừng bước, tộc trưởng, ta muốn mua một gian phòng, ngài giúp ta nhìn thử đi. Hiện tại nàng trưởng quản bốn nhà ở quảng trường Mỹ Thực, chỉ dựa vào số tiền được chia hoa hồng cũng đủ để nàng sống một cuộc sống hậu đãi. Có tiền liền muốn mua nhà, cũng không thể ở nhờ mãi ở phủ huyện chủ Thanh Bình. Những người khác vừa nghe thấy lời này liền cảm thấy rất hứng thú, ta cũng muốn mua một gian. Ta cũng muốn. Một vãn tình biết trong tay các nàng có tiền, tiết kiệm quá nhiều tiền cũng không có ý nghĩa. Được rồi, các người muốn mua loại gì? Tốt nhất là dọc theo phố, phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà ở, đã quen với dạng nhà ở như vậy ở Tây Lương nên vẫn còn hoài niệm, hơn nữa trong tay ta cũng chỉ có hơn một ngàn lượng, không mua được gian nhà tốt. Giá phòng ở Kinh Thành không phải đắt bình thường, động một chút đã tốn mấy ngàn lượng bạc. Ở Tây Lương một ngàn lượng bạc có thể mua được căn nhà lớn ở khu vực xa hoa. Ta muốn yên tĩnh một chút, hoàn cảnh tốt một chút. Nhu cầu của mọi người không giống nhau, một vãn tỉnh vung tay lên, đi xem trước đi các nàng ở trên đường hỏi thăm một chút tìm một chỗ môi giới nhà đất có danh tiếng tốt các nàng đem nhu cầu của mình nói với bên môi giới tiểu nhì vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ giúp các nàng tìm kiếm nhà ở tốt nhất trong lòng mộc vãn tình khẽ động có nhà cho năm người ở không nàng bỗng nhiên nhớ tới ở kinh thành mình cũng không có nhà phủ huyện chủ là do tên hoàng ban thường một ngày nào đó không phải huyện chủ không biết có bị thu hồi hay không có một số tòa nhà của quan viên do triều đình ban thường không tính là nhà riêng nàng vẫn là phải lưu lại đường lui hơn nữa dù sao phụ mẫu cũng phải trở về kinh thành đại ca nhị ca đều phải thành thân ở chung một chỗ cũng không tốt nghĩ như vậy nàng cũng muốn mua một căn nhà tiểu nhị mừng rỡ nói có có mấy căn ngài có thể chọn có một căn nhà năm tầng ở ngõ anh đào nằm ở ranh giới giữa nội thành và ngoại thành một vãn tình nghe xong liền cảm thấy rất thích tiểu nhị chần chờ một chút rồi lại nói cái này người một nhà này còn chưa dọn đi hết phải đợi thêm vài ngày nữa một vãn tình hỏi thêm một câu nhà này vì sao phải bán phân nhà muốn đổi mấy căn nhà nhỏ để giữ phân chia hơn. Ồ, loại tình huống này có rất nhiều. Chỉ là, khi nàng vất vả lắm mới bớt được một chút thời gian đi xem nhà, thì lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trình nhị quản gia mở cửa lớn tiếp đón tiểu nhị, tiểu nhị cười giới thiệu, vị này là một tiểu thư, nàng muốn mua nhà. Họ mục, trình nhị quản gia thấy rõ khuôn mặt màu vãn tình, sắc mặt kịch biến, quay đầu bỏ chạy. Mẹ ơi, yêu nữ đến rồi, chạy mau. Tiểu nhị. Tình huống gì đây? Một vãn tình người này có chút quen mắt, đã gặp qua sao một vãn tình có chút mờ mịt nhìn nhị quản gia đang điên cuồng chạy trốn người này có bệnh gì à tiểu nhị rất xấu hổ kêu vài tiếng cũng không gọi lại được trong lòng hắn thẩm mắng vài câu kiên trì giải thích một tiểu thư nhà này là người đứng đắn còn là người làm quan phòng ở là do tổ tiên truyền xuống dưới gối bất đắc dĩ có sáu nhi tử muốn đổi sang sáu căn nhà nhỏ một vãn tình có chút kinh ngạc sáu người đều là con chính thất tiểu nhị khẽ lắc đầu không phải gia chủ đối xử bình đẳng với nhi tử đối xử rất công bằng một vãn tình không khỏi bật cười nhưng đối với trưởng tử thật không công bằng dựa theo quy củ đương thời đích trưởng tử chiếm bảy thành các con thứ khác chia đều ba thành nhà nào cũng có chuyện riêng tiểu nhị không nói nhiều về chuyện riêng của người khác nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt đau răng một vãn tình nhìn bốn phía nơi này rất u tĩnh gần đó đều là quan viên chỉ là căn nhà này có chút cũ kỹ vậy còn tiếp tục xem không hay là rời đi tiểu nhị trong lòng phát khổ hắn cũng không muốn để quý nhân nghĩ rằng hắn làm việc không đáng tin cậy ta có an bài ba căn nhà vậy đi xem căn nhà tiếp theo, xin mời. Tuy rằng quý nhân trước mắt chỉ nói nàng họ Mộc, một thân trang phục mộc mạc khiêm tốn, nhưng khí chất tao nhã thong dong này không lừa được người. Khuôn mặt xinh đẹp này, khí độ như thiên tiên, người bình thường không nơi được khuê nữ như vậy. Chớ đừng nói chi là, bên cạnh nàng có vài thị vệ đi theo. Hai người vừa xoay người, mấy tiếng bước chân dồn dập chạy như điên đến, nói, chính là nàng. Một vãn tình xoay người ngoái đầu nhìn lại, gió nhẹ thổi ngang qua mái tóc dài, dung nhan thành diễm tuyệt luân giống như dừng lại khiến cho người ta nhìn thẳng nam tử đang chạy như điên đến ngơ ngác nhìn nàng nàng ngà mộc tiểu thư một vãn tình nhìn nam nhân xa lạ trước mắt nhã nhận sạch sẽ ánh mắt đảo tới đảo lui bộ dáng trục dạ nàng nhíu mày nói chúng ta chưa đừng gặp nhau nhỉ tên nam nhân khô khan mở miệng ta họ trình trình tư lãng cái tên này vừa nói ra một vãn tình rốt của cũng kịp phản ứng vị hôn phu trước quả thật đã từng thấy qua thần sắc nàng cực kỳ lạnh nhạt nói thì ra là trình công tử hạnh ngộ nàng rốt cục nhớ được vì sao trong tên quản gia kia lại quen mắt hai quản gia trình ra đuổi theo từ hôn mà trình công tử lại không cách nào bình tĩnh thần sắc biến tới biến lui cuối cùng nói ngài đây là mua nhà một vãn tình đơn giản rõ ràng hoàn toàn không có ý nói sâu xa người không liên quan mà thôi vốn cũng không có một tê tình nghĩa thì ra là vì mua nhà ánh mắt trình công tử ảm đạm không biết là thất vọng hay tức nuối vậy vào xem đi một vãn tình không muốn mua nhưng lại không muốn rời đi khẽ gật đầu đi vào trình công tử làm chủ nhân không nói lời nào quản gia rụt ở một bên hận không thể khiến tất cả mọi người quên hắn trong lòng tiểu nhị tràn đầy nghi hoặc cũng không hỏi nhiều một tiểu thư phòng này là ngũ tiến có tám sân lớn mỗi sân có phong cách không giống nhau có thể là do nhân khẩu đông tòa nhà tiến hành cải tạo hoa viên bị san bằng chỉnh thành từng cái sân nhỏ tính thực dụng mạnh nhưng không có cảnh đẹp gì đi một vòng một vãn tình tính toán nơi này bán bao nhiêu tiền tiểu nhị nhìn thoáng qua chủ nhà nói một vạn hai ngàn lượng bạc cái giá này hơi cao một vãn tình khẽ lắc đầu còn có thể giảm giá không tiểu nhị nhìn về phía chủ nhà trình công tử mấp máy miệng nhẹ giọng nói nếu ngài thích giá cả còn có thể thương lượng lại một vãn tình từ chối cho ý kiến một nhị thập nhị người thấy sao nữ từ trẻ tuổi đi theo phía sau nàng sửng rốt một chút à cái gì nàng chỉ là theo tới cọ một được điểm kinh nghiệm một vãn tình không muốn mua nhưng người bên cạnh nàng có thể ra tay căn nhà này mặc dù hơi cũ nhưng có thể tu sửa lại bố trí từng cái sân nhỏ cũng không tệ lắm người có thể mua. Mục nhị thập nhị hoảng sợ, ta nào có nhiều tiền như vậy, nàng nào dám hy vọng xa vời một căn nhà tốt như vậy. nơi này nằm ở giao giữa nội thành và ngoại thành, cách quảng trường mỹ thực không xa, sát vách đều là quan viên, trị an rất tốt, vị trí khu vực này tương đối khá. Mặc dù nàng rất thích, nhưng không bạc nói cái gì đều là mây bay. Mộc vãn tình đưa ra một đề nghị, mua cùng các tỷ muội, chia tám cái sân thành một căn nhà nhỏ độc lập, chăm sóc lẫn nhau. Nếu không đủ tiền, ta cho các tỷ muội trước. Những nữ hải tử này đều rất có năng lực ngàn dặm xa xôi theo nàng tới kinh thành nàng tất nhiên muốn tính toán nhiều hơn vài phần cho các nàng nhà cửa và bạc là chỗ dựa của nữ tử ánh mắt mộc nhị thập nhị sáng lên nói chủ ý này hay tộc trưởng vẫn là ngài thông minh nhất tám người cùng nhau mua chia ra đầu người cũng chỉ hơn một ngàn lượng Chỉnh công tử kinh hô một tiếng tộc trưởng mộc nhị thập nhị không thích nam nhân này hắn luôn nhìn lén tộc trưởng nhìn thì nhìn đi còn toát ra vẻ thương cảm thật sự rất đáng ghét đây là tộc trưởng mộc gia chúng ta trình công tử trợn mắt há hốc mồm một vãn tình không để ý tới hắn mà nhìn về phía tiểu nhị ra giá một vạn lượng đây coi như là giá cả hợp lý tiểu nhị cũng không làm chủ được kéo trình công tử qua một bên thương lượng nửa ngày mới trở về được nhưng yêu cầu thanh toán ngay một vãn tình đồng ý hôm nay có thể làm thủ tục một vãn tình móc ra ngân phiếu một vạn lượng đưa cho mộc nhị thập nhị còn lại mặc kệ những thứ khác mộc nhị thập nhị rất có năng lực chuyện sang tên làm thủ tục cũng không cần nàng quan tâm một vãn tình giơ đồng hồ lên nhìn nói vậy ta đi trước một bước nói xong nàng xoay người đi ra ngoài trình công tử cắn răng theo sau gọi nàng lại Một tiểu thư chuyện gì trong mắt mộc vãn tình hiện lên một tia không kiên nhẫn ta sắc mặt trình công tử đỏ bừng kỳ thật từ hôn cũng không phải ta mong muốn ta cũng rất tiếc ừ hôn thư đổi hai mươi lượng ta cảm thấy rất đáng giá mộc vãn tình cho tới bây giờ chưa từng nhớ tới hôn ước này một chút cũng không tiếc nuối được không mỗi người mạnh khỏe mới là kết quả tốt nhất nàng nghĩ nghĩ rồi nói bảo người nhà ngươi cứ yên tâm lúc trước đã thanh toán xong, không có oán cũ gì, ta tự nhiên sẽ không trả thù. Trình công tử cúi đầu thật sâu, đa tạ Mộc tiểu thư. Chờ hắn đứng thẳng dậy, một Vãn Tình đã đi xa, để lại hắn với vẻ mặt buồn bã. Không biết có bao nhiêu người chê cười Trình gia bọn họ có mắt không biết kim tương ngọc, cư nhiên bỏ lỡ huyện chủ Thanh Bình, bỏ lỡ vinh hoa phú quý. Lúc trước đuổi theo từ hôn, hôm nay người ta từng bước một phát tích, thành quý nhân trèo cao không kịp. Phụ mẫu hắn ảo não hối hận không thôi, trưởng bối trong nhà mỗi ngày oán giận, nếu như không từ hôn, trình gia có thể dựa ở huyện chủ thanh bình nhất phi trùng thiên hắn ngược lại không hối hận hắn cưới biểu muội làm vợ tiểu kiều thê dịu ngoan nhi nữ đáng yêu cái gì cũng đều đủ hết nhưng bây giờ đái lòng hắn hiện lên một tia hối hận nhàn nhạt, nhạt thì ra huyện chủ thanh bình là nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy khí chất như lan dung mạo khuynh thành cả người tản ra vẻ ung dung đại khí của thượng vị giả kỳ nữ tập trung dung mạo và tài hoa gặp qua phong thái của nàng cả đời này cũng khó quên đúng lúc này nhị quản gia từ chỗ tối đi ra run rẩy hỏi tứ thiếu gia nàng nói như thế nào lúc trước hắn bị mộc vãn tình hố vừa nhìn thấy nàng liền sợ hãi cho nên trước tiên chạy trốn hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng bị lột quần áo đi chân trần trở về khi đó mộc vãn tình còn chưa trưởng thành a trình công tử nhẹ nhàng thở dài nàng nói không có oán cũ nên không cần sợ hãi không hổ danh là huyện chủ thanh bình mà tiên hoàng khen ngợi trí tuệ rộng lớn khí độ bất phàm chuyện trình ra bọn họ ngày đêm lo lắng người ta căn bản không để trong lòng trong lòng đồng thời thả lòng còn có một tia yêu thương nhàn nhạt, nhạt. Nhị quản gia thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, ai, lời này nói sớm hơn thì tốt rồi, lão gia sẽ không tử quan. Mấy năm nay trình gia lão gia vẫn luôn cố trèo trên vị trí ngũ phẩm, nhưng sau khi biết huyện chủ Thanh Bình trở về Kinh Thành, hắn liền sợ hãi đến mức đi từ chức quan, một lòng trở về cố hương tị nạn. Đúng vậy, tị nạn, tất cả mọi người cho rằng huyện chủ Thanh Bình sẽ trả thù trình gia bội tín. Trình công tử là người đọc sách, liên tiếp thi mấy lần đều thi không đậu, đến nay chỉ là một cử nhân bình thường hắn giúp đỡ trong nhà xử lý một ít việc vặt, phụ thân cũng nên nghỉ ngơi rồi. Nhị quản gia vẫn còn sợ hãi, chúng ta đừng yên tâm quá sớm, quý nhân cao cao tại thượng thích nói một đằng là một nẻo. Sẽ không, nàng đã sớm không nhớ trình ra, trình thiếu gia nhớ tới cặp mắt lạnh lùng lạnh lùng kia, cười khổ một tiếng, yên tâm đi, nàng cũng không phải là người ý thế hấp người. Nàng quy củ mua nhà, không cố ý làm khó dễ, thậm chí không bại lộ thân phận của mình, khiêm tốn đến cực điểm. Nếu nàng mà lộ ra một tia tham lam, hắn liền không chút do dự dân ra tòa nhà, chỉ cầu người nhà bình an nhưng nàng không có trái tim nhị quản gia lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng rơi xuống đất cũng đúng huyện chủ thanh bình là ai quan lớn nhị phẩm trong triều chúng ta tính là gì một vãn tình đi ra khỏi nhà họ trình vứt mọi chuyện ra sau đầu quên sạch sẽ bạn đang xem sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nàng vội vàng dạy học cho quan viên cấp thấp cấu trúc của đồ hộp làm thế nào lợi dụng đặc sản địa phương để kéo bá đánh vùng xa xôi thoát nghèo quan niệm của nàng đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho những người này một vãn tình viết lên bảng đen sáu chữ to đây là khâu mấu chốt nhất để thoát nghèo từ xưa đến nay đường xá không thông đã hạn chế rất lớn sự phát triển của kinh tế rất nhiều đặc sản đều thối nát trong đất nhưng không thể vận chuyển được quả thực đáng tiếc chỉ siêng năng thôi rất khó mà làm giàu phải dựa vào trí tuệ và công nghệ phát triển kinh tế và an sinh xã hội bổ sung cho nhau mọi người đều nói cứ nghĩ tới tiền là không đủ cao quý nhưng không có cuộc cải vật chất thì tất cả chỉ là nói suông nàng ra sức tẩy não dạy dỗ những quan viên chỉ biết đọc sách thánh hiền lại luôn xấu hổ khi nói về tiền bạc này những quan viên này sẽ được phái tới các huyện nhà tự mình xóa đói giảm nghèo nàng tận tay dạy hận không thể nhét tri thức liên quan vào trong đầu bọn họ đương nhiên cải tạo tư tưởng là điểm mấu chốt nàng muốn một nhóm quan viên có chủ ý có dã tâm người lãnh đạo sợ nhất là cái gì là trên có chính sách dưới có đối sách có lúc chính sách rất tốt nhưng phía dưới không phối hợp cố lấy lông gà làm lệnh bài giày vò bá tánh nàng còn phải định ra một hệ thống quản lý giám sát tương ứng học xong một vãn tình thu dọn đồ đạc không vội vã rời đi mà giải thích nghi hoặc cho quan viên vây quanh thành giáo đúng lúc này một thanh âm vang lên tham kiến hoàng thượng mọi người đồng loạt hành lễ một vãn tình chắp tay hỏi hoàng thượng sao ngài lại tới đây không riêng gì hoàng thượng tới mấy vị nội các đều tới đều nghe rất lâu nghe nói ngươi đang huấn luyện lại đây nghe thử một số lời của ngươi nói rất có đạo lý một vãn tình mỉm cười đó là tổng kết kinh nghiệm mấy ngàn năm có thể không có đạo lý được sao hoàng thượng cùng chúng quan viên tương tác một phen tán gẫu vài câu thái độ thân thiết của hắn khiến cho các quan viên kích động muốn chết một vãn tình nhìn thấy không khỏi bật cười một vãn tình chậm rãi đi theo phía sau hoàng thượng nhìn chung quanh có chút bình thản hoàng thượng đang cùng thủ phụ nói chuyện bỗng nhiên quay đầu lại huyện chủ thanh bình ngươi muốn mua nhà thần sắc một vãn tình rất thẳng thắn đúng muốn mua một căn nhà cho phụ mẫu và người nhà ở hoàng thượng nhìn nội thị tổng quản bên cạnh một cái nói cầm đi một vãn tình nhận lấy từ trong tay nội thị tổng quản là một tờ khế ước đây là tổ chạy của mộc phủ đúng căn nhà trước kia của ngươi hiện tại thuộc về ngươi hoàng thượng phi thường hào phóng tiên hoàng vẫn luôn giữ lại căn nhà này không có phân phối ra ngoài chính là giữ lại cho ngươi lời này rất dễ nghe khóe miệng màu vãn tình hơi nhếch lên nàng không có chấp niệm với tổ trạch sau khi trở về kinh thành cũng không có đi chiếm ngưỡng thử nhưng phụ thân hẳn là rất vui vẻ đi cảm ơn hoàng thượng ta trả tiền coi như ta mua đi màu vãn tình lết nhìn nói tiếp ta sợ có người hâm mộ ghen tị bị bệnh mắt đỏ thứ phụ nghe xong liền tức giận ngươi nói thì nói đi, vì sao lại nhìn ta? Nàng chính là cố ý. Trong lòng hắn khẽ động, nói, huyện chủ thanh bình, đỗ soái muốn hồi kinh, ngươi như thế nào lại không nói sớm với chúng ta một tiếng? Cái gì? Một vãn tình cực kỳ kinh ngạc, đang yên đang lành làm sao có thể, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Tuy rằng một vãn tình cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đỗ ra đi đường có chút chậm, không tiện liên lạc, chỉ có thể chờ đợi. Một vãn tình lưu loát giao hai vạn bạc mua tổ trạch mộc ra, trao đổi hàng hóa xong, xem như tài sản riêng của nàng nàng đi nhìn thoáng qua, tự tay gỡ phong ấn trên cửa lớn xuống. Nhà không có người ở hoang vu rách nát, khắp nơi là cỏ dại, khắp nơi kết đầy mạng nhện. Có hai ba con mèo hoang, chạy tới chạy lui ở trong viện, tăng thêm vài phần hoang sơ. Chỉ có đình đài lâu tạ là minh chứng cho vinh quang dĩ vãng. Một vãn tỉnh dạo quanh một vòng, đứng trong tiểu viện vắng vẻ, lâm vào trầm tư. Nàng đánh giá một chút, chuyện tu sửa lại cũng là một công trình lớn. Thôi, dỡ bỏ toàn bộ rồi trùng kiến lại, đủ lại quá khứ đều triệt để mai táng đi. Tộc nhân nghe nói kế hoạch của nàng, phi thường kinh ngạc, dỡ bỏ toàn bộ, không giữ lại chút nào. đây chính là tổ trạch mộc gia, nơi ở của gia chủ đời đời a. mộc vãn tình không có nửa điểm nhớ nhung đối với tòa nhà này, khắp nơi đều là dấu vết của đích phòng mộc gia. ừm, đó cũng không phải là kỷ niệm đẹp. vậy cũng đúng. mộc vãn tình không có ý định xây tứ hợp viện, mà là xây biệt thự nhỏ hai tầng, tổng cộng 7 tòa, theo thứ tự giải rác. phụ mẫu một tòa, hai huynh trưởng mỗi người một tòa, nàng một tòa, một tòa làm nơi công cộng, làm thư viện, phòng nghỉ, phòng tập thể thao phòng khách, phòng ăn, quầy ba, bình thường không có việc gì có thể tới nơi này vừa chơi vừa liên lạc tình cảm. Một tòa làm nhà khách, có 6 gian phòng, dùng để chiêu đãi khách nhân, một căn cho hạ nhân ở. Lập ra kế hoạch như vậy, mọi thứ đều trở rực rỡ, gọn gàng ngăn nắp. Trong lúc xây dựng lại đâu vào đấy, Một Vãn Tình thỉnh thoảng sẽ tới xem, bình thường đều đặt tinh lực vào công vụ, có quá nhiều việc phải làm. Còn có, hoàng thượng đem đại hoàng tử đóng gói ném cho nàng, kỳ hạn một tháng. Mộc Vãn Tình không nghĩ tới hắn sẽ tới thật, đại hoàng tử xuất cung lâu như vậy thật sự không thành vấn đề sao bất quá an toàn của đại hoàng tử không cần nàng phụ trách nàng chỉ cần dạy dỗ đại hoàng tử là được nàng suy nghĩ một chút chế định kế hoạch học tập đưa cho hoàng thượng xem hoàng thượng tuy nói toàn bộ dựa vào nàng làm chủ nhưng cầm lấy kế hoạch xem rất nghiêm túc một vãn tình liếc mắt loại sinh vật hoàng đế này ha hả hoàng thượng thấy rõ ràng khóe miệng co rút chỉ có thể làm như không nhìn thấy nhà đầu này chỗ nào cũng tốt chỉ là quá mức kỳ kỳ quên đi ai bảo nàng có năng lực như vậy chứ hắn là một hoàng đế tốt bao dung rộng lượng. Trong kế hoạch, ban ngày đại hoàng tử đi theo mọi người cùng nhau lên lớp, toán lý hóa đặt nền tảng, không trông cậy vào hắn học tinh thông cỡ nào, mà là phải hiểu. Buổi tối liền đón đại hoàng tử đến phủ huyện chủ, nàng mở cửa sao cho hắn, dạy ra nhiều khoa học kỹ thuật trọng yếu, các loại phổ cập tri thức khoa học, mở rộng tầm nhìn của hắn. Đó mới là điều quan trọng. Để đại hoàng tử cũng đi làm thí nghiệm hóa học. Một vãn tình có thể hiểu được tâm tình của một người cha già, hoàng tử duy nhất được nung chiều thế nào cũng không quá đáng, nhưng ngồi ở vị trí này phải thừa nhận trách nhiệm tương ứng đại hoàng tử rất có thể sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế phải gánh vác tương lai của vô số bá tánh nếu không thành tài đối tượng xui xẻo vẫn là bá tánh bình thường những thí nghiệm hóa học này đều rất an toàn chỉ để cho tiếp xúc xưa qua hoàng thượng từ chối cho ý kiến luyện quân thể quyền chạy bộ có nhiều lúc đại hoàng tử đều được người ôm bản thân cũng không xuống tự đi đường chớ đừng nói chi là tự mình mặc quần áo rửa mặt một vãn tình nhìn không quen nhưng lời này không thể nói thẳng ta cho rằng thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất thừa dịp hài tử tuổi còn nhỏ mà dạy dỗ xây dựng tốt căn cơ từ ngài được lợi vô cùng ngài hẳn là hiểu rất rõ hoàng thượng im lặng nàng cái gì cũng dám nói bất quá hắn ốm yếu từ nhỏ thường xuyên sinh bệnh quá rõ ràng tầm quan trọng của sức khỏe một vãn tình nói đạo lý rõ ràng hơn nữa có thể rèn luyện tâm trí một người bồi dưỡng phẩm hạnh độc lập kiên nghị hắn từ nhỏ đã được nuông chiều có thể làm được sao hoàng thượng đặc biệt để ý nhi tử duy nhất ngàn vạn lần không nên xem thường tính dẻo dai của hài tử Mộc Vãn Tình nhẹ giọng nói, Hoàng thượng khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa, thay đổi đề tài, bắt đầu thảo luận chính sự. Mộc Vãn Tình cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lúc rời khỏi hoàng cung thì bị ngăn lại. Huyện chủ Thanh Bình xin dừng bước. Mộc Vãn Tình nhìn lại, là thủ lĩnh cấm cung với đại nhân, ngài có việc gì? Thần sắc Vu đại nhân cổ quái chỉ về phía cách đó không xa, phụng mệnh hoàng thượng, đưa đại công chúa và nhị công chúa đến trong tay ngài, một tháng tới xin nhờ ngài. Cách đó không xa là một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ chạy tới, bốn phía có rất nhiều cung nhân cùng thị vệ vây quanh, một vãn tình càng người đều không tốt, ta không phải giáo viên nhà trẻ. Đại hoàng tử coi như xong, như thế nào, à cũng ném luôn công chúa nũng nịu cho nàng, rốt cuộc nghĩ cái gì đây? Xin hồi bẩm hoàng thượng, phương thức quản giáo nghiêm khắc của thần không thích ứng với công chúa, xin thu hồi mệnh lệnh. Nàng điên rồi mới tiếp nhận quản giáo công chúa, hậu phi không hận chết nàng mới là lạ. Người ngẫm lại, hậu phi mới là người quản giáo công chúa danh chính ngôn thuận, để cho các nàng quản không được sao. Ai ngờ, phu đại nhân nói một câu, hoàng thượng nói, hải tử nhà mình không nhẫn tâm quản giáo, vẫn nên giao cho người quản. Một Vãn Tình có ý gì? nói nàng lòng dạ độc ác sao? nàng đào mắt. nếu thật sự muốn ta tiếp nhận, vậy mỗi công chúa chỉ có thể mang theo hai hạ nhân. sao có thể thế được? đây chính là Kim Chi Ngọc Diệp, bên người lúc nào cũng có mấy chục hạ nhân vây quanh. lời này dẫn tới cung nhân nhất trí phản đối. Mộc Vãn Tình ước gì các nàng náo loạn, náo loạn càng lớn càng tốt. Phu đại nhân, người đi hỏi hoàng thượng đi. Phu đại nhân không làm chủ được, vội vàng đi, lại vội vàng trở về. hoàng thượng đáp ứng, thả một người đi là thả thả hai người đi cũng là thả thả khuôn mặt tươi cười của một vãn tình nứt ra từng tấc đây là dựa nàng sao đại công chúa 7 tuổi nhị công chúa 6 tuổi đều là viên phấn điêu ngọc mài đừng thấy tuổi còn nhỏ nhưng hành lễ có nề nếp đặc biệt tuân thủ quy củ lúc này hai hài tử nước mắt lưng tròng nhìn nàng trên mặt tràn đầy sợ hãi đặt mình trong hoàn cảnh xa lạ người quen bên cạnh lại không có mấy người có thể không sợ sao một vãn tình đưa hai hài tử về trường trước nàng có một văn phòng lớn ở trường một nửa làm việc một nửa nghỉ ngơi phòng nghỉ được bố trí rất ấm áp sofa mềm mại tiện tay có thể thấy được gối ôm bên cửa sổ cũng có giường chiếu nàng cho gọi đại hoàng tử tới sau khi hai công chúa nhìn thấy ca ca thì tâm tình ổn định một chút đại hoàng tử có chút không dám tin nhìn một vãn tình cái gì phụ hoàng đưa hai muội muội tới đây sao có thể như vậy một vãn tình để mấy hài tử ngồi trên giường tiện tay cầm một cái gối ôm miễn cưỡng ngồi dựa vào hai vị công chúa các người biết ta là ai không đại công chúa cẩn thận gật đầu biết huyện chủ thanh bình lão sư của chúng ta một vãn tình hoàn toàn không thể hiểu được tâm tư của hoàng thượng hoàng tử nghiêm khắc một chút thì thôi công chúa cũng không cần phải như vậy chứ đại công chúa gắt gao đứng bên cạnh ca ca bàn tay nhỏ bé nắm lấy y phục của mình ngữ khí rụt rè đúng phụ hoàng nói ngài đặc biệt thông minh cái gì cũng biết để cho chúng ta theo ngài học tập thật tốt một vãn tình nhíu mày có chút bất ngờ ánh mắt phụ hoàng ngươi không tệ chỉ là tính có chút cầu cầu gì đại hoàng tử nghe không rõ một vãn tình mỉm cười làm thủ thế hạ nhân mang một phần trà bánh tới bánh kem trà sữa, gà rán, hamburger là món yêu thích của trẻ con. Dọn từng phần một, tinh xảo lại xinh đẹp, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đại hoàng tử hoan hô một tiếng, tất cả đều là đồ hắn thích ăn. Một vãn tình nhìn chăm chằm ba người rửa tay sạch sẽ, lúc này mới cho phép bọn họ lấy đồ ăn. Wow, ăn ngon lắm, người bạn nhỏ lần đầu tiên ăn bánh kem nên vô cùng kinh diễm. Lão sư, ta có thể ăn mỗi ngày sao? Thái độ của nàng đối với một vãn tình cũng có vài phần thân thiết. Xem biểu hiện của các ngươi, Ta rất ngoan. Ta cũng rất ngoan sau một bữa trà chiều quan hệ ba người lập tức trở nên thân thiết một vãn tình dẫn bọn họ đi dạo một vòng trong trường tiêu cơm vừa ăn thái độ của nàng đối với người lớn thì gợi đòn nhưng đối với hài tử vẫn rất bao dung thời điểm hai công chúa nhìn thấy thiên đường vui chơi trên sân thể dục ánh mắt đều trừng thẳng đây là cái gì đại hoàng tử mang các muội muội đi chơi nửa canh giờ đi đại hoàng tử hưng phấn gật đầu hai tay dắt một muội muội chạy về phía vui chơi thiên địa trẻ con thích chơi là thiên tính cầu trượt ván trượt xích đu ngựa lắc hố cát dây thừng leo núi vân vân, mỗi một thứ đều làm cho bọn họ chơi vui quên trời. Trường học có mỹ thực có thú vui, vui đến quên cả trời đất, giống như chim chóc thả lồng, cũng không nhớ tới việc hồi cung. Hải tử hoàng thất rất yếu ớt, nhưng dưới tình huống không có trường bối nuông chiều, cũng chỉ có thể làm hải tử ngoan. Một vãn tình sẽ không nuông chiều bọn họ, nên nghiêm khắc thì nghiêm khắc, nên hưởng phúc lợi thì hào phóng, ngược lại rất được hải tử yêu thích. Đôi khi, duyên phận với hải tử cũng là một sự kỳ lạ. Chờ một tháng sau trở lại hoàng cung, ba hải tử đều đen gầy, nhưng ai cũng có tinh thần thái hậu đau lòng muốn chết ôm chất tử chất nữ kêu ngoan ngoãn đều phải chịu khổ tại phụ hoàng nhẫn tâm của các người, huyện chủ thanh bình lại chưa có thành thân nàng nào hiểu được cách dạy hài tử như thế nào chứ nhi tử kiên trì nàng cũng không thể làm gì nhìn xem hài tử bị dày vò như thế nào mẫu hậu một tháng này hoàng thượng đều bị thái hậu mắng thảm đại công chúa đảo trong mắt tổ mẫu chúng ta mang lễ vật cho người thái hậu lập tức bị rời đi sự chú ý mau để a ra nhìn xem tùy tùng đẩy một cái dương lớn tới một cái dương đặc biệt lớn, mở ra nhìn là các loại gốm sứ. Nói thật, có một chút xấu, đây là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn của cửa hàng nào. Đại công chúa đem một chén gốm sứ hoàn chỉnh đưa vào trong tay thái hậu, nói, đây là gốm sứ chúng ta tự tay làm. Thái hậu sợ ngây người, không thể tin vào tay mình. Các ngươi tự làm? Không phải chứ? Các nàng ngay cả tự mặc quần áo cũng không biết. Đại công chúa dạng dỡ, nụ cười trên mặt nhiều hơn, nói chuyện cũng có trật tự hơn. Lão sư tận tay dậy, nàng nói, chờ chúng ta xuất sư sẽ mở một cửa hàng gốm xứ cho hai tỷ muội chúng ta chuyên bán đồ chúng ta làm nhị công chúa ở một bên dùng sức gật đầu ánh mắt lấp lánh tỏa sáng đúng là cửa hàng gốm xứ lão sư nói một tác phẩm của đại sư gốm xứ đặc biệt lợi hại có thể mua được một căn nhà lớn nàng cũng nói phải dũng cảm thể hiện bản thân đừng sợ phạm sai lầm ngẩng đầu ẩn ngực làm người đại hoàng tử cũng tiến lên hỗ trợ lão sư nói đại muội muội rất có thiên phú chỉ cần cố gắng sẽ thành công nữ nhi cũng phải có sự nghiệp phấn đấu cả đời mọi người khiếp sợ nhìn gốm sứ bày đầy đất, còn rất ra dáng. Hoàng thượng nhịn không được cầm lấy một cái bình gốm sứ nhìn kỹ, tay nghề có chút thô giáp, nhưng mười phần thú vị, màu sắc tươi đẹp. mới chỉ có một tháng, không thể không nói, màu vãn tình rất biết dạy dỗ, gia trường lúc nào cũng cảm thấy con mình giỏi giang, vừa rồi còn cảm thấy tác phẩm gốm sứ xấu, hiện tại lại cảm thấy đẹp. khi phi bĩu môi, lạnh lùng nói, đại công chúa là cành vàng láng ngọc, vừa sinh ra đã có tất cả, cần gì phải cố gắng. thần sắc đại công chúa cực kỳ nghiêm túc, khi mẫu phi. Không phải như vậy, dựa vào cha nương không bằng dựa vào chính mình, chỉ cần ta có bản lĩnh là có thể được mọi người tôn trọng, sẽ có nhiều lựa chọn hơn, cũng có nhiều cơ hội thử sai hơn. Trong lòng mọi người cả kinh, hài tử nhỏ như vậy cư nhiên nói ra lời có chiều sâu như vậy, có thể tưởng tượng được là ai dạy. Thái hậu sợ ngây người, huyện chủ Thanh Bình nói rất đúng. Cho dù là công chúa cao quý, cũng không phải công chúa nào cũng tốt, một tay bài tốt lại đánh nát là chuyện lúc nào cũng có. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có chút hiểu được cách làm của nhi tử, có một số việc các nàng không làm được nhưng mộc vãn tình có thể hoàng thượng cũng chỉ hy vọng mấy hải tử đi theo mộc vãn tình có thể học được một nửa chiêu thức đủ cho bọn họ hưởng thụ cả đời nhưng hiển nhiên vượt quá mong đợi của hắn bạn đang xem sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lần sau cho các ngươi đi vài ngày đang nói chuyện nội thị vội vàng chạy vào bẩm thái hậu độ soái đến kinh thành rồi thái hậu nghe xong vui mừng vạn phần nói mau mau phái người đi nhanh đón ở bên ngoài cửa thành kinh thành Đỗ Soái ngồi trong xe ngựa hơi vén rèm xe lên, thần sắc hoảng hốt. 15 năm, suốt 15 năm, hắn lại một lần trở lại kinh thành, cảm giác phảng phất như đã qua mấy đời. Hắn quanh năm đóng quân ở biên quan, không có đại sự gì sẽ không trở về. Tặng quà Tết cho thân thích bằng hữu ở kinh thành, đều là phái quản gia và tộc nhân tới. Phu quân, phía sau truyền đến một thanh âm ôn nhu. Đỗ Soái không quay đầu lại, cũng không đáp lại, như là không nghe thấy. Ánh mắt Đỗ phu nhân tối sầm lại. Một nam từ trẻ tuổi tư thế oai hùng cương phát cưỡi ngựa tới, nói, phụ thân, chúng ta hồi phủ trước, mọi người đi đường đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một đêm, ta sai người đưa thiếp mời trong cung, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai có thể tiến cung. Là đỗ thiếu huyên, hắn thật sự không yên lòng, vậy nên đã tự mình hộ tống người nhà hồi kinh. Không có cách nào, thân thể phụ soái vẫn không thấy chuyển biến tốt hơn, nhị tỷ là nữ tử yếu đuối, chất tử chất nữ vẫn là một hài tử. Về phần mẫu thân, tính tình như vậy, làm gì cũng không được. Đỗ soái nhìn nhi tử ngày càng trưởng thành, trong mắt tràn đầy từ ái, nói, được, ngươi đi an bài đi. Đỗ phu nhân thò đầu ra, thần sắc ưu sầu, nói, trước tiên không có tiến cung bái kiến hoàng thượng cùng thái hậu, thật sự không sao. Nàng sinh ra ở Tây Lương, sau khi kết hôn bồi phu quân trở về kinh thành một lần, bất quá, đều là ấn tượng không tốt. Đỗ thiếu huyên mấp máy miệng, sẽ không, hoàng thượng và thái hậu đều là người sáng suốt. Đúng lúc này một đám nam tử cưỡi ngựa từ trong thành đi ra, người cầm đầu lấy ra một khối lệnh bài, cao giọng nói, thỉnh an đỗ soái tiểu nhân là thị vệ trong cung, phục mệnh thái hậu nghênh đón đỗ xoáy hồi kinh đỗ xoáy cố gắng giữ vững tinh thần nói thái hậu có khỏe không hoàng thượng có khỏe không thị vệ trong cung cung kính vạn phần đều khỏe đối với vị chiến thần trong quân doanh này tất cả mọi người rất kính trọng đỗ ra đời đời đóng quân ở tây lương là bình phong kiên cố nhất tây bắc che chở một phương thị vệ trong cung mở đường mười phần phô trương một đoàn xe ngựa trùng trùng điệp điệp tiến vào kinh thành mỗi tử đỗ nhị tiểu thư và hai nhi tử của đỗ đại tiểu thư lần đầu tiên tiến vào kinh thành nhìn cái gì cũng tò mò mặc dù thân thể mệt mỏi không chịu nổi nhưng ba hải tử vẫn khó nén tò mò vén một góc rèm cùng nhau nhìn ra bên ngoài kinh thành so với tây lương còn náo nhiệt hơn a à, người lui tới rất nhiều tiếng giao hàng không rất bên tai còn có các loại tiểu xiếc như dụng ngực vỡ đá lớn hai hải tử tưởng ra lớn nhất là nữ nhi nhũ danh đoàn đoàn ánh mắt nàng nhìn lấp lánh tỏa sáng vui quá bảo cự cựu dẫn chúng ta ra ngoài ăn đi viên viên là nam hài khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo vô cùng đáng yêu gì nơi đó sao lại có nhiều người xếp hàng như vậy Đỗ Thiếu Huyên cưỡi ngựa bảo vệ bên cạnh xe, nghe xong lời này quay đầu nói, đó là quảng trường mỹ thực, mỗi ngày trước cửa đều xếp thành hàng dài. Vừa nghe đến quảng trường mỹ thực, ba hài tử không hẹn mà cùng nước nước miếng. Đỗ Nhị tiểu thư giật mình, là bút tích của huyện chủ Thanh Bình sao? Thì vệ hoàng cung ở bên cạnh mang vẻ mặt tươi cười nói, đúng vậy, huyện chủ Thanh Bình có được một tay biến đá thành vàng, chỉ cần là chuyện kinh doanh do nàng chủ trì, không có gì là không kiếm được. Đâu chỉ là kiếm, còn là kiếm đặc biệt nhiều, mỗi một cửa hàng buôn bán đều tốt đến bùng nổ. Phước Hương các mỗi lần trình sản phẩm mới lên, nếu quyến quý phủ của ta đều chạy tới mua trước, cũng không thèm nhìn giá cả, chỉ cần mua được liền vui vẻ không thôi, ta cũng sắp người không nổi các nàng. Ha ha ha, ngươi đừng có nói mỗi phu nhân mình, mỗi lần thiên chân các lên sản phẩm mới, ngươi còn chạy nhanh hơn ai hết. Thị vệ sắc mặt ửng đỏ, ta chọn lễ vật cho nhi tử. Ha ha, ngươi nói vậy thì liền cho là vậy đi. Nghe bọn thị vệ nói, Đỗ Đỗ cao hứng phấn chấn nói, lão sư của ta thật lợi hại, siêu cấp lợi hại. Hắn là đệ tử đầu tiên Mộc Vãn Tình nhận thích nghe người khác khen một vãn tình nhất trong lòng cực kỳ đắc ý đoàn đoàn bĩu môi cứu cứu ta cũng muốn bái huyện chủ thanh bình làm lão sư lần này tới kinh thành một là làm bạn với phu thê đỗ soái hai là vì việc học tây lương mặc dù tốt nhưng tài nguyên giáo dục còn lâu mới tốt bằng kinh thành mấu chốt nhất là một vãn tình ở kinh thành còn mở một trường học kỹ thuật ngay cả hoàng tử công chúa trong cung cũng đến học có thể thấy được trường học này tốt cỡ nào bọn họ cũng muốn vào học đỗ thiếu huyên ha hả cười ngươi từng nói với nàng đi Ta không quan tâm những chuyện này, cự cự. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã tới phủ Anh Quốc công, Anh Quốc công là tức vị của Đỗ Soái, mà Đỗ Thiếu Huyên có một phủ Tây Lương Vương khác, có thể nói là nhất môn song kiêu, vinh quang đến cực điểm. Đỗ Thiếu Huyên đỡ phụ thân xuống xe ngựa, nói: "Phụ thân, chúng ta về đến nhà rồi." Đỗ Soái khẽ gật đầu, thần sắc tái nhợt, khí sắc cực kỳ kém, khiến Đỗ Thiếu Huyên có chút lo lắng, thân thể của phụ thân. Ai? Đỗ Đỗ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, "Ồ, đó là lão sư ta sao?" Đỗ Thiếu Huyên mẫn cảm nhất, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ từ từ đi tới, một Vãn Tình đã thỏ đầu ra cửa sổ, vẻ mặt tươi cười vẫy tay với bọn họ. Trong mắt Đỗ Thiếu Huyên hiện lên một tia vui mừng nồng đậm, "Vãn Tình, sao người lại tới đây?" Chờ xe ngựa dừng lại, Đỗ Thiếu Huyên nhanh chóng tiến lên, vươn tay đỡ nàng xuống. Một Vãn Tình tựa vào cánh tay hắn nhảy xuống xe ngựa, vui vẻ chào hỏi, ra mắt Đỗ Soái. Nàng một thân thường phục, không thoa son phấn, vẫn như trước khó ngăn cản dung nhan thanh lệ, đỗ soái không nghĩ tới người đầu tiên nhìn thấy là nàng trên bà tái nhật hiện lên một nụ cười huyện chủ thanh bình ngươi bận rộn như vậy sao còn đến thăm ta có lòng a à? một vãn tình tươi cười rạng rỡ ngài là người ta tôn kính nhất bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào ta cũng sẽ tới nhanh đón trong lòng đỗ soái cực kỳ được an ủi hiện giờ nàng quyền cao chức trọng nhưng thái độ đối với hắn vẫn như cũ điều này làm cho hắn thật cao hứng đa tạ một vãn tình vậy vẫy bàn tay nhỏ bé chúng ta cũng không phải người ngoài khách khí cái gì nhị tỷ đoàn đoàn viên viên đỗ đỗ chúng ta lại gặp mặt mấy hải tử hoan hô một tiếng nhào tới vây quanh mộc vãn tình ra mắt lão sư bái kiến huyện chủ thanh bình ngoan đỗ thiếu huyên nghe xong mặt mày mỉm cười nói đúng 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 chúng ta là người một nhà hắn cười có chút ngốc khóe miệng đỗ xoái giật giật tiên cuồng tên này trạch nhi đệ đừng cười nữa ngốc hồ hồ đỗ thiếu huyên lời lẽ tự nhiên nói ta đang cao hứng chính là muốn cười nhìn thấy người trong lòng có thể mất hướng sao một vãn tình lấy quà ra mỗi người tặng một cái kính vạn hoa, làm bọn nhỏ vui muốn chết, cái này rất vui. Hư! một vãn tình nghe tiếng hử lạnh, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy vẻ mặt u oán của Đỗ Thiếu Huyên. Có chuyện gì vậy? Đỗ Thiếu Huyên vươn tay phải, nói, lễ vật của ta đâu? Một vãn tình không nói gì nhìn trời, hắn còn tranh giành cái này sao? Xin hỏi Đỗ Thiếu Tướng, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Đỗ Thiếu Huyên vươn ba ngón tay, nghiêm trang nói, ba tuổi. Một vãn tình, đỗ xoái, thật xấu hổ. Đỗ nhị tiểu thư. Đệ đệ thối này, thật mất mặt một vãn tỉnh lại lấy ra một cái kính vạn hoa đưa cho hắn đỗ thiếu huyên thu rất nhanh nhưng vẫn không hài lòng ta còn muốn cái đồng hồ nam giống ngươi một vãn tỉnh đeo một chiếc đồng hồ mới chỉ có đồng hồ nữ một cái duy nhất không hay đồng hồ cố ý làm thành màu xanh bạc hà tươi mát khéo léo lịch sự tao nhã còn khắc tên vết tắt của nàng ở mặt sau xem như là bàn định chế đỗ soái có một cặp đồng hồ hắn muốn để lại cho nhi tử nhưng đỗ thiếu huyên kiên quyết không cần chờ nửa ngày thì ra đánh chủ ý này vậy là một cái giống nhau như đúc một vãn tình rất muốn châm chọc vào này không thích hợp với nam nhân ngươi còn không mệt sao mau vào nghỉ ngơi đi ta sẽ không quấy dày ngày mai lại đến thăm hai người nên gặp đều đã gặp lễ nghi đầy đủ vẫn là đừng quấy dày người ta nghỉ ngơi đỗ thiếu huyên có chút lưu luyến không rời không vào ngồi một chút sao không ta còn có công vụ một vãn tình phất phất tay chào mọi người rồi xoay người đi rồi đụng vào một người a à, cẩn thận đỗ thiếu huyên kịp thời đỡ lấy nàng mà đỗ phu nhân đối diện bị thị vệ đỡ lấy chỉ là không cẩn thận bị chật chân đỗ nhị tiểu thư tiến lên tiếp nhận mẫu thân đỗ phu nhân trông mong nhìn đỗ soái hốc mắt dần dần đỏ phu quân đau quá đỗ soái không có tiến lên hơi nhíu mày nói đi tìm thái y một vãn tình nhìn bọn họ thật sâu nàng đụng phải người cũng không thể lập tức bỏ đi tuy rằng đây không phải lỗi của một mình nàng ai có thể nghĩ đến đỗ phu nhân vừa vặn từ xe ngựa đi ra đây không đúng nàng vì cái gì lề mề đến lúc này còn nữa trước kia mỗi lần nhìn thấy một vãn tình đều rất dính người lúc này đây rõ ràng không thích hợp nàng đi theo người đỗ ra vào nhà nhà được dọn dẹp trang nhã hào phóng nàng ngồi ở phòng khách một lát thái y liền tới khám chữa nửa ngày không có gì đáng ngại trưởng lạnh là được không kê đơn thuốc sao đỗ phu nhân cao mày nhìn chân mình đau đến hít vào thái y kê đơn thuốc muốn uống thì uống vài bữa không uống cũng không sao giống như dùng để chấn an cảm xúc hơn xác định không có vấn đề gì lớn một vãn tỉnh đứng dậy cáo từ đỗ thiếu huyên đưa nàng ra ngoài một vãn tỉnh không nhịn được hỏi đỗ phu nhân chữa khỏi rồi tỉnh táo rồi sao cũng không nhìn nào một cái, hài tử cũng không thèm nhìn. Trong lòng đỗ phu nhân đều là nam nhân nhà mình. Đỗ thiếu huyên im lặng, lúc tỉnh táo, lúc hổ đồ, không có triệt để trị tận gốc. Tâm tình một vãn tình có chút phức tạp, đây cũng không phải là chuyện tốt, đỗ phu nhân thoái hóa đến hài đồng càng đáng yêu hơn. Ít nhất cũng có tiến bộ, rất tốt. Có chút nghĩ một đằng nói một nào, đỗ thiếu huyên nhẹ giọng nói. Một vãn tình cười khô khan, cố ý nói sang chuyện khác, sao đỗ xoái đột nhiên về kinh thành, lúc trước không có nghe nói à. Đỗ thiếu huyên khẽ thở dài một hơi, bên này có nhiều danh y đứng đầu cả nước, hơn nữa, không khí kinh thành thích hợp dưỡng bệnh hơn Tây Lương, cho nên trở về. Lời này cũng chỉ dỗ dành được người bên ngoài, không lừa được một vãn tình, chỉ như vậy. Đỗ Thiếu Huyên không có cách nào, hạ giọng nói, đương nhiên không chỉ, có một số việc ngươi hiểu, đỗ ra chúng ta vinh sủng quá thịnh. Tướng quân đóng quân ở bên ngoài, gia quyến phải ở lại trong kinh, đây là lệ thường. Vừa là con tin, cũng là đối tượng thi ân. Đỗ Thiếu Huyên từ nhỏ đã được đưa vào kinh thành nuôi ở trong cung, chính là vì nguyên nhân này chờ hắn lớn lên trở về tây lương đỗ gia sẽ không có người ở kinh thành như vậy không hợp quy củ kỳ thật đã sớm có người dân tấu trương buộc tội tiên hoàng không để ý tới hoàng thượng cũng không để ý tới nhưng thời gian dài sẽ khó mà nói quân tâm khó dò một vãn tình không tự chủ được cảm khái đỗ gia có thể sừng sững trăm năm không ngã tự có chỗ độc đáo hoàng cung thái hậu trầm mặt hừ hà thị này vừa vào kinh đã ngã cố ý sao ai ra đưa mấy cung nhân qua hầu hạ phúc thê bọn họ hoàng thượng nhẹ giọng khuyên nhủ mẫu hậu thế nào cũng là thê tử của cựu cữu bộ thân thân sinh của biểu muội người cho chút mặt mũi đi thái hậu cực kỳ bất mãn với người đại tàu này không có dáng vẻ của một chủ mẫu nàng lạnh lùng nói yên tâm tới kinh thành nàng không lật trời được mà thôi nể mặt thiếu huyên sẽ không ban cung nữ liền ban mấy lão ma ma cho nàng quản lý trong phủ nếu dám hổ nháo ai ra cũng sẽ không dung nàng đỗ soái hồi kinh náo nhiệt vài ngày vừa phải mở cung yến lại là khách nhân tới cửa bái phòng nối liền không dứt thân thể đỗ soái không tốt triều đại khách nhân quá mức mệt nhọc may mà có hai tỷ đệ đỗ thiếu huyên ở phía trước chống đỡ hai năm nay đỗ nhị tiểu thư có tiến bộ trở nên độc lập tự cường phụ trách triều đại khách nhân hoàn toàn không thành vấn đề lại có lão mang ma trong cung giúp đỡ nội vụ quản lý thỏa đáng về phần đỗ phu nhân thì xưng bệnh cũng không lộ diện ngay cả cung yến cũng không tham gia mọi người nhìn ở trong mắt đều có chút nhìn không rõ nhưng ai dám hỏi thăm nhiều a à? đây không riêng gì nhất môn song kiệt đỗ soái còn là cựu cữu ruột của hoàng thượng huynh trưởng của thái hậu Đỗ Nhị tiểu thư vừa làm xong một đợt, được trường kỹ thuật hoàng gia mời đi làm chủ nhiệm giáo vụ, chủ yếu là phụ trách hàng ngày của nữ nhi. Nam nữ cùng trường sẽ gặp phải các loại vấn đề, nam lão sư tương đối không được tỉ mỉ, cũng không hiểu tâm lý nữ tử, nữ lão sư mà, tư tưởng của các nàng có tính hạn chế nhất định, không dám quản nhiều, thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ bước sai một bước, một vãn tình quá bận rộn, phần lớn tập trung vào công việc, không thể chu đáo. Đỗ Nhị tiểu thư thì không giống, nàng có kinh nghiệm tương quan, ngoài mềm trong cứng, hơn nữa nàng là biểu muội ruột của hoàng thượng quan hệ cứng rắn không ai dám đắc tội nàng nàng cũng không sợ đắc tội với người khác cho nên rất nhiều vấn đề được giải quyết dễ dàng mấy hài từ đỗ ra tuổi hơi nhỏ nhưng có hoàng thượng đặc biệt phê chuẩn thuận lợi nhập học có đỗ nhị tiểu thư ở đây cũng có thể chiếu cố ở khoảng cách gần nhất cử lưỡng tiện phòng làm việc của đỗ nhị tiểu thư ngay sát vách mộc vãn tình cũng là kết cấu một sáng một tối bên ngoài là phòng làm việc bên trong là phòng nghỉ càng phải thời tiết không tốt liền tạm trú ở phòng làm việc một Vãn tình thỉnh thoảng lại chạy tới, Nhị tỷ đã thích ứng được với cuộc sống ở kinh thành chưa? Bọn nhỏ đâu? Đều rất tốt, Đỗ Nhị tiểu thư thần thái sáng láng, sắc mặt hồng hào, nói, ta cùng bọn nhỏ đều rất thích trường học. Công việc này nàng đã quen, thuận buồm xuôi gió, nàng rất thích cuộc sống trước mắt, có một nghề nghiệp, phụ mẫu người nhà con cái đều ở bên cạnh. Bọn nhỏ lúc trước học ở thư viện Mộc gia, tiết tấu giống với trường kỹ thuật, cho nên rất dễ thích ứng, cũng theo kịp bài tập. Đãi ngộ của bọn họ là chiếu theo hai vị công chúa có phòng riêng, thuận tiện mở cửa sau, đây là ân điển hoàng thượng cấp cho phủ đỗ soái. Không ai dám bất mãn, có bản lĩnh tìm hoàng thượng nói lý lẽ đi. Kỳ thật, hai tử đỗ gia đều có danh ngạch tại quốc tự giám, không tới quốc tử giám, đều thành trường kỹ thuật hoàng gia, cũng không có khác gì. Một vãn tỉnh rất tò mò về tình hình của đỗ phu nhân, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Sáng sớm hôm nay, một vãn tỉnh dâng lên một bản tấu trương, hoàng thượng xem xong rất vui mừng. Mộc miên trong cả đế quốc các nơi mở rộng, chỉ mỗi tây lương đã thu hoạch được 10 vạn thất mộc miên, còn ba khu vực khác cũng khoảng 8 vạn, Giang Nam tốt nhất, gần 12 vạn, bốn khu vực cộng lại liền có 40 vạn thất, tốt, rất tốt, huyện chủ Thanh Bình, ngươi có công đầu. Những vải bông này giá rẻ vật đẹp, bá tánh bình thường đều có thể mua nổi. Đương nhiên, thông qua ngành sản nghiệp này, nuôi sống vô số người, trấn an lòng dân, giúp cho bá tánh đã bị chiến tranh tàn phá thấy được hy vọng. Một vãn tỉnh mỉm cười, là kết quả chung sức hợp tác giữa quan viên Mộc Nguyên Đề cử ti và bá tánh, là phương pháp lãnh đạo của hoàng thượng, là công lao chủ tính chung của hộ bộ bạn đang xem sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nàng trên dưới đều khen một lần khiến trong lòng tất cả mọi người rất thoải mái chỉ là các bộ phận khác đều đỏ mắt mục miên này có ý nghĩa trọng đại nhất định có thể khiến một vãn tình lưu danh sử sách một vãn tình còn chưa xong lại lấy ra một cái thùng gỗ trong đó đặt mấy cái lọ hoàng thượng những thứ này là gia vị nàng còn chưa nói xong thứ phụ đã lạnh lùng mở miệng gia vị nấu ăn huyện chủ thanh bình ngươi không phải là muốn biểu diễn chủ nghệ của ngươi ở triều đình chứ đã sớm nghe nói chủ nghệ của ngươi bất phàm không nghĩ tới còn có cơ hội thưởng thức món ăn do chính tay ngươi làm người này không có việc gì liền chế nhạo vài câu bất quá một vãn tỉnh lại không coi hắn ra gì một vãn tỉnh không để ý đến hắn cũng không thèm lướt mắt nhìn ngoài miệng thua thiệt vài câu thì có gì đâu đây là dầu hào đây là nước mắm đây là nước tương hải sản ba thứ này chỉ cần cho vào một chút là sẽ trở nên thơm ngon vô cùng đây là tương hải sản và tương tôm mặn thơm ngon trộn với cơm hay trộn với mì hay chấm bánh bao đều được, là vật dụng thiết yếu khi đi xa. Đây là nước mắm, được chế biến từ thịt cá, phù hợp với lão nhân và hài tử, bổ sung dinh dưỡng cho cả hài tử và người bệnh yếu. Nàng lần lượt giới thiệu những cái lọ giống nhau xếp ngay ngắn trong thùng, mọi người nghe xong ánh mắt đều nhìn thẳng. Bọn họ đều không ngốc, nghe đến đó cũng có chút hiểu được. Một vãn tình lại giờ trò mới, đầu óc nàng rốt cuộc có chứa cái gì, lại có thêm chiến tích mới a? À? Lần này có thể chia chút công lao hay không? Một vãn tình mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ gì, nói tiếp đây là tôm khô và rau tía hương vị thơm ngon dinh dưỡng phong phú có thể cải thiện lão hóa giảm mỡ máu đây là cua khô ướp đỏ kết hợp với cháo hoa là nhất tuyệt khiến người ta nhớ mãi không quên đây là đồ ăn vặt mực thái lát cá khô cá tiết thái lát cá sốt thơm ngon vân vân hương vị thơm ngon ngon miệng ăn xong còn muốn ăn nữa trên đây đều là thành quả ta cho người thí nghiệm ở bờ biển xin hoàng thượng kiểm duyệt hoàng thượng vẻ mày tươi cười tiện tay cầm lấy một lọ tương nhìn kỹ nói huyện chủ thanh bình ăn thử như thế nào ngươi là mẫu để tất cả mọi người nếm thử được một vãn tình vui vẻ đáp ứng nói xong nàng gọi người của ngự thiện phòng tới một vãn tình phân phó từng người một tiếp theo triều thần nghị sự đều có chút không yên lòng có chút chờ mong buổi trưa hoàng thượng thưởng thức bữa ăn đỗ thiếu huyên không có vào chiều sớm nhưng hoàng thượng không có quên biểu đệ này gọi hắn tới cùng ăn cơm một đĩa cá thông một đĩa cua ướp sống một chén cháo hoa một cái bánh bao trắng cùng hai đĩa tương có thể nói là keo kiệt binh bộ thượng thư không thích ăn cháo hoa nhạt nhẽo, chỉ là, trong trường hợp này hắn cũng không dám kén ăn. Miễn cưỡng ăn một ngụm cháo hoa, đỗ gấp về phía cá thông, ồ, cũng không tệ lắm. Lại gấp một miếng cua, nhất thời bị kinh diễm, tươi ngon. Hương vị tươi ngon lan tràn trong miệng, chỉ hơi mặn một chút, hắn vội vàng ăn một ngụm cháo hoa, hoàn mỹ trung hòa vị mặn, một đợt kích thích vị giác bùng nổ. Món này cũng quá ngon đi, hắn chưa bao giờ biết phối hợp với hai thứ này, cháo hoa cũng có thể ăn ngon như vậy. Quả nhiên, không phải cháo hoa không tốt là hắn sẽ không biết thưởng thức hình bộ thượng thư ở một bên thích ăn bánh bao trắng nhưng ăn nhiều sẽ ngấy hắn cố ý dùng nước tương chấm bánh bao miếng đầu tiên liền kinh ngạc thứ này quá ngon thật tốt hắn cũng muốn chịu mấy lọ được rồi nói về vấn đề ăn uống vẫn là huyện chủ thanh bình tinh thông nhất đỗ thiếu huyên đã ăn xong giơ tay lên kêu lên hoàng thượng lượng thức ăn này cũng quá ít có thể lại thêm một phần sao đồ ăn rất ngon nhưng chất lượng này làm sao đủ ăn no hoàng thượng phất phất tay tiếp tục mang thức ăn lên là một chén hoành thánh thịt tươi nóng hôi hổi cho cải thìa tôm nhỏ và cải bắp nhỏ hai giọt dầu vừng mùi thơm xông vào mũi nhìn hoành thánh màu sắc hương vị đầy đủ mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng một vãn tỉnh rất thích ăn vằn thắn thịt tươi cầm thìa ăn công bộ thị lang cầm lên ăn thử một miếng có chút kinh ngạc nói nhân hoành thánh này thật ngon đã bỏ thêm cái gì vậy người của ngự thiện phòng nhẹ giọng giải thích cho thêm dầu hào và xì dầu canh này cũng tươi là canh gà sao người của ngự thiện phòng mỉm cười không phải là cải thìa và tôm bóc vỏ kích thích gia vị tươi. Bình thường chỉ cần thêm chút nước nóng vào một chén canh cải thìa, vô cùng tiện lợi đơn giản. Mọi người ăn thử liền động tâm, bình thường có thể để trong nhà chuẩn bị một ít, tùy thời có thể ăn, thứ này rất đắt phải không? Một vãn tình khẽ cười, giải thích, một túi rau tía 20 đồng, tôm nhỏ 40 đồng. Thủ phụ nghe xong cũng chấn kinh, nói, giá rẻ như vậy. Lợi nhuận ít tiêu thụ nhiều mà, một vãn tình chỉ vào cái túi trên bàn, nói tiếp, đồ ăn vật đắt tiền, mọi người có thể nếm thử đối tượng tiêu tư thụ đồ ăn vặt là một nhóm người có tiền nhàn nhã bá tánh bình thường ăn no đã là không tệ rồi nào có tiền dư mua đồ ăn vặt mọi người đều nếm thử mỗi một loại cảm thấy cái nào tốt thì bỏ phiếu còn có đánh giá ăn thử món được giá cao nhất là mực sợi hầu như ai cũng thích một vãn tình ăn một chén vàn thắn nhỏ liền no hoàng thượng đối với dân bờ biển đầu tư từng nhà làm những thứ này hẳn là rất nhanh có thể thoát khỏi nghèo khó quan phủ hẳn cũng nên xây dựng xưởng sản xuất ở bờ biển hoàng thượng sớm biết một vãn tình đang nghiên cứu những thứ này nhưng chủng loại rực rỡ muôn màu vẫn làm hắn khiếp sợ. Chư vị, các người cảm thấy thế nào? Thủ phụ suy nghĩ một chút, rồi nói, thần cảm thấy có thể trực tiếp nhập vào mối ti, như vậy sẽ giảm bớt chi phí nhân viên. Một vãn tình có cái nhìn khác, ta đề nghị thành lập chi nhánh hải sản để cử ti, một mình quản lý ngành hàng này, nếu làm tốt, sản nghiệp này không kém muối, không chỉ có thể kéo theo thôn chấn ven biển thoát nghèo, còn có thể giúp cho ngành sản xuất liên quan được lợi chờ trong tay mọi người đều có dư tiền tự nhiên phải theo đuổi chất lượng cuộc sống chỉ cần chỉ dẫn một chút những gia vị và hải sản này sẽ bán chạy hoàng thượng mắt thấy lại có một con đường kiếm tiền hình thành miễn bàn cao hứng cỡ nào nói các ngươi đều viết tấu trương dâng lên vâng chờ buổi thượng triều kết thúc một vãn tình đã bị người vây quanh huyện chủ thanh bình cái cá thông kia của ngươi còn có không mỗ thân 80 tuổi của ta khẳng định rất thích món này không có một chút mùi tanh mềm mại vô cùng ta muốn giao tía và tôm nhỏ hải tử nhà ta học ở quốc tử giám muốn cho nó ăn bát canh nóng hổi mọi người trợn trắng mắt hắn nói giống như hài tử ở quốc tử giám không được ăn vậy. Những đồ ăn vặt kia đều bán cho ta, hài tử trong nhà thích nếm thử. Ta thích món cua ướp đỏ kia, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thứ gì tươi như vậy. Cho ta một phần các loại gia vị, cứ quyết định như vậy đi. Một vãn tình không ngờ bọn họ lại sốt ruột như vậy, nàng nói, ta không có số lượng nhiều. Chính vì biết số lượng không nhiều lắm mọi người mới sốt ruột à, sợ bị cấp sạch. Không ăn được không sao cả, nhưng ăn được liền ngứa ngáy khó nhịn, nhớ mãi không quên. Đỗ Thiếu Huyên cố sức đẩy đám người ra, nói, các ngươi đây là làm gì vậy đừng chặn ở cửa vãn tình chúng ta đi hắn kéo một vãn tình chạy thật nhanh một đám tay chân già đuổi không kịp chỉ có trong vòng nhìn hai người chạy như bay ra khỏi hoàng cung ngồi vào xe ngựa một vãn tình bỗng nhiên cảm thấy rất vui phụt ha ha đỗ thiếu huyên cũng cười đi ta dẫn người đến một chỗ đi đâu đi rồi sẽ biết đỗ thiếu huyên thừa nước đục thả câu đỗ thiếu huyên mang nàng đi phủ tây lương vương hắn càng thích ở nơi này thanh tĩnh không ai quản hắn đưa người tới hoa viên chỉ vào một mảnh đất trồng đầy thực vật nhỏ, nói, đây là thực vật ta mang từ Tây Lương tới, có một số ta cũng không biết là vật gì, cứ cho người trồng đại, quên nói cho người một tiếng, ngươi nhìn xem có thứ gì tốt hay không. Một vãn tình mím môi, hỏi, người mua được tay thương nhân người hồ sao? Đúng vậy, đây đã là một loại phong trào của giới thượng lưu Tây Lương, tất cả mọi người đều đang trồng, tuy rằng không biết đang trồng cái gì. Phụt, một vãn tình bị chọc cười, nàng tuy rằng rời khỏi Tây Lương, nhưng trên giang hồ vẫn có truyền thuyết của nàng những thứ giống như mộc miên chỉ có thể gặp mà không thể cầu sao có thể lúc nào cũng gặp được thanh âm của nàng dừng lại rụi rụi mắt không dám tin ngón tay hướng mấy cây thực vật đây là đỗ thiếu huyên có chút mở mịt hắn không biết a à, đây là người làm vườn trồng một vãn tình xin người ta một cái xẻng nhỏ ngồi xổm xuống đảo bới đỗ thiếu huyên muốn hỗ trợ nàng còn không cho chờ đào ra một vật tròn trịa một vãn tình vui vẻ ra mặt thật sự là khoai tây ha 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 vận khí này thật sự là không có ai có mà Đỗ Thiếu Huyên nhìn thấy nó liền biến sắc, giữ chặt tay nàng, nói, cái này không thể đụng, có độc. Một vãn tình nhất thời không kịp phản ứng, hỏi, à, cái gì? Đỗ Thiếu Huyên nhíu mày, có người ăn qua, chúng độc, thượng thổ hạ tả đau bụng. Một vãn tình nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, chắc là đã ăn khoai tây này mầm đi, vậy sao ngươi còn trồng? Đỗ Thiếu Huyên chỉ là phân phó, nào cần hắn tự mình động thủ. Hắn không xác định nói, có thể trời xui đất khiến lẫn vào cùng, ngươi biết thế này sao? Ánh mắt một vãn tình lấp lánh tỏa sáng, ừ, thứ này là khoai tây vừa có thể làm lương thực chính lại có thể làm thức ăn vừa rồi ngươi nói chúng độc có thể là do ăn phải khoai tây này mầm quan trọng nhất là sản lượng khoai tây rất cao cũng dễ trồng không kén đất độ thiếu huyền khiếp sợ không thôi thật sự có thể ăn ngươi xác định chứ chắc chắn yên tâm đi ta sẽ cho ngươi thấy một vãn tình cao hứng chuẩn bị làm khoai tây trên ăn chỉ là mới hết khoai tây trong đất ra cũng chỉ mười mấy củ khoai tây hơn nữa cái đầu rất nhỏ nàng khẽ thở dài một hơi giữ lại giống này cũng không đủ chỉ có thế này thôi sao người làm vườn cẩn thận trả lời vâng lúc ấy nghe nói thứ này có độc chúng ta không dám cho súc vật ăn liền tiện tay chôn xuống đất cảm giác như vậy mới là an toàn nhất khá lắm thì ra không phải đặc biệt trồng mà là chôn xác tương đương với bón thúc đây thật sự là có tâm trồng hoa hoa không nở vô tâm cắm liễu liễu thành bóng loại tình huống này tất nhiên không có khả năng tới nước cùng bón phân mà thôi có thể trưởng thành như vậy đã là không tệ rồi nàng chỉ chọn hai củ khoai tây nhỏ làm một đĩa khoai tây sợi chua cay những thứ khác đều để lại trồng Đỗ Thiếu Huyên nhìn khoai tây sợi nóng hôi hổi, vẫn lo lắng, chờ một chút, cho chó ăn trước. Khóe miệng một vãn tình giật giật, thử độc sao, chỉ một đĩa khoai tây sợi nhỏ như vậy, nàng thật sự đau lòng. Nhưng, hắn kiên quyết không thử độc thì không cho nàng ăn, một vãn tình chỉ có thể thở dài, thật cố chấp. Cho chó ăn xong đợi nửa canh giờ, thấy chó còn vui vẻ, Đỗ Thiếu Huyên cuối cùng cũng yên tâm. Hắn cầm lấy đũa ăn một miếng, mềm mại nhu nhu, chua chua cay cay, rất là khai vị. Một vãn tình ăn hết miếng này đến miếng khác, trong miệng còn nói thịt bò hầm khoai tây bánh trứng gà khoai tây khoai tây nghiền khoai tây chiên khoai tây nướng đều ngon có mấy trăm cách ăn còn có thể xay thành bột khoai tây làm món chính đỗ thiếu huyên bình tĩnh nhìn nàng hỏi ngươi ăn hết rồi à đương nhiên một vãn tình kịp thời đổi giọng không có ta có trí tưởng tượng phong phú một khắc nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn trong đầu hiện lên vô số thực đơn đây có thể là kỹ năng chuyên nghiệp của đầu bếp hàng đầu phụt một vãn tình tức giận lườm hắn một cái ngươi cười cái gì chứ Đỗ Thiếu Huyên cười cười nhìn nàng, bộ dáng nghiêm trang nói hưu nói vượn của người thật đáng yêu. Ta nói thật, một vãn tình kiên quyết không nhận. Đúng đúng, là lời nói thật, ánh mắt Đỗ Thiếu Huyên tràn đầy cưng chiều nhìn nàng, hỏi, thật không cân nhắc việc thành thân với ta sao? Chiếc đũa trong tay một vãn tình dừng lại một chút, nàng hơi nhướng mày, nói, ta ở Kinh Thành, người nhiều năm ở biên quan, làm sao thành thân? Ở riêng hai nơi sao? Đỗ Thiếu Huyên im lặng, lời của nàng có đạo lý, nhưng hắn không có khả năng buông tha ra huấn đỗ ra, buông tha bá tánh tây hương đóng ở biên quan là sứ mệnh của đỗ gia không thể bị hủy trong tay hắn kế hoạch diễn biến hòa bình của người thúc đẩy rất thuận lợi bắc sở và tây vu trong nước đều bận rộn theo đuổi kinh tế đám quyền quý sống mơ màng màng theo đuổi cuộc sống xa xỉ bá tánh phía dưới thông qua kinh thương đạt được chỗ tốt đều đổ sang nuôi bò dê mỗi năm số lượng chiến mã đều giảm bớt mấy năm nay sẽ tiến vào một thời kỳ hòa bình ổn định hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói nửa năm sau ta đóng quân ở biên quan nửa năm hồi kinh cùng ngươi như vậy vừa cho đối phương đủ không gian tự do cũng càng thêm quý trọng thời gian gặp nhau một vãn tình không phải không có nam nhân không thể sống nàng rất độc lập là người làm đại sự như những tình trường chỉ là một phần của cuộc sống hình như ngươi đã quên mất thời gian qua lại trên đường đây không phải là hiện đại đi đâu cũng thuận tiện ngồi máy bay có thể đi khắp nơi trên thế giới đỗ thiếu huyên không tiếng động thở dài cũng không muốn buông tha chúng ta trải lại những con đường núi thành đường xi măng có thể giảm bớt một nửa thời gian ra roi thúc ngựa hai tháng hẳn là đủ rồi một vãn tình nhíu mày đi đường mất hai tháng ngẫm lại thật đáng sợ tới tới lui lui giày vò rất mệt mỏi một chủ soái nhiều năm không ở trong quân rất dễ xảy ra chuyện ta không ngại mệt nhưng mà ta ngại một vãn tình thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình bọn họ đều có sứ mệnh của mình sẽ không vì đối phương mà thỏa hiệp vãn tình tìm đỗ thiếu huyền đau nhói sẽ luôn có biện pháp ừ người cứ từ từ suy nghĩ đi một vãn tình thật ra rất thích hắn tam quan của bọn họ là hợp nhau nhất mặc kệ nàng làm gì hắn đều ủng hộ nàng vô điều kiện nhưng tình cảm đối với nàng mà nói không phải nhu yếu phẩm trước đó đừng nói chuyện về khoai tây bên ngoài được chỉ cần nàng mở miệng đỗ thiếu nguyên cái gì cũng đáp ứng ai năm nay cưới thê tử khó quá dưới sự ủng hộ toàn lực của hoàng thượng một vãn tình rất khoát thúc đẩy kinh tế phát triển phái ra không ít quan viên đi các nơi xóa đói giảm nghèo đây là kế hoạch cải tạo bách thành của nàng mà bông và ngô được phổ biến khắp nơi thành quả nổi bật bá tánh có thể mặc áo bông đắp chăn bông có thể miễn cưỡng lớp đầy bụng bá tánh bước ra khỏi bóng tối chiến tranh bắt đầu cuộc sống mới bốn nhà quảng trường mỹ thực ở kinh thành làm ăn càng ngày càng tốt một vãn tình dứt khoát mở chi nhánh ở các thành trấn lớn kéo theo một phương kinh tế đồng thời ba cửa hàng sản phẩm xa xỉ đi theo bước chân của quảng trường mỹ thực tầng cao nhất của mỗi quảng trường mỹ thực liền mở thiên chân các hàng đồng hồ vạn thông và phước hương các mỗi địa phương đều có nhân vật có quyền có thế bọn họ là tuyến đầu theo đuổi sản phẩm xa xỉ tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt cả đế quốc không ngừng đi lên dưới sự dẫn dắt của một vãn tình từ trên xuống dưới hộ bộ đều bận rộn chân không chạm đất căn bản không dành chơi cung tâm kế gì không ít quan viên bị phái ra ngoài kiên định tạo ra thành tích sau đó có thể thăng quan phát tài một vãn tình đặc biệt hào phóng với thuộc hạ tiền thưởng hàng năm sẽ căn cứ vào thành tích nam vừa rồi của người đó dù sao sẽ luôn có kinh hỉ nếu tạo ra được cống hiến to lớn đại trạch từ cửa hàng nông trang cũng có tất cả quan viên hộ bộ đều không cần vắt hết óc nghĩ biện pháp kiếm tiền chỉ cần làm việc thật tốt mọi thứ đều sẽ có bạn đang xem sau khi lưu đầy địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim mỗi một nhà mỹ thực quảng trường đều có phân nửa tiền hoa hồng của hộ bộ một vãn tỉnh lấy một phần tư làm phúc lợi quan viên một phần tư phân cho thuộc hạ một phần tư dâng lên cho hoàng thượng một phần tư đầu nhập vào trường học kỹ thuật hoàng thất nói cách khác nàng không đụng vào một xu tiền nào cả mỗi lần trong tay ra vào hơn ngàn vạn bạc cũng không chút động tâm điểm này khiến cho vô số người bội phục không thôi từ trên xuống dưới hộ bộ đều phục nàng ngay cả người lúc trước cạnh tranh trước hộ bộ thị lang với nàng cũng tâm phục khẩu phục nàng có thể mang đến cho mọi người lợi ích thật lớn lại thường phạt phân minh sẽ không nuông chiều nuôi nội gián, cũng sẽ không mai một nhân tài, tâm mọi người đều trở nên kiên định. Nàng còn có thể tẩy não mọi người, các ngươi đều là thiên tri kiêu tử của thời đại này, nhân trung long phượng, nên tạo nên một phen sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, lưu danh sử sách, để cho hậu nhân khắc ghi tên của các ngươi. Nghe nhiều quen tai, cực kỳ hữu dụng. Một ngày này, một vãn tình đang bận sửa sang lại tư liệu, hộ bộ hữu thị lang bỗng tìm tới cửa, nói, huyện chủ Thanh Bình, hôm qua thiếu phụ mời ta uống rượu ở Xuân Phong lâu. Một vãn tình ngồi thẳng người, cảm thấy hứng thú hỏi xuân phong lâu thanh lâu các cô đương đẹp không hữu thị lang trọng điểm của nàng hình như không đúng nha hắn ho nhẹ một tiếng nói hắn bảo ta trộm kỹ thuật đồng hồ đối với loại chuyện này một vãn tình đã sớm thành thói quen hộ bộ bọn họ rất thái bình muôn lòng chỉ có kiếm tiền nhưng nội bộ nam bộ khác không ngừng phân tranh phân cao thấp với nhau cũng hợp tác với nhau còn không quên hãm hại hộ bộ bọn họ một phen có chỗ tốt gì hữu thị lang lấy ra một cái hộp cấm mở ra một cái dương vàng trói mù mắt cho cái này sau khi chuyện thành công cho một tòa nhà lớn mục tình vãn cầm lấy một thỏi vàng nhìn vài lần ánh vàng này thật đẹp mắt ừ đến lúc đó ta cho người mấy bản vẽ giả quy tắc cũ đồ phân ba bảy hắn lấy ba nàng lấy bảy đương nhiên số bạc này chưa chắc đã ở trong tay nàng hữu thị lang khóe miệng dương lên hắn không muốn cười nhưng thật sự nhịn không được những tên kia đều cho rằng có thể thu mua bọn họ còn rất cam lòng ném tiền tiền là thứ tốt nhưng có thể tay không bắt sói thì càng tốt còn không có nguy hiểm gì thật sảng khoái cơ hội này càng nhiều càng tốt. Được rồi, đừng làm giả tạo quá, làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhận ra thì xấu hổ rồi. Ta làm việc từng khiến người không yên tâm sao, một vãn tình đã quen với việc này. Đuổi hữu thị lang đi, một vãn tình ôm thỏi vàng cầu kiến hoàng thượng. Đây là đồ thứ phụ, ta mượn hoa hiến Phật quyên góp cho tư khố của ngài. Hoàng thượng nhịn không được cười ha ha, mỗi lần như vậy là thời điểm hắn vui vẻ nhất, nàng cũng thật nhiều mưu mô, một bộ lại một bộ, đùa bỡn những lão hồ đi kia trong lòng bàn tay. Người tự mình chọn mấy khối đi vậy ta sẽ chọn hai khối làm kỷ niệm một vãn tình tiện tay cầm hai khối nàng không thiếu bạc sản nghiệp của tây lương cuồn cuộn không ngừng mang đến cho nàng của cải nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hôm nào hoàng thượng rảnh rỗi đến nông trang của ta ngồi một chút ta có thứ tốt hiến cho ngài hoàng thượng cảm thấy rất hứng thú đồ mà ngươi cùng thiếu huyên cùng nhau nghiên cứu rốt cục đã có thể lấy ra rồi sao lần trước một vãn tình nhắc tới nhưng không nói tỉ mỉ một tình vãn cười híp mắt gật đầu đúng đến lúc đó ta muốn cầu một tước vị cho phụ thân ta giữ lại hậu thủ cho phụ mẫu chờ ngày nào đó bọn họ vào kinh cũng có thể hào phóng xã giao cùng bách quan mà không phải chỉ là người nhà của huyện chủ thanh bình về phương diện khác nàng cũng không nghĩ tới việc có nên phong hay không công cao trấn chủ cái kia cách phiền toái cũng không xa hoàng thượng đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt phát sáng lên nói có thể so sánh với mộc miên sao hắn hiểu nàng rất rõ nàng là một người rất thú vị như chuyện thúc đẩy kinh tế những chuyện này đều được nàng quy công cho nội bộ hộ bộ nàng cũng không tranh công nhưng lần này lại không giống nàng dám mở lời nói rõ vật này đặc biệt trọng yếu là loại có thể lưu danh sử sách kia một vãn tình trả lời chắc như đinh đóng cột có thể hoàng thượng tim đập thình thịch hưng phấn đứng lên nếu không hiện tại liền đi qua hắn đã không thể chờ kịp mục miên được quy về thành tựu thời phụ hoàng hiện tại đến phiên hắn thân là một đế vương có thể không kích động sao một vãn tình không ngờ hắn lại nóng lòng như vậy nói không phải ngài còn muốn bàn bạc đại sự với nội các sao hoàng thượng hơi trầm ngâm mang luôn cả bọn họ theo có tiện không một vãn tình khẽ gật đầu có thể dù sao cũng phải công bố với mọi người nhiều lắm chỉ là rước thêm một đợt bệnh đỏ mắt có gì lạ chứ nàng đã quen rồi ai nàng cái gì cũng tốt chỉ là quá ưu tú khiến người ta đố kỵ nội các cùng mấy vị thượng thư đều nhận được thông báo mọi người hai mặt nhìn nhau lại là chuyện gì đây trong lòng các triều thần tràn đầy mê hoặc dọc theo đường đi thảo luận sôi nổi âm thầm suy đoán một đường chậm rãi rời khỏi thành rút cục đến nơi mọi người nhìn nông trang có chút sửng sốt sơn trang tam thủy đây là thôn trang của huyện chủ thanh bình đi nghe nói rất nhiều xưởng đều giấu ở trong thôn trang này vô số người có suy nghĩ lệch lạc nhưng đều không được vào đúng là của nàng vì cái gì hoàng thượng lại mang chúng ta tới nơi này nói thật mọi người cảm thấy rất hứng thú nơi này đã nghe danh từ lâu một vãn tình dẫn người vào trong trang trang đầu nơm nớp lo sợ tiến đến nghênh đón hai chân đều run rẩy một vãn tình hạ lệnh thông báo đi hôm nay thu hoạch khoai tây vâng tiểu nhân sẽ ăn bài khoai tây mọi người nhạy bén bắt được trọng điểm nháy mắt với nhau chưa từng nghe nói qua a à. Một vãn tình làm thủ thế mời hoàng thượng mời nông trang bí ẩn nhất mở màn lộ ra một mặt chân thật nhất nông trang phân bố chẳng chịt một vạch phân làm hai một bên là xưởng một bên là trồng trọt trong thôn có đội tuần tra tất cả đều là một đội nữ binh tư thế oai hùng hiên ngang khí thế mười phần dọc theo đường đi liền gặp phải vài đội toàn bộ nông trang đều nằm trong sự kiểm soát của các nàng còn có đội chó săn tuần tra chế tạo nông trang thành thùng sắt nước cũng dội không vào một vãn tình không dẫn bọn họ đi dạo mục tiêu rõ ràng đi thẳng đến khu nông nghiệp nơi này cũng chưa làm vài khu mỗi một khu đều có đánh dấu ký hiệu chữ số ả dập bên trên chỉ có người một nhà biết một vãn tình đưa người tới một mảnh đất ở phía nam lá xanh um tùm dáng dấp khả quan nhìn không thấy điểm cuối trong mắt hoàng thượng hiện lên một tia vui mừng tất cả khu đất này đúng vậy ta trải qua thời gian dài bồi dưỡng ra khoai tây một vãn tình trải qua quá trình không ngừng cải tiến hạt giống trồng trọt một cách khoa học tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới trồng được mảnh khoai tây này hoàng thượng có thể bắt đầu chưa bắt đầu đi hoàng thượng cực lực khắc chế tâm tình kích động một vãn tình nhìn thoáng qua trang dân phụ trách trồng trọt mỗi một trang dân đều to lớn là dân chuyên việc đồng áng bọn họ nhìn thấy hoàng thượng mang theo một đám trọng thần tới đã sớm kích động hai tay không biết nên để ở nơi nào lúc hành lễ run rẩy không ngừng phía trên ra lệnh một tiếng bọn họ vén ống tay áo lên động thủ dùng sức gom khoai tây lại chỉ thấy trên một dây leo mọc đầy khoai tây tỉ mỉ đếm có mười hai củ lớn nhỏ không đồng nhất một vãn tình cầm một củ khoai tây lớn nhất đưa cho hoàng thượng ngài xem cái này có thể làm món chính hoàng thượng nhìn khoai tây dính bùn đất tươi so với nắm đấm của một vãn tình còn lớn hơn hỏi cái này có thể làm cơm ăn mắt thấy là thật tai nghe là giả một vãn tình gọi tùy tùng nhóm lửa dựng một cái lưới sắt đặt khoai tây đã rửa sạch lên trên nướng có thể luộc với nước đại hoàng tử cũng đi theo tới đây theo sát bên người phụ hoàng tò mò nhìn củ khoai đang nướng các triều thần nhìn nhau đây lại là một loại lương thực kiểu mấy gì Lần trước bông ngô được phổ biến rộng rãi trên toàn đế quốc, đã khiến Mộc Vãn Tình có được danh tiếng cực lớn. Lại thêm một loại lương thực mới, đây là muốn lên trời a. À. Vận khí của Mộc Vãn Tình sao lại tốt như vậy, mỗi lần đều có thể phát hiện thứ tốt, sao bọn họ lại không được như vậy chứ? Bọn họ ngơ ngác nhìn trang dân nhóm cẩn thận từng ly từng tí đào khoai tây ra, càng đào càng nhiều, rất nhanh liền chất thành núi nhỏ. Nội tâm của bọn họ là rung động, sản lượng này không phải cao bình thường a, à. chỉ là không biết mùi vị như thế nào. Thứ phụ tâm tư khó bình tĩnh, hâm mộ ghen tị một nữ tử có năng lực như vậy lần lượt áp chế những trọng thần bọn họ ảm đạm không ánh sáng thật tức giận a à. bá tánh chỉ biết một huyện chủ thanh bình lại không biết tên của những trọng thần bọn họ mà trong mắt hoàng thượng cũng chỉ có một huyện chủ thanh bình bất kể lúc nào cũng bảo vệ nàng mặc kệ có bao nhiêu người buộc tội nàng đều bị hoàng thượng đè xuống thay nàng đỡ chắn vô số âm mưu quỷ kế để cho nàng một lòng làm kinh tế trong mắt hắn chỉ sợ toàn bộ nội các cộng lại còn không bằng màu phãn tình càng buộc tội càng được trọng dụng vận khí tốt chết tiệt này có một số người là không thể thấy người khác tốt hận không thể dẫm chết đối phương tỉ như thứ phụ đúng lúc này một cỗ mùi thơm mê người lan tràn ra thanh âm kinh hỉ của đại hoàng tử vang lên thơm quá thứ này đã chín sao một vãn tình quan sát một chút nói phải nướng thêm chút nữa đại hoàng tử trông mong nhìn rất nóng lòng so với hắn càng nóng vội hơn chính là hoàng thượng nhưng trên mặt một chút cũng không biểu lộ ra khoai tây rốt cục cũng chín đội thị ăn thử trước chờ đến phiên mọi người ăn khoai tây cũng không nóng nữa nội thị đem khoai tây đã bóc vỏ đặt ở trong bát nhỏ từng phần đưa đến trước mặt mọi người hoàng thượng cố nén tâm tình kích động ăn một miếng sửng sốt hương vị này ngon hơn hắn tưởng tượng những người khác cũng ăn ngon lành mềm mại nhu nhu còn rất thơm chỉ là hơi nhạt không thêm gia vị đương nhiên sẽ nhạt đại hoàng tử thì nhìn chăm chăm một vãn tình một vãn tình lột vào khoai tây rồi nghiền ra thêm gia vị và sữa bò làm thành khoai tây nghiền sau một loạt thao tác cuối cùng cũng có thể ăn nàng ăn một miếng thỏa mãn nhau mắt lại chính là vị này ăn quá ngon đại hoàng tử nhìn nàng ăn mà thèm thuồng hắn biết huyện chủ thanh bình là cao thủ về phương diện ăn uống thanh bình tỉ tỉ để ta nếm thử một miếng một vãn tình nhìn hắn xong dùng thìa sạch sẽ chia khoai tây nghiền thành hai phần nói cầm đi ăn đi đại hoàng tử đưa thìa vào trong miệng lập tức con mắt chừng lớn mùi vị này thật sự là tuyệt a a a khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng ta tuyên bố khoai tây nghiền là món ta thích ăn nhất không hài từ nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của khoai tây nghiền một đứa cũng không nhìn bộ dáng lang thôn lang yết của đại hoàng tử mọi người lâm vào trầm mặc có chút động tâm binh bộ thượng thư là người đầu tiên nhịn không được cũng cho ta một phần như vậy nha hoàn bên cạnh một vãn tình đều có tuyệt học chủ nghệ là cơ bản người người đều biết chỉ có vấn đề trình độ cao thấp các nàng động thủ làm ra một nồi khoai tây nghiền lớn còn làm các món khoai tây bánh khoai tây sợi khoai tây chiên khoai tây xào nấm khoai tây viên khoai tây phô mai khoai tây hầm thịt bò vân vân một bàn tiệc khoai tây mọi người hết nếm thử cái này lại nếm thử cái kia rất là vui vẻ khoai tây này làm thế nào cũng ngon à huyện chủ thanh bình khoai tây này thật không tồi ngươi làm sao lấy ra được vậy một vãn tỉnh thuận miệng nói đỗ thiếu huyên lấy được từ tay thương nhân người hồ ta lấy ra trồng thử không nghĩ tới thành công đại hoàng tử cầm khoai tây nghiền và khoai tây chiên không buông vui vẻ đến mức mắt hiếp lại hai thứ này là món hắn thích nhất mềm mềm giòn tan phối hợp với các loại nước sốt ăn ngon đến cực điểm quả thực là nhân gian mỹ vị thanh bình tỉ tỉ sao bây giờ tỉ mới lấy khoai tây ra hại ta không có đồ ngon để ăn a à. một vãn tỉnh lấy khoai tây chiên chấm sốt cà chua ăn cà chua và ớt đều được nàng bày ra, khiến rất nhiều món càng thêm ngon miệng. Thời cơ rất quan trọng, sau này, ngày nào ta cũng ăn khoai tây, nhưng ít ăn đồ trên lại, sẽ không tốt cho sức khỏe. Đại hoàng tử nhìn mảnh đất khoai tây lớn, lại nhìn núi khoai tây cao lớn đào ra, vẻ mặt hạnh phúc. Và lúc này nội thị vội vàng chạy tới, mặt đỏ bừng, thanh âm kích động đều run rẩy. Hồi bẩm hoàng thượng, sản lượng khoai tây mỗi mẫu. Hơn 4 ngàn cân. Hoàng thượng nghe xong đột nhiên đứng lên, kinh hỉ vạn phần, hỏi lại, không lầm chứ. Không có, nội thị đưa lên ghi chép, 10 tổ số liệu thí nghiệm, đều trên 4.000 cân. Đáy lòng của Hoàng thượng dâng lên vui sướng nồng đậm, 4.000 cân A, à, so với sản lượng của ngô còn cao hơn. Rốt cuộc bá tánh không cần phải lo lắng thiên tai nữa, có thần vật này không bao giờ sợ bị chết đói nữa. Ông trời phù hộ đại tề ta. Các quan viên đều khiếp sợ nói không ra lời, đây là một loại khái niệm gì, có thể so với thần vật mục miên. Bông có thể làm cho bá tánh mặc ấm áp, khoai tây có thể làm cho bá tánh ăn no. Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, huyện chủ thanh bình, hạt giống này có tốt không? Cũng được, không kén chọn đất, cũng có thể trồng trên đất cằn cỗi, ta đã sắp xếp phương pháp trồng trọt, chỉ cần làm theo là được. Một vãn tình chỉ vào núi khoai tây trước mặt, những thứ này đều có thể làm hạt giống, ngài đều có thể mang đi, chỉ để lại cho ta một vạn cân là được, ta đã đáp ứng đỗ thiếu huyên, sẽ đưa năm ngàn cân đến tây lương cung cấp cho bá tánh gieo trồng. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, phải nhiều cỡ nào chứ, ít nhất cũng phải trồng được hơn 100 mẫu đất. Nếu bán đi, hẳn kiếm được bao nhiêu tiền, nhân phẩm của nàng tốt tới quá đáng a à? làm nổi bật sự ích kỷ của bọn họ. Hoàng thượng nhìn nàng thật sâu, hỏi, ngươi cam lòng. Một vãn tỉnh chắp tay, thần sắc nghiêm túc, ta nghiên cứu những thứ này cũng chính vì muốn tạo phúc cho bá tánh, vì triều đình vì quân vương bỏ ra một phần lực, mà không phải mưu cầu tư lợi. Hoàng thượng rất vui mừng, nàng không phụ kỳ vọng của hắn, vẫn luôn không quên sơ tâm, phi thường khó có được. Tốt, thật tốt quá, truyền chỉ, huyện chủ Thanh Bình có công lớn tiến hiến khoai tây, phòng huyện chủ Thanh Bình làm Thanh Bình quận chúa, phòng vụ thân Thanh Bình quận chúa Mục Trọng Bình làm Thanh Viễn Hầu. Một vãn tình chỉ thay phụ thân cầu một tước vị, không ngờ hoàng thượng lại thăng thêm một cấp cho nàng. Tuy ý nghĩa này không lớn, nhưng nàng vẫn rất cảm kích. Tạ chủ Long Ân, ánh mắt hâm mộ của các trọng thần đều đỏ lên, đầu năm nay phong tước cực kỳ nghiêm khắc, không có cống hiến đặc biệt thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Huyện chủ Thanh Bình thăng lên quận chúa ngược lại cũng là chuyện bình thường, chỉ là một cái vinh dự hư hàm, không có thực quyền, còn không có sức ảnh hưởng bằng một hộ bộ thượng thư. Nhưng Thanh Viễn Hầu này thật làm cho người ta thèm thuồng, một trọng bình chỉ bởi vì sinh ra một nữ nhi tốt liền vinh sủng gia thân, được Phong tước một cách nhẹ nhàng thoải mái. Thứ phụ có chút chua sót nói, người khác đều là tử ấm thê phong, không nghĩ tới Thanh Bình huyện, quận chúa lại khác với người khác. Tân Tân khổ sở một hồi, vinh quang trưởng bối, vì trưởng bối kiếm tức vị, mệt chết đi được. Tử ấm, quan tước của cha ông để lại cho con cháu, thê phong, thê tử quan lớn đều được phong tước. Lời nói quái gở này vừa ra, ánh mắt mọi người có chút khác thường. Một vãn tình không chút quan tâm, nói, hâm mộ sao, vậy sinh một nữ nhi làm dạng dỡ tổ tông như ta đi thứ phụ nghe xong liền tức giận nhi nữ trong nhà không chịu tranh đua hắn còn có thể ghen tị với người khác sao đỗ thiếu huyên cũng không bị bỏ quân được thưởng mấy con ngựa tốt cùng vàng bạc châu báu một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng trên dưới hoàng triều vô cùng chấn động khoai tây cái gì vậy bạn đang xem sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim quan phủ rất nhanh ban bố thông cáo khoai tây là lương thực sản lượng cao sản lượng mỗi mẫu bốn ngàn cân mỗi nhà có thể dựa vào hộ tịch mua hai mươi cân với giá thấp mười văn tiền một cân một chút cũng không đắt. Như vậy sẽ ngăn chặn khả năng các quyền quý lũng đoạn hạt giống. Vừa nghe tin tức này, ba tánh đều sắp điên rồi, nhau nhau chạy tới xếp hàng tranh mua. Đây là do một tay thanh bình quận chúa làm ra, vậy khẳng định là thật, nàng chính là người tài ba làm ra xi si măng guồng xe bông ô a. Trong khoảng thời gian ngắn, hạt giống khoai tây đều bán hết sạch, cũng không cần quan phủ phí sức tuyên truyền. Một vãn tỉnh tặng khoai tây và bảo điền cho người thân, liền đóng cửa không tiếp khách. Hoàng thượng cho văn võ bá quan một cái phúc lợi, mỗi người có thể lĩnh 5 cân khoai tây lượng thì ít nhưng đối với bên ngoài đã là khó cầu. Tử ấm thê phong, tử ấm quan tước của cha ông để lại cho con cháu, thê phong, thê tử quan lớn đều được phong tước. Vấn đề là đất đai của các quyền quý đều nhiều, chút ấy làm sao đủ trồng. Các quan lớn đều tìm tới một vãn tình lôi kéo quan hệ. Thanh bình quận chúa, ngươi giúp một tay đi, chia cho ta chút khoai tây, giá cả có thể thương lượng a. Thanh bình quận chúa, chúng ta nhiều năm giao tình, thế nào cũng phải cho ta một chút chỗ tốt chứ. Thanh bình quận chúa, hải tử nhà ta đặc biệt thích ăn khoai tây phát ra đều bị bọn họ ăn sạch không có cách nào trồng ngài giúp ta kiếm một chút giống tốt đi tây lương phu thê mộc nhị gia ngày ngày bận rộn chân không chạm đất mộc vãn tình để lại sản nghiệp không chỉ lớn bình thường khiến bọn họ sau khi tiếp nhận đều phải cố hết sức theo thời gian trôi qua dần dần thích ứng mộc nhị gia đã xử lý trong ngoài nông trang thủy mộc một cách thỏa đáng mộc chung là một người trung thành và tận tâm rất có can đảm phụ tá mộc nhị gia cực kỳ có lực sưởng sở nghiên cứu trường học ký túc xá cùng với đồng ruộng bốn hạng mục này là trọng yếu nhất các bộ phận đều có hai gã quản sự ăn bài cực kỳ thỏa đáng đồng ruộng cũng không trồng gì khác chỉ trồng bông và lúa mì vừa bảo đảm cung ứng lương thực lại có thể cho người trong trang mặc quần áo mới đắp chăn mới thế là đủ rồi Mục nhị phu nhân cùng bá mẫu tức phụ kỳ trừng tiếp nhận sinh ý trong nhà hai người đồng tâm hiệp lực có thương có lượng sinh ý phát đạt tết trung thu một nhà mấy người ngồi vây quanh ăn tết một bàn đồ ăn ngon còn có mấy cái bánh trung thu nho nhỏ lung linh đáng yêu Mục nhị ra cầm một cái bánh trung thu đậu đỏ cũng không ăn nhẹ nhàng thở dài cũng không biết lúc này tình nhi ăn tết cùng ai ai nàng một mình lẻ loi ở kinh thành ta cứ nghĩ liền có chút đau lòng ở tây lương cái gì cũng tốt kiếm tiền như nước chảy được bá tánh tôn kính duy chỉ có không có nữ nhi ở bên cạnh một nhị phu nhân cũng vẫn nhớ thương nữ nhi cũng không biết nàng có chăm sóc tốt bản thân hay không hai từ kia còn nhỏ những lão hồ ly triều đình kia không biết có khi dễ nàng hay không nữa trong mắt nàng nữ nhi vẫn là một hài tử bình thường thì không sao nhưng ngày lễ ngày tết thì đặc biệt nhớ nữ nhi kỷ trừng ôm một hài tử trắng nõn dịu dàng cho hải tử ăn nói nương sẽ không đâu vãn tình muội muội thông minh như thế chỉ có khi dẫn người khác thôi mục nhị phu nhân vẫn luôn nhớ rõ ngày trước bọn họ vì sao lại lưu đày đại phòng mộc gia đắc tội người khác đã bị đánh cho rất đài nữ nhi cản đường rất nhiều người sẽ bị ghi hận nàng chỉ có một mình lại không có căn cơ nào địch nổi mấy lão già kết bè kéo cánh kia mục nhị ra trần chờ một chút rồi nói nếu không chúng ta về kinh thành đi để bọn nhỏ ở lại tây lương mục tử thành nhét hài tử trong lòng vào lòng hắn nhẹ giọng khuyên nhủ muội muội đã nói tình huống kinh thành không rõ không có nàng lên tiếng hai người đừng trở về miễn cho trở thành điểm yếu cho muội muội tiểu tử sờ sờ mặt mộc nhị ra ngọt ngào cười với ra ra nụ cười của hài tử quá có tính chữa lành làm cho tâm tình mộc nhị ra tốt hơn nhiều hai hài tử bình bình an an này còn chưa gặp qua cô cô đâu phu thê mộc tử thành đã có hai đứa con sau ba năm một đôi nhi nữ đầy đủ gia đình hạnh phúc mỹ mãn mục tử thành cố ý nói sang chuyện khác cha người đừng chỉ lo nhớ thương muội muội nhị đệ cũng là do người sinh ra cũng không thể quá bất công a à. mục tử ngang đóng quân ở thành phù phong hàng năm đều trở về một chuyến không giống một vãn tình vừa đi đã nhiều năm mục nhị ra hử lạnh một tiếng ta mới không nhớ tên tiểu tử, tử thúi không chịu thành thân kia nam lớn dựng vợ gái lớn gả chồng nhị đệ ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa nhưng hôn nhân đại sự vẫn luôn chưa được giải quyết hắn kiên quyết phản đối phụ mẫu sắp xếp hôn nhân nói là muốn để hắn xem qua phải là hắn để ý mới được nếu không cho dù bắt hắn về thành thân hắn cũng dạy nghĩ cách đào tàu đã nói như vậy bọn họ thân làm phụ mẫu còn có thể làm cái gì bây giờ đánh một trận rồi nói sao mục nhị phu nhân hơi nhíu mày có phải tử ngang có người trong lòng không thân phận quá thấp mới không dám nói với chúng ta mục nhị ra nghe xong có chút sửng sốt không chắc chắn hỏi lại không đến mức đó chứ mục nhị phu nhân không thể nào tin tưởng ánh mắt của nhi tử nàng nói khó mà nói thời điểm hắn làm chuyện đại sự không hồ đồ nhưng ở phương diện tình cảm là một quả trứng ngu ngốc mười phần a ra thế thấp một chút không sợ nàng chỉ sợ cưới vào một người phá gia tinh hai phu thê bọn hắn có sốt ruột cũng vô dụng Mục tử ngang dầu muối không ăn đi vào thành phủ phong xa xôi thì không coi ra gì quên đi mặc kệ hắn hắn thích làm gì thì làm Mục nhị phu nhân đã từ bỏ việc thúc giục tên bất hiếu kia giả đích giả câm nàng không có biện pháp gì với hắn ta chỉ lo lắng cho tình nhi nhà ta hôn sự của nàng với độ thiếu tướng sao còn chưa thành Mục nhị ra ngược lại không sốt ruột nói tình nhi có bản lĩnh như vậy ai còn có thể miễn cưỡng nàng con cháu tự có phúc của con cháu tình nhi là người có chủ kiến nàng cao hứng là tốt rồi khóe miệng kỳ trừng giật giật cha nương phu quân phân biệt đối xử quá rõ ràng a à. nhi tử là nhạt được những nhi mới là thân sinh đi ngày hôm sau tất cả mọi người khó có được một buổi ngủ nướng một nhị giang ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới chậm gì gì đứng lên xúc miệng lúc này cửa đã qua điểm tâm nhưng phòng bếp thời khắc chuẩn bị nghe nói muốn dùng đồ ăn lập tức đưa tới một đĩa sủi cào trên hai chén cháo trắng hai cái trứng ốc la lại thêm hai món rau trộn vô cùng đơn giản đôi phu thê mộc nhị gia ngồi đối diện chậm rãi ăn bỗng nhiên quản gia như cơn gió sông vào lão gia mau mau hắn chạy đến mặt đỏ bừng ngay cả thở cũng không thở nổi mộc nhị gia trong lòng căng thẳng có chút khẩn trương xảy ra chuyện gì đừng nóng vội từ từ nói quản gia thấy hắn ngồi bất động sốt ruột tiến lên kéo cánh tay hắn ngài mau đi tiếp thánh chỉ ngay lập tức chiếc đũa trong tay mộc nhị phu nhân rơi xuống đất cạch mộc nhị gia mạnh mẽ đứng lên vội vàng xông ra ngoài đi nhanh đến cửa mới xoay người lại không đúng, phu nhân, chúng ta tiếp chỉ phải mặc lễ phục, mau thay quần áo. Hai phu thê mặc xong lễ phục, kiểm tra dung mạo nhau, xác nhận không thành vấn đề mới đỡ nhau đi ra ngoài. Hai chân đã mềm nhũn. Chờ bọn họ đến đại sảnh thì thấy một đám người xa lạ đứng ở cửa, còn phu thê Mộc Tử thành thần sắc khẩn trương xã giao. Khâm Sai đại nhân cầm đầu thấy phu thê Mộc Nhị gia đến, vội vàng nói, Mộc trọng bình tiếp chỉ. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất tiếp chỉ, chỉ nghe Khâm Sai đại nhân cất giọng nói, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thanh bình quận chúa mộc vãn tỉnh có công tiến hiến khoai có công đặc ân phong phụ thân mộc trọng bình làm thanh viễn hầu sắc phong mẫu thân thành nhất phẩm cáo mệnh ban thưởng một tòa hầu phủ thanh âm của hắn vang dội hữu lực nhưng khiến những người quỳ trên mặt đất khiếp sợ nói không ra lời mộc nhị ra từng chữ đều nghe hiểu nhưng gặp trung thành một câu lại không hiểu gì lỗ tai của hắn hình như xảy ra vấn đề hắn làm sao có thể được phong làm thanh viễn hầu khâm sai đại nhân đọc xong thánh chỉ hai tay khép lại nhìn về phía người trên mặt đất như thế nào một chút phản ứng cũng không có còn không nhanh tạ ơn. Mộc nhị gia vẫn còn ngây ngần, không biết bị ai nhẹ nhàng đầy một cái, theo bản năng hành lễ tạ ơn, tạ chủ Long Ân. Hắn run rẩy tiếp nhận thánh chỉ, nhìn đi nhìn lại, còn đang hoài nghi mình nằm mơ. Khâm sai đại nhân mỉm cười, chắp tay, chúc mừng mộc hầu ra. gia, Mộc nhị ra hung hăng váo mặt mình, tiếp theo là một trận đau đớn đánh úp lại. À, đau, đây không phải nằm mơ. Hắn ngây ngô ngốc nghếch, khiến khâm sai đại nhân đều bị chọc cười. Ha ha ha, mộc hầu gia, ngài sinh ra một nữ nhi tốt, đây là công của thanh bình quận chúa khi dâng lên khoai tây ai có thể nghĩ đến nhìn nam nhân thật thà thành thật lại dựa vào nữ nhi phong hầu chuyện này khiến cho các đại thần trong triều hâm mộ muốn chết sinh được nữ nhi như thế còn cầu gì nữa vì chuyện này kích thích quan viên trong triều bắt đầu đầu tư vào nữ nhi trong nhà không nhốt ở nhà chơi trạch đấu đều cho đến trường học rèn luyện vận khí tốt nói không chừng cũng có thể kiếm cho lão tử một tước vị trở về mặc kệ nam nữ đều là con nhà mình bồi dưỡng tốt vẫn có thể đi theo hưởng lợi mục nhị gia mang theo vẻ mặt kiêu ngạo nữ nhi của ta kiếm cho ta một cái thức vị trong mộng ảo có thể trách hắn thiên vị sao có nữ nhi như vậy thiên vị là chuyện quá bình thường những người khác trong mộc gia cũng khiếp sợ không thôi nửa ngày nói không ra lời mục tử thành sớm biết năng lực của muội muội nhưng năng lực lớn đến mức này vẫn chưa từng thấy qua từ xưa chuyện nhờ nữ nhi để phong tước chỉ có một loại khả năng đó chính là nữ nhi trong nhà đi lên hậu vị mẫu nghi thiên hạ mà mộc vãn tình là dựa ở công lao phụ thân là thật người là thanh viễn hầu tuy rằng tước vị này có thể kế thừa hay không không nói rõ phòng chừng còn phải xem biểu hiện đi nhưng cũng đủ vinh quang cũng đủ uy phong mục nhị ra lấy lại tinh thần rốt cục có cảm giác chân thật phong hầu bái tướng là giấc mộng của mỗi nam nhân ta không có bản lĩnh không nghĩ tới là tình nhi giúp ta thực hiện tình nhi nhà ta sao lại lợi hại như vậy sao có năng lực như vậy chứ mục nhị phu nhân được phong là nhất phẩm cóng mệnh khắp thiên hạ người có thể khiến cho nàng quỳ xuống cũng không có bao nhiêu nữ nhi có năng lực như vậy là do ta sinh ra a à. tin tức vừa ra người tây lương từ trên xuống dưới đều cao hướng cho mộc gia huyện chủ thanh bình chính là đại ân nhân của bá tánh nàng ở tây lương vài năm hoàn toàn thay đổi cục diện nghèo khó của tây lương bá tánh tây lương hiện giờ an cư lạc nghiệp ăn no mặc ấm cuộc sống gia đình tạm ổn phát triển không ngừng nàng ở triều đình cũng che chở bá tánh tây lương có chuyện tốt gì cũng nghĩ đến bọn họ hơn nữa tới cùng với khâm sai đại thần còn có 20 vạn cân hạt giống khoai tây đây là một vãn tình thay bọn họ cực kỳ cố gắng lấy tới mặt khác còn có 5.000 cân được một vãn tỉnh cấp dưng xuống, không tính là bên ngoài. Bà tánh kích động cầm hộ tịch đi mua hạt giống khoai tây giá thấp như lễ mừng năm mới, còn lĩnh một phần hướng dẫn trồng trọt. Các người không biết chữ cũng không sao, lý trưởng sẽ biết. Quan phủ còn phái người đi chỉ đạo, bảo đảm tất cả mọi người được học được. Một vãn tỉnh nhờ khâm sai đại nhân mang thêm 1.000 cân hạt giống khoai tây cho phụ mẫu, để cho bọn họ trồng ở nông trang. Nàng còn viết mấy công thức làm khoai tây trong thư, sau này có thể bán đồ ăn vặt làm từ khoai tây. Khâm Châu, một nông trang bình thường, một con sông nhỏ quanh co khúc khuỷu nguồn nước không ngừng chuyển động dẫn nước sông vào đất mặn rửa sạch khét lần này đến lần khác trên mặt đất muối vốn không nhổ ra một cọng lông mọc ra thực vật thưa thớt cao lương cậu kỷ táo cát gai đỏ phân bố trong đó thực vật trồng nhiều nhất là cao lương trải qua vài năm thí nghiệm cải tiến phát triển không tệ một đám nữ từ đội nón lá bận rộn ở cửa đồng ruộng thỉnh thoảng trò chuyện vài câu cẩm nương không nghĩ tới đất mặn này còn có thể trồng cao lương may mắn thay có người kiên trì cẩm nương cười khổ một tiếng nói đáng tiếc ta trồng không ra lúa nước, nàng cố gắng mấy năm cũng trồng không ra, thật đáng tiếc. một phụ nhân cười nói, người nói gì vậy? có thể trồng những thứ này đã đốt cao hương rồi. cao lương này có thể làm cơm ăn, tuy rằng vị không ngon, cũng không dễ tiêu hóa, nhưng có thể lấp đầy bụng. cắm cao lương còn có thể cho súc vật ăn, một vật có nhiều tác dụng a. đúng vậy, chúng ta cố gắng nhiều một chút, không phải nói còn có thể ủ rượu sao? hôm nào chúng ta thử xem. mọi người mồm năm miệng mười nói, cũng không đủ ăn, còn ủ rượu, người đang nghĩ chuyện tốt gì đó cầm nương cũng không tham dự vào cuộc tranh đấu võ mồm của các nàng cầm khăn lau mồ hôi nói mọi người đều mệt mỏi rồi nghỉ ngơi một lát đi đợi nàng nói xong một đám người vây quanh ngồi trên đi uống hàng tấn nước ai cũng khát muốn chết mọi người không tự chủ được nhìn cầm nương mặc dù nàng lớn lên có chút đen trên mặt còn có rất nhiều khuyết điểm nhưng nhất cử nhất động đều đẹp mắt nói không nên lời dáng vẻ uống nước cũng rất đẹp cực kỳ giống những danh môn thuộc nữ được giáo dục tốt kia mọi người đều biết nàng là một quả phụ về phần nàng từ đâu tới nhà phu quân làm cái gì hoàn toàn không biết gì cả nàng tuyển dụng các nàng làm việc nên các nàng cũng không tiện hỏi cẩm nương lát nữa ngươi còn đến học đường không cẩm nương khẽ gật đầu có nàng học theo một vãn tình mở một học đường nhỏ ở nông trang tuyển nhận hài tử trên trang cùng phụ cận dạy nhận biết chữ học số học cùng nữ công không có lão sư phù hợp nàng tự mình dạy chỉ vì điểm này mọi người có thể tôn kính nàng năm nay tới học đường quá khó khăn chỉ riêng học phí đã không đóng nổi mấy phụ nhân nhịn không được khen người thật lợi hại cái gì cũng biết, còn có thể trồng trọt nuôi heo, tâm địa còn thiện lương như vậy, tương lai không biết nhà nào có thể đem ngươi cưới về nhà. Nàng nhất thời nhanh miệng, tất cả đều nói ra. Khụ khụ, thấy vậy có người nhanh miệng nhắc nhở. Phụ nhân biết mình nói sai, sắc mặt ngượng ngùng im miệng. Cầm nương làm như không nghe thấy, thần sắc tự nhiên, nói, ta tính là gì, các ngươi chưa từng gặp qua nhân vật lợi hại chân chính. Phụ nhân nhao nhao biểu thị, chúng ta lại không nhìn thấy người khác, chỉ nhìn thấy ngươi, ngươi là lợi hại nhất mà chúng ta từng thấy. Một phụ nhân chạy vội tới, kích động chia sẻ tin tức mới nhất với mọi người huyện chủ thanh bình lại lập đại công hoàng thượng phong phụ thân nàng làm thanh viện hầu mọi người cái gì không nghe nhầm chứ mục cầm dao tâm tình mục cầm dao vô cùng phức tạp nàng cho rằng một vãn tình đã đủ lợi hại lấy thân nữ tử liệt vào triều đình mở ra tiền lệ hoàng triều đại tề nhưng không nghĩ tới nàng còn có thể lợi hại hơn kiếm cho phụ thân được tức vị cầm nương cầm nương người không sao chứ bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm đánh thức một cầm dao nàng phục hồi tinh thần mở miệng nói ta không sao ta đi xem thí nghiệm ở dụng đây một vãn tình có bản lĩnh như vậy mặc dù nàng kém nhưng cũng không thể tụt lại phía sau quá nhiều nàng nhìn cây giống thưa thớt âm thầm thề nhất định phải trồng ra lúa nước đó là giấc mơ cuối cùng của nàng chỉ có như vậy nàng mới xem như thật sự thành công để lại tên tuổi cho mình trong thời đại này lực ảnh hưởng của đạo thánh chỉ này vượt qua tưởng tượng vô số người khiến cho cảm xúc vô số người khó bình tĩnh cho nên khi các nơi mở trường nữ sinh ba tánh đều suy đi nghĩ lại có nên báo danh cho nữ nhi thông minh lanh lợi nhà mình hay không nói không chừng có thể trở thành thanh bình quận chúa thứ hai phủ đệ mộc vãn tỉnh thăng cấp thay bằng hiệu mà tiền cũng sửa sang lại dựa theo quy cách phủ quận chúa mà thay đổi mà sát phách bị nội vụ phủ bỏ ra giá cao mua lại cải tạo thành phủ thanh viễn hầu ban cho phu thêm một nghị gia một vãn tỉnh thay phụ mẫu tiến cung hiến ân lời hay nói ra nói vào hoàng thượng nghe đến mức khóe miệng cũng khẽ nhếch chấm lần đầu tiên thấy người giỏi ăn nói như vậy một vãn tình cười hết mắt nói a à, tâm tình tốt chủ yếu là xem tâm tình hoàng thượng im lặng chăm chỉ làm việc chậm chờ lần sau người lại cầu chút gì đó bạn đang xem sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim khóe miệng một vãn tình giật giật thật dám nghĩ khoai tây bông vải đều đã có rồi còn trông cậy vào bảo bối gì khoai lang à nhưng vào lúc này lựa thị tổng quản vội vàng tiến vào sắc mặt trắng bệch dọa người hoàng thượng từ ninh cung đã xảy ra chuyện thái hậu cùng độ soái đều hôn mê bất tỉnh thái hậu muốn gặp người nhà mẹ đẻ cố ý triệu đỗ xoái vào cung đây là đã sớm ghi chú qua như một đạo sấm sét đánh xuống khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt xảy ra đại sự hoàng thượng nghe thấy thì biến sắc đứng lên nhanh chóng lao ra ngoài đi quá nhanh thiếu chút nữa đụng vào cửa một vãn tỉnh lòng nóng như lửa đốt đi theo sao lại hôn mê bất tỉnh chẳng lẽ là bị người hại chờ hoàng thượng một cước bước vào từ ninh cung liền thấy mọi người như con ruồi không đầu loạn chuyển tràng diện rất là hỗn loạn không ai đứng ra chủ sự mà hai người hôn mê đã được chuyển lên trên giường mềm sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc lòng hoàng thượng như bị một bàn tay to không biết tên túm lấy trái tim sinh đau hắn cắn nát đầu lưỡi mượn đau đớn để cho mình thanh tình không thể gấp cấp bách liền sinh loạn đều đừng chạy loạn qua một bên đứng vững tiểu lục tử đi tuyên thái y gọi tất cả thái y tới đây vâng thái y rất nhanh đã tới vây quanh hai người chẩn đoán một phen rồi cho ra kết luận hoàng thượng là trúng độc hoàng thượng nghe được tin giữ trời đất quay cuồng lại trúng độc giải độc cho bọn họ các thái y thảo luận nửa ngày nhưng điều tra không ra là độc gì, điều này làm hoàng thượng tức muốn chết, không kịp trách cứ bọn họ đã sai người gọi ẩn y tôn thăng vân tới. tôn thăng vân từng giải độc cho hoàng thượng, bí mật nuôi ở ngoài cung là một nước cờ ngầm, cũng là phủ bảo mệnh hoàng thượng để lại cho mình. hoàng thượng thần cũng tra không ra, chỉ có thể dùng kim châm đâm nguyệt phong bế tâm mạch để tránh độc khí công tâm. hoàng thượng hít sâu một hơi, nói, động thủ đi. hắn tự mình ngồi chấn thủ ở một bên, trong lòng hiện lên vô số ý niệm. chuyện chúng độc ở từ ninh cung nghe dợn cả người lại phát sinh như vậy quả thực làm cho hắn tức giận ngay cả thái hậu và đỗ soái cũng dám hại lần sau có phải sẽ đến phiền hắn không hoàng cung đã rửa sạch nhiều lần sao còn chưa sạch sẽ vấn đề là chỉ cần địa phương quyền lợi sinh sôi sẽ không sạch sẽ huống chi đây là trung tâm quyền lợi trí cao vô thượng hắn từng đạo ý chỉ phát xuống triệu đại lý tự khanh cùng binh bộ thượng thư lại đây đóng cửa từ trên xuống dưới từ ninh cung lại không có ý chỉ của trẫm bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận bảo cấm quân bao vây từ ninh cung phong tỏa hoàng cung không cho bất luận kẻ nào ra vào Vâng. Một vãn tình trầm mặc đứng ở cửa, không đi vào quấy giày, nhíu mày. Nàng một loại cảm giác mưa gió sắp đến, gió đầy trời. Ai đã làm chuyện này? Dư nghiệt tấn cương, hai nước bắc sở tây vu. Những thứ này đều chuẩn bị động cơ gây án hạ độc. Nhưng, tại sao lại là Thái Hậu và Đỗ soái Tại sao chọn từ Ninh Cung? Tại sao vào thời điểm này? Đúng lúc này vài tiếng bước chân dồn dập vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, cho chúng ta vào. Là các hậu phi chạy tới, mỗi người mặt mang vẻ lo lắng, tới vội vàng, quần áo trang sức đều rối loạn hoàng thượng phất phất tay thị vệ thả các nàng vào viện nhưng không thể vào nội thất hoàng hậu nhìn thoáng qua một vãn tình nhàn nhạt chào hỏi một vãn tình cũng nhàn nhạt, nhạt đáp lại hai người không đối phó với nhau tiền triều hậu cung đều biết mấy năm nay đều bình an vô sự hoàng hậu từ khi sinh công chúa còn bị phạt về sau cả người đều thanh tỉnh lý trí vài phần không có hoàng tử sẽ không có lực lượng chống lại trọng thần trong triều lại khiến cho hoàng thượng chán ghét bị coi là vật trang trí vậy còn có ngày lành gì khi phi một thân quần áo trang điểm xinh đẹp đứng ở cửa vươn cổ nhìn vào bên trong, miệng còn nói, Thái hậu sao lại trúng độc, ai dám hạ độc Thái hậu, bình thường đều rất tốt, sao đến phiên đỗ soái tiến cung lại xảy ra chuyện này, không phải là vì đỗ soái chứ, Thái hậu bị đỗ xoái lên lụy à. Mấy năm nay nàng không được sủng ái như vậy, nhưng có hoàng tử ở đây, phần lệ đều là phần đầu. Ta đã nói mà, giết người như ngoé, hai tay dính đầy máu tanh người sẽ có báo ứng. Nàng phi thường chán ghét người đỗ ra, một đám gia hòa không biết điều, nàng mời chào bọn họ, là cho bọn họ cơ hội lên thuyền đại hoàng tử ngược lại bọn họ trực tiếp cự tuyệt hừ đừng tưởng rằng nàng không biết bọn họ cùng một phe với một vãn tình cố ý gây khó dễ cho nàng là cựu cữu của hoàng thượng thì không coi ai ra gì chờ đại hoàng tử kế thường ngôi vị hoàng đế những người đắc tội với nàng này đều sẽ không có kết cục tốt những lời này dẫm lên điểm mấu chốt của một vãn tình nàng giận tím mặt báo ứng lại có người nói chiến thần đại tề sẽ có báo ứng ngươi đây có phải là đang phủ nhận công tích của tất cả tướng sĩ đại tề bảo vệ quốc gia công tích mà tiên hoàng và hoàng thượng đều thừa nhận ngươi có tư cách gì phủ định Ngươi xứng sao ngươi còn là người sao hi phi không ngờ phản ứng của nàng kịch liệt như vậy vừa thẹn vừa giận nói mộc vãn tình ngươi dám mộc vãn tình rất phẫn nộ đỗ soái là một người đáng tôn kính hắn vì vương quốc này làm ra công hiến thật lớn ngay trong khi hắn trúng độc lại có người muốn dẫm lên hắn thượng vị đây chắc chắn là một chuyện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ đỗ soái đóng ở biên quan nhiều năm bỏ qua niềm vui gia đình bỏ qua tất cả liều chết đánh lui kẻ địch trên chiến trường hắn là anh hùng ngươi lại còn nói có báo ứng người hắn giết chính là quân địch ngươi không thương hại tướng sĩ quốc gia mình lại đồng tình quân địch ta không thể không hoài nghi ngươi thật sự là người đại tề sao nếu nàng không chịu làm người vậy đừng trách nàng không lưu tình hi phi sắc mặt đại biến tức giận nói một vãn tình ngươi đây là mượn đề tài này cố ý hãm hại ta một vãn tình thật sự không hiểu đầu óc của nàng lớn lên như thế nào cho dù nàng và đỗ soái không hợp nhau cũng không nên nhảy ra vào lúc này thật sự cho rằng có một hoàng tử nàng có thể muốn làm gì thì làm sao hãm hại ngươi ngươi tính là cái gì đáng để ta lãng phí thời gian ở trên người ngươi ngươi xứng sao hi phi tức chết đi được nói như thế nào vẫn chưa xong đâu một vãn tình tức giận còn chưa phát tác xong không có các tướng sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái loại nữ tử lấy sắc hầu hạn như ngươi chỉ có thể ghé vào trong lòng quân địch vẫy đuôi cầu xin thương xót mà thôi một khi quốc phá nữ tử hậu cung có thể có kết cục tốt gì bị người ta giết chết hi phi cả người đều không tốt một vãn tình ngươi im miệng hốc mắt nàng đỏ bừng lã chạm muốn khóc hoàng thượng người xem nha nàng ở trước mặt người khi dễ nữ nhân của người nàng đây là không đem người đầy vào mắt a à, hoàng thượng sắc mặt hoàng thượng lạnh lùng lúc này đầu óc hán loạn rối tinh rối mù tâm tiêu vô cùng tội lớn nhất của đỗ soái chính là bảo hộ cho đám hỗn đàn các người quá tốt nên ném các người tới chiến trường tự mình đối mặt những kia tàn nhẫn địch nhân bị chặt đứt tay chân người được bọn họ bảo vệ không cảm ơn thì thôi còn hung hăng dẫm người lòng ngang dạ sói khi phi biết một vãn tình không dễ chọc nhưng mấy năm nay một vãn tình thu hết mũi nhọn không tham gia phân tranh với hậu cung cũng không ở triều đình quấy gió quấy mưa khiêm tốn làm kinh tế có thể là bởi vì như vậy những người này đều đã quên một vãn tình có bao nhiêu hung tàn khi vì thấy hoàng thượng không lên tiếng trong lòng nàng có chút hoàng nhưng càng như vậy nàng càng muốn áp chế một vãn tình chỉ có như vậy mới có thể bình ổn sự cố một vãn tình người thật quá đáng chỉ biết khi dễ ta ta không phải đã sinh ra một đại hoàng tử sao như thế nào còn phải chứng mắt ngươi người dù thế nào kiêu ngạo cũng phải nhớ kỹ quân thần khác biệt ta là quân ngươi là thần. Một vãn tỉnh nhớ mày, mặt mày như che một tầng xương lạnh, ngươi nói, ta đi liền đem những lời này toàn bộ truyền ra ngoài, để cho thiên hạ thần dân đều phân xử, được không? Hi Phi hít một hơi khí lạnh, ngươi dám. Thì ra, ngươi cũng biết lời của ngươi không thể lộ ra ánh sáng. Một vãn tỉnh cười lạnh một tiếng, thân là cung phi, tố chất chính trị tối thiểu không thể không có, đây chính là cố ý, ta thấy, là sắp tâm bất lương. Ánh mắt lạnh như băng của hoàng thượng đảo qua, ánh mắt nhìn Hi Phi tràn ngập xem xét. Hi Phi xanh mặt, lớn tiếng quát mộc vãn tình đây là hậu cung làm sao đến phiên quan viên tiền triều nói chuyện nàng đây là cố ý mơ hồ khái niệm mộc vãn tình trong lòng biết rõ trong lòng càng phát ra phiền chán cung đấu từ trước đến nay là chiến trường không thấy máu nhưng các ngươi đấu người chết ta sống có thể hay không đừng liên lụy đến người vô tội không người các nàng liên lụy chính là một anh hùng mỗi anh hùng đã đổ máu và hy sinh vì đất nước của mình đều xứng đáng được chúng ta tôn trọng và mỗi người đã cống hiến cho đại tề chúng ta nên ghi nhớ nói rất hay một thanh âm vang lên là binh bộ thượng thư, hắn ở một bên cũng không biết đã nghe được bao lâu rồi, sắc mặt không thể nào tốt được. Hắn quản lý binh sự thiên hạ, đương nhiên là đồng ý với quan niệm của Mộc Vãn Tình. Đại lý tự khanh cũng ở phía sau, thần sắc nặng nề, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mộc Vãn Tình phất phất tay, thần sắc nghiêm túc, hai vị đại nhân tới vừa vặn, đỗ soái bị người khác đầu độc hôn mê bất tỉnh, có người còn mượn cơ hội chửi với thanh danh của hắn, muốn hủy diệt đỗ gia quân, nên điều tra thật kỹ. Hai người trịnh trọng đáp ứng, thanh bình quận chúa yên tâm một vãn tình khẽ gật đầu hoàng thượng thần xin cáo lui trước có chuyện gì tùy thời nghe theo phân phó nàng là triều thần không có ý chỉ không tiện ở hậu cung lâu nàng xoay người muốn đi hoàng thượng gọi nàng lại nói thanh bình quận chúa ngươi ở lại cùng hai vị đại nhân phá án ngươi tâm tư kín đáo ánh mắt chuẩn xác chấm tin tưởng sự thông tuệ của ngươi hi phi không khỏi nóng nảy một vãn tình nhục nhã nàng như vậy hoàng thượng còn trọng dụng sao lại như vậy hoàng thượng bất công không yên a à. hoàng thượng tuyệt đối không thể nàng nhất định sẽ trả thù thần thiếp không sống nổi. Ánh mắt hoàng thượng lạnh lùng, nói, chẳng lẽ là ngươi hạ độc. Hi Phi sợ đến cả người run rẩy, giải thích, đương nhiên không phải, hoàng thượng, thần thiếp coi thái hậu như thân mẫu, cho dù mình chết, cũng sẽ không động đến một ngón tay của thái hậu, thần thiếp oan uổng a, à, thần thiếp. Là nóng lòng nói sai, cũng không có oán hận cũ với đỗ soái, ngài cũng biết, ta là một kẻ hồ đồ. Vì phủi sạch liên quan, nàng cũng liều mạng, mấy cung phi nhìn thấy vậy khóe miệng co rút. Vậy ngươi sợ cái gì? thanh bình quận chúa là người có phẩm hạnh đoan chính hoàng thượng thần sắc đạm mà, nói tiếp thanh bình quận chúa độ soái vốn có giao tình với người trẫm tin tưởng người sẽ tận lực một vãn tình hiểu rõ đây là để nàng bảo vệ lợi ích của độ soái người hôn mê không thể tự mình nói chuyện quan viên khắp kinh thành đều không có giao tình với hắn chỉ sợ có người đục nước báo cỏ hoàng thượng địa vị siêu nhiên có mấy lời khó nói vậy để cho nàng lên đi cần tuân thánh ý từ ninh cung được vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài trong sân đứng đầy người không khí vô cùng khẩn trương vì thiệu huy mang theo ô y vệ cũng tới lục soát từng ngóc ngách trong phòng hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh đem tất cả công nhân từ ninh cung tách ra thẩm vấn từng người từng người qua đường các thái y vây quanh người bệnh hôn mê bất tỉnh kiểm tra một lần lại một lần hợp mưu hợp sức nghiên cứu độc dược trong người hoàng thượng tự mình chấn thủ hiện trường nhất định phải tra ra chân tướng đại hoàng tử tan học mới nhận được tin tức đã là chậm vội vã chạy tới đầu đầy mồ hôi thị vệ không ai dám ngăn cản hắn trực tiếp chạy vào phụ hoàng tình hình hoàng tổ mẫu cùng độ soái đã ổn hơn chưa hoàng tổ mẫu từ trước đến nay yêu thương hắn tình cảm hai bà cháu vô cùng tốt đỗ soái còn là cữu gia gia của hắn hắn là nghe chuyện xưa của đỗ soái lớn lên lòng tràn ngập kính ngưỡng hai người này bỗng nhiên xảy ra chuyện hắn gấp không được hắn đang xông vào bên trong đột nhiên bị hi phi ôm lấy nói hoàng nhi nơi này quá loạn không an toàn hoàng thượng ta mang hoàng nhi về chăm sóc nàng còn sợ người khác không biết đại hoàng tử là nàng sinh cố ý cường điệu nói to hoàng nhi cung vi nương hồi cung đại hoàng tử không muốn đi theo nàng hắn còn chưa có gặp qua hoàng tổ mẫu đâu thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của hoàng thượng vang lên đại hoàng tử ở lại khi phi sắc mặt thay đổi mấy lần hoàng thượng như vậy không tốt sao còn chưa cha ra là ai cha độc hoàng nhi là con một của hoàng thất không thể nửa điểm sai lầm hoàng thượng không để ý tới nàng mà nhìn nhi tử của mình ngươi là hoàng tử vừa sinh ra đã định trước hưởng hết vinh hoa phú quý nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng đứng càng cao gánh vác càng nhiều gặp nhiều việc đời một chút đối với ngươi có lợi lưu lại nhìn nhiều một chút. Công chúa có thể nương chiều, nhưng hoàng tử không thể, kiến thức thế gian muôn màu muôn vẻ cùng nhân tính phức tạp, mới có thể làm cho hắn trưởng thành nhanh hơn. Muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, tâm tính và thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Đại hoàng tử từ trước đến nay luôn nghe theo phụ hoàng sai đâu đánh đó. Vâng, phụ hoàng. Hi Phi bị hai phụ tử này quét mặt, trong lòng không vui, hoàng thượng, ngài không lo lắng cho hoàng nhi của chúng ta sao? Vạn nhất kẻ hạ độc phát rồ theo dõi hoàng nhi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mắt hoàng thượng thủy chung không có nhìn nàng, cũng không để ý tới nàng tác dụng của hậu cung chỉ ở chỗ sinh hải tử có hải tử thì có tôn vinh nhưng cái khác thì không cần trông cậy vào hoàng nhi ngươi muốn ở lại đây hay là muốn hồi tầm cung đại hoàng tử không cần nghĩ ngợi mở miệng ngài đã dạy ta hoàng thất hưởng vạn dân nuôi dưỡng tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm che chở vạn dân ta muốn làm một hoàng tử có trách nhiệm ta không đi muốn ở lại cùng hoàng tổ mẫu và phụ hoàng trong mắt hoàng thượng có chút ấm áp tốt lắm đây mới là hoàng tử đại tề chúng ta đi theo thanh bình quận chúa vâng đại hoàng tử đã là thiếu niên vóc dáng cao hơn đứng bên cạnh một vãn tình chỉ kém một cái đầu một vãn tình sờ sờ đầu hắn hi phi nhìn một màn này không cam lòng quỷ khuất phẫn nộ dâng lên trong lòng nàng mới là thân mẫu của đại hoàng tử dựa vào cái gì để cho nữ nhân khác được thương lây dựa vào cái gì hoàng thượng ta hoàng thượng hơi nhíu mày toàn bộ hậu phi lui ra hoàng hậu người quản tốt hậu cung không thể xảy ra loạn vâng hoàng thượng hoàng hậu nhẹ nhàng hành lễ mang theo tất cả phi tần rời đi Hi Phi không muốn đi, muốn dùng hải tử này làm vương bài, đáng tiếc, quân tâm như sắt, hải tử từ nhỏ theo phụ hoàng lớn lên, tự nhiên là đứng về phía phụ hoàng. Không biết qua bao lâu, một gã thái y vội vàng đi tới, hoàng thượng, thứ này có vấn đề. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, hoàng thượng hơi nhíu mày, vạn kim du. Một vãn tình nhìn thoáng qua, vạn kim du là do nàng làm ra, bán khá tốt, mỗi người một phần. Thái y vẻ mặt thấp thỏm khẩn trương, vâng, bên trong gia nhập một loại vô trần độc, là bí dược tiền triều hoàng cung chúng độc sau mê man bất tỉnh nếu là trong vòng ba ngày tìm không thấy giải dược liền lời của hắn còn chưa dứt nhưng tất cả mọi người đều hiểu hoàng thượng hít sâu một hơi vạn kim du này ở đâu ra cung nữ trong thái hậu cung cẩn thận bẩm là đỗ soái mang vào vừa rồi thân thể hắn không thích hợp thái hậu thấy thuận tay cũng xoa huyệt thái dương mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt thái y vội vàng bảo cung nữ giúp bệnh nhân tẩy rửa thân thể quần áo trong ngoài đều thay đổi đại lý tự khanh cất giọng hỏi tùy tùng của đỗ soái đâu bạn đang xem sau khi lưu đày địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube di các phim rất nhanh tùy tùng bị đẩy tới trước mặt thành thật bẩm báo vạn kim du này đúng là của chủ tử nhà ta hắn thường xuyên cảm thấy choáng váng hoa mắt vạn kim du là vật tùy thân mang theo đi tới chỗ nào cũng mang theo đại lý tự khanh cẩn thận xem xét vạn kim du là mới mở một hộp vật tùy thân này làm sao có thể trộn độc tùy tùng dọa hoàng sợ phát run không 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 là phu nhân ánh mắt một vãn tình hơi nhau lại trong lòng ngả lạ đại lý tự khanh hướng hoàng thượng chắp tay thỉnh cầu đỗ soái phu nhân tiến cung tiếp nhận điều tra hoàng thượng đồng ý lập tức tuyên đỗ soái phu nhân vào cung đỗ phu nhân sau khi hồi kinh chưa từng lộ cung cũng không có tiến cung tham gia cung yến rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua nàng khi nàng bước vào mọi người không thể không nhìn thêm là đại mỹ nhân kiều kiều yếu ớt sáng người thướt tha có loại khí chất làm cho người ta thương tiếc nguyên lai đỗ soái thích loại hình này đỗ phu nhân ở trên đường đã nghe nói phu quân gặp chuyện không may vừa tiến vào liền đi thẳng đến giường mềm phu quân phu quân ngươi mau tỉnh lại đi ngươi đừng dọa ta nàng vô cùng sợ hãi hốc mắt hồng hồng nước mắt to như hạt đậu lăn xuống gò má vĩ nhân rơi lệ thấy mà thương trong mắt nàng chỉ có một mình phu quân hoàn toàn không để ý lễ nghi trong phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc thương tâm muốn chết của nàng làm cho người ta không đành lòng ngáng nghe một vãn tình bình tĩnh nhìn nàng thờ ơ lạnh nhạt nàng thực sự tỉnh táo dịu dàng và yếu đuối hơn bao giờ hết trước kia còn có khí độ của chủ mẫu mọi người bây giờ càng giống tiểu phụ nhân mảnh mai hoàng hậu tiến lên khuyên bảo phu nhân ngài đừng khóc đỗ soái các nhân thiên tướng không có việc gì các thầy y nhất định sẽ chữa khỏi cho hắn đỗ phu nhân ngơ ngác nhìn nàng nước mắt lấp lánh thật vậy sao hoàng hậu trần chờ một chút thật sự đỗ phu nhân cũng không biết có tin hay không ánh mắt dại ra miệng thì thào tự nói tại sao có thể như vậy đại lý tự khanh đeo găng tay trong tay cầm một cái khay bên trong là một hộp vạn kim du đỗ phu nhân mấy thứ này là người chuẩn bị đỗ phu nhân ngơ ngác gật đầu đúng những việc vật này đều là ta xử lý nhưng chuyện này cùng phu quân ta chúng đâu có quan hệ gì đại lý tự khanh nhìn chăm chăm biểu tình của nàng trong vạn kim dung này có độc đỗ phu nhân kinh hãi thất sắc cái gì điều này sao có thể nàng như bị kích thích vừa tức vừa vội bỗng nhiên chỉ tay về phía một vãn tình là ngươi một vãn tình là ngươi làm toàn trường xôn xao tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm một vãn tình không phải chứ nghe nói quan hệ hai nhà đặc biệt tốt ngày lễ ngày tết đều có qua có lại một vãn tình cùng đỗ thiếu huyên quan hệ cũng không tầm thường Nàng cũng không có lý do gì hại độ soái cùng thái hậu đi. Một Vãn Tình không hề bất ngờ, ngược lại còn có cảm giác giày rơi xuống đất. "Ta, ngươi lặp lại lần nữa." Đỗ phu nhân hốc mắt đỏ bừng, phẫn nộ chỉ trích, "Vạn Kim Du này là nhà ngươi sản xuất, cũng là ngươi đưa vào, ngoại trừ ngươi, còn có ai?" Nàng tức giận cả người phát run, mặt đỏ bừng, "Phu quân ta đối với người tốt như vậy, ngươi vì cái gì muốn hại hắn?" Từng tiếng chỉ trích thê lương khiến mọi người nhìn màu Vãn Tình không đúng. Thần sắc Mộc Vãn Tình lạnh nhạt, hỏi cung nhân một đôi găng tay lúc này mới đưa tay hỏi đại lý tự khanh xem kỹ vạn kim du nàng lại kéo túi thơm xuống từ bên trong lấy ra kính lúc to bằng bàn tay chiếu tới chiếu lui vào hộp dầu vạn kim cử chỉ của nàng rất là cổ quái hoàng thượng hỏi thanh bình quận chúa ngươi đang nhìn cái gì một vãn tình buông đồ trong tay xuống nhíu mày tựa hồ thấy được chuyện không thể tưởng tượng nổi đây không phải là vạn kim du ta đưa vào phủ đỗ soái đỗ phu nhân nổi giận điên rồi nàng làm sao dám nhắm mắt lại nói dối đê tiện vô sỉ nói hưu nói vượn vạn kim du chỉ có ngươi đang bán một vãn tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng thần sắc cực kỳ bình tĩnh quý phủ các ngươi đã mua vạn kim du chưa trong đầu đỗ phu nhân tràn ngập lửa giận người rốt cuộc có ý gì a à, muốn trốn tránh trách nhiệm một vãn tình vẻ mặt không kiên nhẫn ta hỏi lần cuối cùng đỗ phủ tự bỏ tiền ra mua vạn kim du sao đỗ phu nhân không muốn để ý tới hoàng thượng lạnh giọng quát trả lời nàng hắn thật sốt ruột thay chỉ số thông minh của đỗ phu nhân may mắn biểu đệ không như nàng đỗ phu nhân lúc này mới không cam lòng tình nguyện trả lời không có mỗi lần ngươi đều tặng một hộp lớn, căn bản dùng không hết. Một vãn tình nhìn nàng thật sâu, thần sắc phức tạp cổ quái, đây không phải là đồ ta đưa đến đỗ phủ. Đỗ phu nhân nổi giận, một vãn tình, ngươi ở trước mặt hoàng thượng, sao còn dám nói bậy? Ngươi rốt cuộc vì sao muốn hại phu quân ta? Hắn rốt cuộc đắc tội ngươi ở đâu? Rõ ràng, hắn ân trọng như núi với ngươi, ngươi sao dám lấy oán trả ơn? Nàng ồn ào quá, làm rối loạn suy nghĩ của một vãn tình, công miệng. Đỗ phu nhân như bị tát một cái, một vãn tình, ngươi còn dám quát ta, quả nhiên, nhi tử ta không ở kinh thành người nghĩ rằng có thể khi nhục phu thê chúng ta sao nằm mơ hoàng thượng sẽ vì chúng ta làm chủ một vãn tình làm như không nghe thấy nhìn về phía hoàng thượng nói bên cạnh ngài có vạn kim du không hoàng thượng nhìn về phía nội thị bên người nội thị lập tức lấy từ trong ngực ra một hộp vạn kim du một vãn tỉnh đưa kính lúc qua chỉ vào một vị trí hoàng thượng ngài xem ở đây hoàng thượng cầm kính lúc ở vị trí kia rất nhẹ nhàng tìm được nội dung 102, đây là ý gì một vãn tỉnh mím môi là số sản phẩm hoàng thượng trước đó chưa bao giờ chú ý tới, trên mỗi một hộp đều có đánh số, cái này cũng quá tinh tế. Một vãn tỉnh nhẹ giọng giải thích, không phải, chỉ có đồ đưa ra từ tay ta mới có số, bên ngài là số 1, phủ độ xoái là số 3. Hoàng thượng từng học qua chữ số Ả dập, tự nhiên biết một lần lớn nhất, đây xem như biểu thị tôn trọng đối với hắn. Còn số 2, ta tự dùng, một vãn tỉnh lấy hết đồ trong túi ra, kẹo, lá vàng, bạc vụn, một cái ngọc trương nhao nhỏ, còn có một hộp vạn kim du. Nàng đem vạn kim du đưa đến hoàng thượng trước mặt, hoàng thượng dùng kính lúc tìm được chỗ tối ký hiệu 206. hoàng thượng ra hiệu cho mấy vị đại nhân điều tra án tới xem mọi người nhìn hồi lâu thần sắc đều rất phức tạp bọn họ đều là người thông minh đã nghĩ tới rất nhiều thứ hoàng thượng phân phó xuống dưới đi ra ngoài cung mua mấy hộp vạn kim du một vãn tỉnh thản nhiên nói cần gì phiền toái như vậy ai mang theo vạn kim du ta có hình bộ thượng thư không cần những ngợi lấy ra một hộp vạn kim du đồ chơi này mát mẻ tỉnh não có thể ngăn cách mùi lạ đối với người thường xuyên phá án mà nói là nhu yếu phẩm người của hình bộ cùng đại lý tự đều thủ một phần ta cũng có đại lý tự khanh cũng lấy ra nội thị tổng quản cũng chủ động nói trong phòng ta có mang hết tới đây đúng rồi vẫn là phải xuất cung một chuyến đến đỗ ra lấy thêm mấy hộp vạn kim du vào cùng làm vật chứng một vãn tình trên người có một loại bình tĩnh ung dung núi lở phía trước không đổi sắc hoàng thượng đồ ngài đưa ra hẳn là sẽ có giá trị chứ hoàng thượng hiểu ý đi lấy hồ sơ ghi chép lại đây đồ đạc đã đến một vãn tình kiểm tra trước mặt mọi người ngài xem hai hộp này không có một hộp là hình bộ thượng thư đây là do thê tử của thần chuẩn bị bảo hạ nhân đến cửa hàng mua một hộp là của đại lý tự khanh hạ quan mua ở trong tiệm. mà hộp nội thị tổng quản này có số hiệu một đi đầu đây là hoàng thượng ban thưởng cho nô tài vạn kim du này là thứ tốt mùi vị cũng không nặng có một mùi bạc hà nhàn nhạt, nhạt người rất thoải mái một vãn tỉnh thản nhiên nói nào chúng ta xem lại hộp vạn kim du này có đánh số không tất cả mọi người nhìn qua thần sắc khác nhau không không có gì Lần này, đến phiên đỗ phu nhân trải qua ánh mắt khác thường của người khác, tố chất tâm lý của nàng rõ ràng không ổn, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, vạn kim du nhà chúng ta đều không có số hiệu, nàng thật sự không biết. Có hay không, không phải do nàng định đoạt, phải dựa vào chứng cứ, một vãn tình một chữ cũng không có giải thích, tất cả liền dùng sự thật nói chuyện đi. Nội thị bẩm hoàng thượng, đỗ nhị tiểu thư cầu kiến. Hoàng thượng ngẩng đầu, tuyên. Đỗ nhị tiểu thư mắt không chớp đi tới, hành một đại lễ, thần nữ bái kiến hoàng thượng nàng cực lực khắc chế cảm xúc nhưng không thành công lắm thanh âm mang theo một tiếng run rẩy nhìn ánh mắt khẩn trương sợ hãi của nàng trong lòng hoàng thượng không tiếng động thở dài biểu muội mời đứng lên đỗ nhị tiểu thư đứng vững thân thể nhìn chung quanh bốn phía ngoại trừ quan viên chính là cung nhân nàng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc trong đám người một vãn tình và đỗ phu nhân một vãn tình hướng nàng khẽ gật đầu thăm hỏi mà toàn bộ quá trình đỗ phu nhân đều ngần người đối với nữ nhi đến một chút phản ứng cũng không có nội thị bưng đồ tới hoàng thượng đây là vạn kim du từ đỗ gia mang đến tổng cộng 30 hộp còn chưa mở niêm phong hoàng thượng nhìn binh bộ thượng thư một cái binh bộ thượng thư đeo găng tay cẩn thận tiến lên cầm lấy một hộp xem xét cái này có số hiệu 321. hắn lật xem từng cái một hoàng thượng những thứ này đều có đánh số đều là ba đi đầu điều này chứng minh lời nói của một vãn tình đều là sự thật sửa sạch hiểm nghi trên người nàng bởi vậy đỗ phu nhân có hiểm nghi toàn bộ vấn đề đều ở trên người nàng đỗ phu nhân mời người giải thích một chút. Vạn Kim Du trộn lẫn đầu này rốt cuộc là từ đâu tới. sắc mặt Đỗ Phu nhân tái nhợt dọa người, vẻ mặt mờ mịt. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Mặc kệ hỏi như thế nào, nàng nói đều là mấy câu này. binh bộ thượng thư hết cách, nhìn về phía Hoàng thượng thỉnh cầu. Hoàng thượng thần sắc nhàn nhạt, nhạt, mang Đỗ Phu nhân xuống hỏi. đừng làm tổn thương thể diện Đỗ gia. trong lời nói của hắn có hàm ý, thể diện Đỗ gia cùng thể diện Đỗ Phu nhân chỉ kém một chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực. vâng. Đỗ Phu nhân sắc mặt đại biến hoàng thượng ta là cựu mẫu của ngài ngài không thể để những người này nhục nhã ta mang xuống hoàng thượng nể mặt đỗ thiếu huyên mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào đối với đỗ phu nhân vẫn là cho đủ thể diện ba ngày hai bữa ban thưởng cho người đỗ ra sẽ không bỏ lại nàng nhưng trước mắt cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể mẫu hậu và đỗ soái đỗ phu nhân thật sự bị kéo xuống đỗ nhị tiểu thư giật giật miệng nhưng lời đến bên miệng bước trở về nội tâm của nàng bị trùng kích cực lớn phụ thân cùng thái hậu chúng độc hôn mê mẫu thân có hiểm nghi hạ độc điều này sao có thể nàng rất sợ hãi cũng cực độ không có cảm giác an toàn cảm giác tất cả đều là người bụng dạ khó lường tất cả đều là người muốn hại đỗ ra nàng theo bản năng đi tới bên cạnh một vãn tình chỉ có một vãn tình là không hại đỗ ra nàng lắp bắp hỏi vãn tình muội muội thật sự là mẫu thân ta sao mẫu thân ta yêu cha nhất làm sao có thể tổn thương hắn nàng làm thế nào cũng không tiếp nhận được đầu óc rối loạn cực kỳ hoảng loạn bên cạnh chỉ có mộc vãn tình là người có thể tin tưởng mộc vãn tình không có tâm tình an ủi nàng sự việc bỗng nhiên khiến mọi người trở tay không kịp không biết trước mắt quan trọng nhất là tìm được giải dược nếu thái hậu và đỗ soái có việc hậu quả không thể tưởng tượng nổi trong đầu nàng hiện lên vô số ý niệm nhị tỷ 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 hiếm thấy nàng khó xử như thế đỗ nhị tiểu thư trong lòng lộp bộp có loại dự cảm không tốt ngươi có lời gì cứ nói thẳng chúng ta không phải người ngoài nhị tỷ tỷ chuyện này chỉ có tỷ có thể làm tỷ một vãn tình hơi nhíu mày nhẹ nhàng đè cánh tay đỗ nhị tiểu thư lại đi điều tra phòng ngủ của lệnh đường xem có manh mối gì không. Để quan phủ đi điều tra, đó chính là xét nhà, hoàn toàn đem thể diện đỗ ra dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đây không phải là điều nàng muốn thấy. Nàng đáp ứng đỗ thiếu huyên, giúp hắn chiếu cố một hai cho đỗ ra. Chỉ có kế hôm nay là dành trước một bước vớt đỗ ra ra khỏi nước bẩn, rửa sạch hiểm nghi. Lui một vạn mà nói, cho dù đỗ phu nhân có vấn đề gì, có thể dựa vào công tích của phụ tử đỗ ra, cũng có thể bình yên toàn thân trở ra. Mấu chốt là, thái hậu cùng đỗ soái có thể bình an tỉnh lại. Nếu thái hậu không có việc gì, hết thảy đều dễ nói nhưng thái hậu nếu là có cái tam trường lưỡng đoàn hoàng thượng trong lòng từ nay về sau đâm một cây gai đây mới là nguy cơ lớn nhất của đỗ gia đỗ nhị tiểu thư sắc mặt trắng bệch nhưng nàng cũng không ngốc rất nhanh đã suy nghĩ cẩn thận ẩn ý trong đó hoàng thượng ta muốn hồi phủ tìm manh mối ta tuổi trẻ cái gì cũng không hiểu kính xin thanh bình quận chúa cùng thái y giúp đỡ nhìn xem lời này chỉ có thể do người đỗ gia tự mình nói ra hoàng thượng nhìn nàng thật sâu biểu muội tầm thường này cũng không phải yếu đuối như vậy không hổ là người đỗ gia được thanh bình quận chúa tưởng vân phàm tể thái y giang thái y các người đi theo một chuyến tưởng vân phàm thế tử trung tĩnh hầu cũng là tả tự thừa đại lý tự đỗ phủ có đỗ nhị tiểu thư đi theo bốn người trực tiếp tiến vào lan tâm viện nơi đỗ phu nhân ở không ai dám ngăn cản tưởng vân phàm cùng ba gã thái y do đỗ nhị tiểu thư mang vào nhà kiểm tra mà một vãn tỉnh đứng ở trong đại sành đem người hầu lan tâm viện tập trung cùng một chỗ đại quản gia tất cả mọi người đều ở đây đại quản gia trong lòng đặc biệt hoàng lâm lớp lo sợ cầm một quyển danh sách ba lão nhân tạp vụ nhà hoàn nhị đẳng nhà hoàn nhất đẳng băng thảo xin phép xuất phủ một vãn tình trực tiếp hạ lệnh lập tức đưa người về điều tra động thái bên ngoài tiếp xúc với ai vâng thủ hạ của nàng đáp một tiếng một vãn tình đưa tay nhận lấy danh sách trong sân có 30 người hầu lớn nhỏ ai là nha hoàn bên người đỗ phu nhân đứng ra ba thiếu nữ duyên dáng đi ra dịu dàng cúi đầu băng ngọc băng mai băng cúc tham kiến thanh bình quận chúa một vãn tình đánh giá vài lần xinh đẹp đều có nét đặc sắc riêng nàng dặn dò vài thuộc hạ mỗi người phụ trách sáu phần khẩu cung bắt đầu chuẩn bị đi vâng thuộc hạ đồng thanh đáp người đỗ gia càng bất an một vãn tình nhìn hạ nhân đỗ gia mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng các ngươi đều nói động thái mấy ngày nay của đỗ phu nhân từ khi nào rời giường một ngày làm cái gì gặp người nào ăn cái gì cho đến khi ngủ tất cả chi tiết đều nói rõ ràng bắt đầu từ hôm nay đi băng ngọc nhìn quan sai chuẩn bị lấy khẩu cung trần chờ một chút cái này một vãn tỉnh lạnh lùng nói đây là phụng mệnh hoàng đế nếu dám giấu giếm giết không tha mọi người run rẩy một chút bị dọa sắc mặt trắng bệch ai sẽ nói cho các nàng biết phước cuộc đã xảy ra đại sự gì các nàng thật sự không biết à một vãn tình hoàn toàn nắm trong tay cục diện hạ nhân đều tách ra thẩm vấn không cho các nàng khả năng lèn cung đến lúc đó tất cả khẩu cung một đôi có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề nếu đỗ phu nhân có chỗ nào không thích hợp rất khó giấu giếm được ánh mắt của nhà hoàn bên người tất cả mọi người đều bận rộn một vãn tình là người nhàn rỗi nhất nàng đi lòng vòng trong sân sân trồng đầy kỳ hoa dị thảo ngũ thải lục sắc màu sắc rực rỡ làm cho người ta cảnh đẹp ý vui đỗ phu nhân bình thường cũng không có việc gì không thể ra ngoài quyền quản lý rơi vào tay nữ nhi nàng chỉ có thể quản lý viện này thú vui lớn nhất chính là chăm sóc những hoa hoa cỏ này một vãn tình tùy ý đi dạo bước chân dừng lại tay hướng về một gốc hoa màu tím đúng lúc này một giọng nói mãnh liệt vang lên đừng đụng đây là hoa đỗ phu nhân yêu nhất không cho bất luận kẻ nào hái đó là người làm vườn hắn không biết từ đâu chui ra ánh mắt một vãn tỉnh lóe lên một tia lạnh nhạt đây là hoa gì người làm vườn trông mong nhìn muốn ngăn cản lại không dám đây là hoa a la có thể giảm đau có thể chữa trị bạn đang xem sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim a la một vãn tỉnh nhíu mày cười lạnh một thanh âm vang lên hoa này có vấn đề gì sao là tưởng vân phàm hắn ở trong phòng không thu hoạch được gì đang định rời sang phòng khác tiếp tục điều tra một vãn tình nhíu mày hoa này gọi là mạn đà la đẹp thì đẹp, nhưng toàn thân là độc, sau khi hít phải sẽ tiến vào ảo tưởng xinh đẹp, tâm tình phấn khởi, vô lực tự kiềm chế, hít lâu dài sẽ nghiện, ngày càng gầy gò cho đến khi chết. Sắc mặt Tưởng Vân Phàm đại biến, ý ngươi là sẽ nghiện, nếu như đứt thuốc thì sao? Hắn rất biết nắm bắt trọng điểm. Một vãn tình thần sắc rất phức tạp, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy hoa này ở đỗ phủ, muốn sống không được muốn chết cũng không xong, nguyện ý làm nô làm tỳ, bán phu quân bán như tử. Mấy chữ ngắn ngủi, lại khiến sắc mặt tưởng vân phàm sụp đổ từng tấc từng tấc thứ này nằm trong tay bọn âm mưu đó thực sự là một thảm họa hắn một cước đá về phía người làm vườn lạnh giọng quát nói xem loại hoa này trồng bao lâu rồi người làm vườn bị đá ngã xuống đất hoảng sợ toàn thân mồ hôi ta cái gì cũng không biết hoa này là phu nhân sau khi vào ở trồng lên bình thường ta chỉ dựa theo phân phó của nàng trồng đỗ nhị tiểu thư nghe được động tĩnh chạy tới vừa lúc nghe được mấy câu này trong lòng tăng lên chờ một chút chúng đầu có trạng thái gì một vãn tình xoa xoa mi tâm thỉnh thoảng tâm trạng phấn khởi thỉnh thoảng suy sụp thỉnh thoảng nóng nảy không yên. Đỗ gia có một vương gia tên Lương, một nhà công trạng, lại là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, danh tiếng không ai bằng. Nhưng sau lưng cất giấu tai họa ngầm thật lớn, không biết có bao nhiêu người theo dõi. Hết lần này tới lần khác, thân thể Đỗ Soái không tốt, Đỗ phu nhân luyến ái não tàn. Đỗ nhị tiểu thư chưa từng trải qua âm mưu quỷ kế phức tạp, tâm tính có chút đơn thuần. Huyết sắc trên mặt nàng hoàn toàn biến mất, nương ta hình như có triệu chứng này. Tưởng Vân Phàm, một hạ nhân từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng bẩm, quận chúa, tưởng đại nhân băng thảo chết rồi băng thảo chính là đại nha hoàn thức thân hôm nay người phép xuất phủ cái gì đỗ nhị tiểu thư quá sợ hãi đã chết sao lại chết một vãn tình và tưởng vân phàm nhìn nhau không ngạc nhiên lắm được rồi mọi chuyện càng ngày càng phức tạp đây là kế trong kế một vòng bao một vòng bố cục thật lâu mục tiêu là một lưới bắt hết đỗ ra vào một vãn tình kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ nhưng gặp một vãn tình liền xảy ra sự cố vạn kim du lại có số hiệu nàng còn biết loại kỳ hoa mạn đà la này khóe miệng mộc vãn tình cong lên để ta đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo bỗng nhiên cha được băng thảo bị ta mua chuộc băng thảo đổi sang trộn độc vào vạn kim du băng thảo áy náy tự sát bước này chỉ cần một phần di thư quan sai ngơ ngác nhìn nàng yếu ớt nói băng thảo để lại di thư một vãn tình nhận lấy lập tức cười ha hả tiện tay đưa cho tường văn phàm tường văn phàm đảo mắt trước mặt mọi người đọc ra nô tỳ không làm lão gia phu nhân thất vọng nhưng ta lại bị thanh bình quận chúa bức bách nếu không nghe nàng người nhà của ta tính mạng liền khó giữ được bách thiện hiếu vi tiên, ta chỉ có thể không làm thất vọng chủ tử. Mọi người! Thật xấu hổ, không có lời nói của một vãn tình, mọi người còn có thể hoài nghi. Nhưng, lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, chỉ số thông minh này của nàng đem đối thủ nghiền ép, lại nghiền ép. Tường Vân Phàm đem tất cả những gì đã trải qua báo cáo với Hoàng thượng, còn trình cả vật chứng lên. Cả quá trình một vãn tình vẫn giữ im lặng. Hoàng thượng nhìn chăm chăm đóa hoa mạn đà la xinh đẹp trong hộp, ánh mắt u ám không rõ, vật ấy xuất hiện ở đỗ phủ, điều này làm cho hắn nhịn không được suy nghĩ nhiều càng bổ não càng bất an hơn thanh bình quận chúa ngươi cảm thấy lần này là nhầm vào ai ta thái hậu cả nhà độ phủ một vãn tình mở miệng nói bình tĩnh vô cùng hoàng thượng gõ nhẹ mặt bàn một cái lại một cái theo ý ngươi là ai làm một vãn tình bình tĩnh phân tích khó mà nói ta cản đường rất nhiều người người hận ta rất nhiều người muốn giết ta cũng đếm không hết à chỉ là đến nay vẫn chưa thành công đỗ gia vừa được phong công hầu vừa được phong vương danh tiếng quá thịnh rất nhiều người đỏ mắt mà phụ tử đỗ gia cùng tây vu bắc sở đều có thâm cừu đại hận thanh âm của nàng dừng một chút về phần thái hậu nàng hẳn là bị liên lụy thái hậu không tham gia triều chính cũng không quản chuyện hậu cung chính là một linh vật giọng nói của nàng quá mức bình tĩnh làm cho trái tim khô khốc của hoàng thượng dần dần bình phục không có mục tiêu rõ ràng một vãn tình nghiêm túc suy tư hồi lâu hoàng thất tiền triều đều chết hết sao chết hết rồi điểm này hoàng thượng biết một vãn tình tỉnh táo đến đáng sợ thuốc đó từ đâu tới phải có xuất xứ chứ nhưng chính là một phần tỉnh táo này nàng mới có thể thân ở địa vị cao hơn nữa đứng vững vàng tưởng vân phàm và mộc vãn tình tiếp xúc với nhau không nhiều lắm lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy không hiểu sao lại hoàn toàn bị hấp dẫn nữ tử mảnh mai có thể kích thích dục vọng bảo vệ của nam nhân nhưng nữ tử độc lập thông minh cũng đặc biệt mê người hoàng thượng thản nhiên nói trẫm đã cho người theo đầu mối này điều tra xuống ngươi cảm thấy đỗ phu nhân thế nào cái này mộc vãn tình có chút khó xử nói thật hoàng thượng biết rõ tính cách của nàng được rồi mộc vãn tình tỏ vẻ đây là thánh chỉ khó không phải nàng cố ý ở sau lưng nói giống người khác không thông minh yếu đuối luyến ái não nhưng là một mẫu thân tốt luyến ái não hoàng thượng nghe không hiểu chữ này một vãn tình tổng kết lại chính là loại người coi nam nhân lớn hơn trời cái tổng kết tình quái này làm cho người ta đau răng hoàng thượng lúc trước đối với đỗ phu nhân chỉ là tình cảm trên mặt cũng không phải rất quan tâm nghe nói trước kiên nàng từng mất trí nhớ diễn xuất và chỉ số thông minh của nàng không đủ để chống đỡ một âm mưu hoàn mỹ một vãn tình chỉ vào mặt mình có chức kiêu ngạo nàng không lừa được người thông minh như ta hoàng thượng người lúc nào cũng có thể khoe khoang a à. tường vân phàm đây là lời hắn có thể nghe sao hoàng thượng nhanh chóng đưa ra quyết định ở trong lòng triệu y chính lại đây y chính thấy ý chỉ vội vàng chạy tới tham kiến hoàng thượng hoàng thượng ngữ khí nhàn nhạt có cách giải chưa ngữ khí mặc dù nhạt y chính lại cảm nhận được áp lực cực lớn chán chảy mồ hôi nóng chúng ta mọi người cùng nhau thương lượng ra lại một tờ phương thuốc nhưng lần này dược tính có chút khó lường cho nên trước tiên phải thử thuốc một ngày trôi qua uống vài chén canh giải độc, nhưng hiệu quả không tốt, hai người đến nay vẫn chưa tỉnh. Hoàng thượng bình tĩnh nhìn hắn, thử như thế nào, ăn độc dược rồi giải, độc dược này là bí dược tiền triều, không có lưu truyền tới nay, đi nơi nào lấy. Chậm chỉ cần thái hậu cùng độ xóa nhanh tỉnh lại. Y chính trong miệng phát khổ, hắn làm thái y mấy chục năm, đã trải qua vô số nguy hiểm, nhưng lần này chỉ sợ phải gãy ở chỗ này. Thần đương nhiên giúp hết toàn lực, nhưng chị thế nào còn xin chỉ thị. Hoàng thượng rất không kiên nhẫn, hắn biết những thái y này vì bảo đảm tính mạng, mở chút phương thuốc thái bình chỉ cầu ổn vô công vô tội chính là đại thiện sự tính hơi khó lường chút cũng không dám khai còn muốn mong ý chỉ miễn tội mấy kẻ già đời láo cá này hắn lạnh lùng nói trẫm mặc kệ các ngươi chị như thế nào chỉ cần chị người tốt có thưởng nếu chị không hết đều đi bồi thái hậu đi y chính cả người run lên vừa hoảng vừa sợ hãi đáp vâng hoàng thượng gõ một phen chỉ chỉ mạn đà la trên bàn đã từng thấy qua hoa này chưa y chính thầm thở vào nhẹ nhõm nghiêm túc nhìn hồi lâu khẽ lắc đầu chưa từng hoàng thượng dứt khoát để cho tất cả thái y đến phân biệt tất cả mọi người lắc đầu chỉ có một thái y mặt lộ vẻ kinh ngạc hoàng thượng nhìn ra trực tiếp điểm danh lôi thái y người đã gặp qua lôi thái y nhìn vài lần thần thời niên thiếu ngao du thiên hạ từng ở tây nam tuyền châu gặp qua hoa này tên là mạn đà la chuyện này đúng với một vãn tình cho nên vĩnh viễn có thể tin tưởng thanh bình quận chúa tây nam hoàng thượng ghi nhớ vị trí này người có biết đặc tính của mạn đà la không lôi thái y ngây ngẩn cả người ách không phải là đó hoa xinh đẹp để người ta thưởng thức sao thấy hắn thật sự không biết, hoàng thượng có chút đau đầu, vì sao những thái y chuyên môn về thuật này còn không bằng một vãn tình kiến thức rộng rãi. Theo trẫm được biết, vật này kịch độc trí huyễn, còn có thể giảm đau. Mọi người hoảng sợ, thay đổi sắc mặt. Nhưng vào lúc này, nội thị bẩm, hoàng thượng, đỗ phu nhân đột nhiên phát bệnh, đau đến mức cả người phát run. Hoàng thượng đứng lên, nói, đi, cùng xem thử. Một vãn tình tiện tay cầm lên, cầm lấy cái hộp quả quyết đuổi theo. Trong phòng thẩm vấn, đỗ phu nhân toàn thân mềm nhũn ngã xuống ghế, vẻ mặt đau đớn, đầu đầy mồ hôi, cả người giống như là từ trong sông vớt lên quần áo đều ướt đẫm. Bọn quan sai không dám tới gần, dù thế nào, nàng là đỗ soái phu nhân, là cựu mỗ ruột của hoàng thượng. Hoàng thượng đi vào thấy thế, thế nhướng mày, đỗ phu nhân làm sao vậy? Quan sai hoảng sợ, vội vàng phủi sạch, chúng ta không động hình, nàng đột nhiên phát bệnh, rất dọa người. Đỗ phu nhân như nhìn thấy cứu tinh ánh mắt sáng lên, hoàng thượng, thả ta trở về. Hoàng thượng sắc mặt khó coi, tay phải vung lên, thái y, xem cho nàng thử. Y chính mới vừa đi được hai bước, đỗ phu nhân liền thất thanh thét chói tai đừng chạm vào ta các ngươi những nam nhân thối này đừng hỏng khi nhục ta phu quân ta là đỗ soái chiến công hiển hách các ngươi làm sao dám vô lễ y chính ngẩn ngơ đỗ phu nhân ta chỉ bắt mạch cho ngươi thôi đỗ phu nhân sống chết không cho hắn tới gần ta chỉ mắc bệnh cũ ta trở về uống thuốc sẽ không sao hoàng thượng nề mặt cữu phụ ngươi thả ta về nhà hoàng thượng ân cần nhìn đỗ phu nhân người đâu đi lấy thuốc đỗ phu nhân thuốc ở đâu đỗ phu nhân cả người khó chịu gắt gao bóp chặt lòng bàn tay cực lực khắc chế chính mình, đầu óc giống như bị nhét đầy sợi bông, tìm đại nha hoàn băng thảo, nàng đều biết, trong mắt hoàng thượng hiện lên một tên lãnh quang, một vãn tình bất giác chen vào, băng thảo chết rồi. Đỗ phu nhân tâm thần chấn động, ngươi nói cái gì, không thể nào, một vãn tình, là ngươi, ngươi đã làm gì? Một vãn tình hùng hổ dọa người chất vấn, băng thảo là người của ai? Đỗ phu nhân sắc mặt kịch biến, mồ hôi trên trán tích tích chảy xuống, ta muốn về nhà, mau thả ta về. Một vãn tình cố ý mở hộp ra, lộ ra mạn đà la bên trong đỗ phu nhân mơ hồ theo bản năng nhào tới một vãn tình phản ứng cực nhanh trốn về phía sau hoàng thượng thị vệ ngăn cản đường đi của đỗ phu nhân đỗ phu nhân nhìn chăm chằm mạn đà la ánh mắt cũng không thích hợp đây là hoa ta trồng ngươi tự ý lấy là trộm mau trả lại cho ta ai cũng nhìn ra đỗ phu nhân không bình thường hoàng thượng nhắm mắt lại trái tim như bị đè lên một tảng đá lớn khó chịu được rồi cho ngươi một vãn tình đi ra đưa cái hộp qua đỗ phu nhân kích động đi đón nhưng còn chưa đụng tới tay mộc vãn tình co rụt lại a à, không được trừ phi ngươi nói cho ta biết băng thảo là người của ai đỗ phu nhân bị đùa giỡn tức giận đến đỏ bừng mặt hoàng thượng bảo nàng mang hoa qua cho ta ánh mắt hoàng thượng rất cổ quái trẫm cũng rất muốn biết ngươi cứ nói đi ta đáy lòng đỗ phu nhân dâng lên một cơn đau quen thuộc như mấy trăm con kiến bỏ trên người khó chịu không khống chế được a à, a à, đưa hoa cho ta đưa cho ta nàng không quan tâm nhào tới cướp mộc vãn tỉnh làm bộ chạy ra ngoài không trả lời đúng không vậy ta sẽ ném hoa xuống sông mắt thấy một vãn tình chạy như bay mình lại bị thị vệ ngăn cản đỗ phu nhân không khỏi cực kỳ hoảng loạn không cần ta nói băng thảo là người trong cung phái tới giám thị đỗ phủ mọi người bọn họ giống như nghe được bí mật khó lường sẽ bị diệt khẩu sao một vãn tình ngàn vạn lần không nghĩ tới biểu tình hoàng thượng phức tạp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh ngạc không dám tin đầy hoài nghi chậm chưa phái người thái hậu cũng sẽ không thừa dịp một vãn tình ngần người đỗ phu nhân đột nhiên chạy tới đoạt lấy cái hộp lấy mạn đà la ra nhét vào miệng thái hậu đưa mấy cung nhân đi đỗ phủ nhưng đó là giúp đỗ phủ giữ thể diện mà băng thảo là nha hoàn mua ở bên ngoài từ năm năm trước lúc mới tới bên người đỗ phu nhân đỗ phu nhân còn trong giai đoạn bất trí nhớ người hầu hạ bên người đã đổi qua một nhóm băng thảo đặc biệt biết hầu hạ người ở trong thời gian ngắn ngủn năm năm liền nhảy lên trở thành đại nha hoàn bên cạnh đỗ phu nhân chẳng qua đỗ phu nhân bị đoạt quyền quản lý cũng không thể lộ diện người bên cạnh nàng không có quyền lợi gì về phần băng thảo ở trong mắt những người khác là ôn nhu dễ gần, làm việc cẩn thận chu tru toàn, trung thành và tận tâm, làm người khiêm tốn thiện lương, nhân duyên vô cùng tốt. Mà ở trong miệng đỗ phu nhân là quân cờ triều đình phải tới. Nàng tin tưởng điểm này, chẳng những không nói cho phu quân nhi nữ, còn một mình yên lặng thừa nhận. Xem ra, nàng có thể khôi phục trí nhớ, hẳn cũng là bút tích của băng thảo. Lúc một vãn tình xuất cung đã lao lực quá độ, bước đi có chút tập tính. Tưởng vân phàm tránh ra vài bước đi theo phía sau nàng tỏ vẻ tôn kính, bất kể là chức quan hay là tước vị một vãn tình đều ở trên hắn đầu óc của hắn hỗn loạn mọi chuyện phát sinh hôm nay quá kích thích với hắn thanh bình quận chúa ngài tin lời đỗ phu nhân không một vãn tình không quay đầu lại không tin nhưng trong cung khẳng định có vấn đề đỗ phu nhân có ngu xuẩn cũng không thể cái gì cũng tin sẽ luôn có nguyên nhân tưởng vân phàm trầm mặc hồi lâu nhẹ nhàng thở dài đỗ gia thật sự quá rối loạn nếu vương gia tây lương ở kinh thành thì tốt rồi nam chủ nhân đỗ gia hôn mê bất tình nữ chủ nhân bị giam giữ tình thế đối với bọn họ rất bất lợi đỗ nhị tiểu thư là một nữ tử yếu đuối chưa chắc có thể gánh vác hết thảy âm mưu tới càng nhiều không sao ta ở đây giọng một vạn tình kiên định và lạnh nhạt hai nhà mộc đỗ kết minh là chỗ dựa của nhau nàng từng hứa hẹn với đỗ soái chỉ cần nàng còn sống chính là đồng minh đáng tin cậy nhất của đỗ gia trừ phi đỗ gia dùng bỏ trước cửa ải này nàng cùng đỗ gia vượt qua tưởng vân phàm chấn động ngơ ngác nhìn bóng lương gầy yếu của một vạn tình giờ khác này nàng vô cùng cao lớn rất nhiều người thích dệt hoa trên gấm nhưng hiếm khi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà một vãn tình là người cùng bằng hữu đi trong gió tuyết còn giúp bằng hữu che dù lần đầu tiên trong đời hắn hâm mộ một người từ tận đáy lòng đỗ thiếu huyên thật sự là một người may mắn có tài đức gì chứ Một vãn tình rất có chừng mực chỉ điều tra chuyện đỗ ra dưới sự phối hợp của đỗ nhị tiểu thư và tưởng vân phàm đã kiểm tra hơn trăm hạ nhân đỗ ra một lần thu thập tư liệu của mọi người thẩm vấn trực tiếp xác minh thông tin liên quan đây là công việc vô cùng dườm già cũng là quá trình phải trải qua Mộc Vãn Tình gửi cho mọi người một cái bảng, bảo bọn họ điền thông tin liên quan. Không biết viết chữ cũng không sao, để quan sai giúp ngươi điền. Đến lúc đó lại để cho người ta kiểm tra một lần, ba tuyến đồng thời triển khai. Thời gian quá gấp, nàng thức cả đêm, bắt đỏ bừng. Phía đông dâng lên một vầng mặt trời đỏ, tinh thần phấn chấn, một ngày mới lại bắt đầu. Mộc Vãn Tình lấy ra ba cái tên, mấy người này có vấn đề, bắt thẩm vấn, lục soát chỗ ở của bọn họ. Một người là lão bà tử quét dọn chủ viện, một người là tiểu tức phục của quản gia, một người là tiểu quản sự phụ trách mua đồ bạn đang xem sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim thần sắc đỗ nhị tiểu thư rất phức tạp ba người này đặc biệt tầm thường lại có thể nối liền nội ngoại viện cùng người ngoài liên thủ chỉ là có một điểm nàng không hiểu sao ngươi nhìn ra là bọn họ có chỗ nào không đúng cùng nhau tham dự sao nàng lại không nhìn ra một vãn tình im lặng ánh mắt bay loạn thần sắc hoảng hốt không dám nhìn ta chân thuật có nhiều sơ hở đỗ nhị tiểu thư cảm thấy kinh nghiệm của mình không đủ bọn họ đều là người bình thường nhìn thấy quan lớn sợ hãi là chuyện rất bình thường sợ hãi và chột dạ là hai việc khác nhau một vãn tình chỉ có thể nói cái này phải dựa vào kinh nghiệm không có cách nào dạy rất nhanh kết quả đã có đều tìm ra ở chỗ ba người này mấy trăm lượng bạc tranh lệch nhiều so với thu nhập bình thường của các nàng tự nhiên là có vấn đề dưới nghiêm hình ba người này đều nói thật là bị băng thảo dùng bạc kéo xuống nước kỳ thật bọn họ chỉ cho là băng thảo dã tâm bừng bừng đi lên dù sao nàng trả tiền bọn họ liền chiếu theo ý của nàng làm cho nên băng thảo không ra khỏi cửa nhưng vẫn có thể biết tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ có thể liên hệ bên ngoài phủ có thể lấy được các loại đồ vật cổ quái mấu chốt nhất chính là cửa hàng lộ thị nổi lên mặt nước một cửa hàng thâm sơn bất lộ cũng là nơi quản sự mua sắm thường xuyên lui tới hàng hóa sinh hoạt hàng ngày của đỗ gia đều được mua ở cửa hàng này quản sự từ đó nhận không ít tiền hoa hồng mà cửa hàng này là do băng thảo đề cử tưởng vân phàm tự mình xuất mã phong tỏa cửa hàng lộ thị bắt lấy chủ sự cửa hàng vừa mới hoảng sợ rời khỏi kinh thành trở về một đường tìm hiểu nguồn gốc pokter kéo kén bình tĩnh phân tích tin tức cuối cùng cha được manh mối mấu chốt nhất bình thường quản sự là người bên cạnh thức vụ nhà mẹ đẻ của lão thái thái phủ thừa ân công là lão bàn phía sau bàn của cửa hàng đậu thị cái này vòng vo phức tạp người bình thường cha không được vẻ mặt tưởng vân phàm vô cùng phức tạp kết quả này hợp tình hợp lý cũng nằm trong dự liệu thanh bình quận chúa thì như ngài không bất ngờ chút nào cả nhà hoàng hậu đều hận ta lại đấu không được ta hàng đêm ngủ không được một vãn tình bình thản nói ra lời kinh thế hãi tục nhất chỉ là không nghĩ tới lần này trở nên thông minh lại hiểu được thao tác vòng vo từ vài năm trước đã bắt đầu chậm rãi bố cục đây không giống như là một nhà thừa ân công người phủ thừa ân công không thông minh lắm đầu óc hắn mở rộng càng nghĩ càng nhiều không ý ta là sau lưng bọn họ có cao nhân chỉ điểm một vãn tình chỉ nhìn chứng cứ điều tra ra phủ thừa ân công cũng không vô tội ha ha cửa hàng lộ thị lại khởi nghiệp từ tây lương tính kế đỗ ra là chuyện thuận lý thành trương nếu không phải điều tra kỹ thì cứ bị lừa gạt như vậy ai sẽ kiểm tra những thứ này chiêu này quả nhiên lợi hại thành công khiến ta chú ý nàng trực tiếp đưa chứng cứ trong tay tới trước mặt hoàng thượng về phần liên quan đến hậu cung nàng không quản nhiều đưa tay quá dài không tốt sẽ đưa tới nghi kỵ của đế vương cần gì chứ nàng cùng hoàng thượng quân thần tương đắc là bởi vì mục tiêu nhất trí mỗi người giữ điểm mấu chốt của mình không vượt ranh giới bọn họ muốn giáp tay nhau tạo ra một thái bình thịnh thế muốn lưu danh sử sách cho nên một vãn tình làm hộ bộ thượng thư chỉ phụ trách thúc đẩy kinh tế phát triển cải thiện dân sinh cũng không nhúng tay vào những thứ khác cũng không kết đảng chỉ làm việc trong phạm vi hộ bộ tương ứng hoàng thượng vì nàng ngăn cản tất cả âm mưu quỷ kế nhằm vào nàng nàng không cần đem tâm tư lãng phí ở trong những chuyện này đem tất cả tâm lực cùng thời gian đều đặt ở trên kiếm tiền vì bá tánh mua phúc lợi ở trong mắt hoàng thượng nàng thủ đoạn rất cao bản lĩnh thật lớn nhưng yêu tiền như mạng bao che khuyết điểm cao kiệt cuồng vọng lớn mật người nào cũng dám đắc tội ngoại trừ đỗ ra nàng không có quan hệ cá nhân với các nhà quyền quý các yến hội cũng không tham gia ưu khuyết điểm đặc biệt rõ ràng, người như vậy cũng yên tâm dùng. Đối với một vãn tình mà nói, chỉ cần hoàng thượng tín nhiệm nàng, bảo vệ nàng, cho nàng không gian để thi triển tài năng, vậy là đủ rồi. Đó là đôi bên cùng có lợi. Một vãn tình không cha hậu cung, nhưng cha đỗ gia, còn tự cha, tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa, người hầu trong phủ đều tra xét triệt đề. Khoan hãy nói, cha gia và người có vấn đề, quản lý sản nghiệp nghiêm ngặt hơn nữa, vẫn có một ít thám tử lèn vào như trước, mục đích chủ yếu là tìm hiểu bí phương, mục đích thứ yếu là phá hoại khiến cho Mộc Vãn Tình thêm chút nghẹn khuất. Vẫn luôn có những người không thể nhìn người khác sống tốt, nhưng một Vãn Tình áp dụng chế độ quản lý công ty hiện đại, mỗi một khối đều có chuyên gia phụ trách, không giao nhau, biện pháp bảo mật làm vô cùng tốt. Khẩu lệnh của đội tuần tra lúc nào cũng biến hóa, thấy người lén lút lập tức bắt lại. Sau lưng những người này là các nhà quyền quý, một khi một Vãn Tình tra ra, hùa chiêng gõ chống đưa những thám tử này đến chủ nhà, một đường đem tiền can hậu quả đều nói. Bà tánh nghe mà lòng đầy căm phẫn, muốn trộm những bí phương này để dùng riêng, từ đó nâng giá thị trường lên làm giàu bất nhân những người này thật xấu xa có người phản bác quận chúa thanh bình mở mấy cửa hàng sản phẩm xa xỉ giá cả đặc biệt đắt a các ngươi sao không nói nàng những người khác nhịn không được trợn trắng mắt thứ nhất giá cả định cao như vậy bản thân nàng kiếm tiền từ những người có tiền kia người nghèo như vậy đi ý kiến làm gì đây không phải là có bệnh sao thứ hai đây là sản nghiệp triều đình không phải tư sản kiếm được tiền đều về quốc khố dùng để sửa đường xây trường học xây dược đường cải thiện dân sinh thanh bình quận chúa là đang vì triều đình làm việc những chủ sử sau lưng kia tức muốn chết đây là đánh vào mặt bọn họ a à, quá khi dễ người nhưng có ích lợi gì Mộc vãn tình không thèm quan tâm hoàng thượng ở trên triều đình gian dạy bọn họ một trận mắng bọn họ càng ngày nhìn chăm chăm vào đồ của triều đình cực kỳ không biết xấu hổ có bản lĩnh tự mình đi tìm cách kiếm tiền a à. còn cách chức mấy quan viên ngay tại chỗ từ đó mọi người an phận hơn rất nhiều phủ quận chúa của mộc vãn tình còn tốt không có người mới quản lý lại nghiêm khắc không có lỗ hổng gì có thể chui vào nhưng tộc nhân mộc gia có vấn đề rất lớn trà ra bên người có không ít người có dụng ý khác tộc nhân mộc gia trong khoảng thời gian này được người nâng đỡ lên bành trướng gây ra một ít phiền toái cũng không thể thiếu bóng dáng của những người này một vãn tỉnh mượn cơ hội hung hăng dạy dỗ một trận dội nước lạnh làm tộc nhân giật mình tỉnh giấc nên đánh thì đánh nên đưa quan phủ thì đưa quan phủ mọi người đều ngoan ngoãn hơn không ít hoàng cung hoàng thượng nhìn ánh nến lở mờ ánh mắt lúc sáng lúc tối không biết qua bao lâu hắn bỗng nhiên lên tiếng người nói vì cái gì dễ có nạn cũng chia nhưng khó có phúc cùng hưởng trong bóng tối truyền đến một giọng nói lòng người không đủ hoàng thượng trầm mặc thật lâu nhưng có một số người tại sao lại không giữa người với người không giống nhau ánh mắt hoàng thượng nhìn về phía bóng tối người hôm nay nói hơi nhiều vì thiệu huy từ trong bóng tối đi ra vẻ mặt ăn cần cùng luống cuống thần lo lắng cho hoàng thượng muốn an ủi lại không biết nên an ủi như thế nào hoàng thượng hử lạnh một tiếng hắn là quân vương cần an ủi nhưng không thể phủ nhận trong lòng có chút ấm áp Bỗng nhiên nội thị ở ngoài cửa bẩm báo, "Hoàng thượng, Hoàng hậu cầu kiến." Nghe xong, ánh mắt hoàng thượng trở nên lạnh lùng, cho nàng vào. Vi Thiệu huy nhanh chóng ẩn trong bóng tối, hoàng hậu mặc một bộ cung trang màu tím đi vào, ung dung quý phái, dáng vẻ muôn vàn, tham kiến hoàng thượng. Nàng quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng không kêu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, "Muộn thế này sao lại chạy tới?" Hoàng hậu cung kính bẩm, "Tiểu công chúa không ai chăm sóc khóc nháo không ngớt, thần thiếp rất lo lắng, đặc biệt khẩn cầu hoàng thượng khai ân, tạm thời giao tiểu công chúa cho thần thiếp chăm sóc." chờ thái hậu tỉnh lại sẽ đưa qua hoàng thượng mặt mày thâm trầm biểu tình có chút khác thường thái hậu có thể tỉnh lại hoàng hậu không cần nghĩ ngợi mở miệng đương nhiên có thể thái hậu là nữ nhân có phúc khí nhất trên đời nhất định sẽ gặp sự hóa lành nàng rất đoan trang hiền thục rất có phong phạm mẫu người thiên hạ nói thì thầm thần thiếp lúc nào cũng khẩn cầu trời xanh để thái hậu sớm tỉnh lại biểu hiện của nàng hoàn mỹ không chê vào đâu được quốc mẫu hoàn mỹ hiền thê hoàn mỹ tức phụ hoàn mỹ nhưng bản thân quá mức hoàn mỹ liền lộ ra điểm không đúng hoàng thượng tỉ mỉ nhìn nàng giống như là không nhận ra mấy năm nay trong lòng ngươi có oán sao thần thiếp không dám lôi đình lôi lộ đều là quân ân hoàng hậu trong lòng có chút bất an nhưng vẫn đeo mặt nạ hoàn mỹ tốt lắm hoàng thượng vừa quay đầu cao giọng hạ lệnh người đâu cha xét phủ thừa ân công tất cả chủ tử hạ nhân đều giam vào ngục một người cũng không được thả đi như một đạo kinh lôi nện xuống mặt nạ hoàn mỹ của hoàng hậu từng tức từng tức đóng băng vừa tức vừa vội hoàng thượng không biết nhà mẹ đẻ thần thiếp làm sai cái gì hoàng thượng lạnh lùng nói cấu kết với tiêu hy đằng bán đứng tình báo trong triều đầu độc thái hậu và độ soái tội không thể tha tiêu hy đằng là tấn vương tiền triều trong tay hắn cũng một quyền danh sách cấu kết với đại thần trong triều lúc trước đã đổi nhóm người này nhưng phủ thừa ân công không có trong danh sách không phải không tham dự mà là người ta đem danh sách quan trọng nhất ghi tạc trong lòng thời khắc mấu chốt dùng để thúc đẩy uy hiếp hùng hăng đâm một đao chính mạng mặc dù tiêu hy đằng đã chết dư nghiệt còn chưa hoàn toàn thanh sạch huyết sắc trên mặt hoàng hậu hoàn toàn mất đi liều mạng phủ nhận không không hoàng thượng từ trước đến nay phủ thừa ân công đều trung thành và tận tâm làm sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế đây là một cái bẫy ngài cũng đừng trúng kế của người khác làm ra chuyện khiến người thân đau kẻ thù nhanh ba à. hốc mắt nàng đỏ bừng nước mắt lăn xuống có phải mộc vãn tình không nhất định là nàng nàng là người hay mang thù nhất ta đắc tội với nàng ta nguyện ý dập đầu nhận sai với nàng chỉ cầu nàng buông tha phủ thừa ân công hoàng thượng càng thất vọng một vãn tình có bất mãn gì đều là giáp mặt nói có thù cũng là báo tại hiện trường chưa bao giờ giờ trò quỳ sau lưng làm việc thẳng thắn vô tư mà hoàng hậu luôn đẩy trách nhiệm cho người khác bản thân vĩnh viễn không có nhận sai người trước kia không phải như vậy ôn nhu hiền lương rộng lượng khoan dung cũng không hay ghen tuông tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận chính thê cũng không để chậm quan tâm làm hoàng hậu ngươi liền thay đổi thay đổi đến mức không nhận ra làm thế nào họ có thể đi đến bước này vừa sinh ra đã là thái tử nhận sự giáo dục của hoàng thất đoạn tình tuyệt ái lấy phúc lợi bà tánh thiên hạ làm trọng thân là đệ tử hoàng thất cưới thê từ nạp thiếp khai chi tán diệp là trách nhiệm của hắn hắn nhất định không có khả năng như nữ tình trường mưa móc đều đều không có thiên vị ai nhưng hắn chưa chính thất thể diện lớn nhất cùng quyền lợi chủ mẫu cho thiếp thất vàng bạc châu báu cho nữ nhân sinh con vinh sủng nó giống như một thỏa thuận một thỏa thuận mà cả hai bên đã chấp nhận trước đó yêu cầu hoàng tử một đời một thế một đôi đó mới là chuyện cười ngay từ đầu hoàng hậu đã biết sứ mệnh của mình mỗi người thiên hạ vì gia tộc tranh được vinh quang nhưng từng ngày nhìn nam nhân anh tuấn tuổi trẻ tài cao trái tim thiếu nữ dần dần rơi vào tay giặc động tâm liền mất đi sơ tâm lo được lo mất sẽ ghen tị sẽ oán hận sẽ khổ sở thậm chí muốn độc chiếm người nam nhân này dần dần thay đổi hoàn toàn nếu không có tình yêu vậy thì phải có quyền lợi luôn phải có được một thứ tâm tư nàng xoay chuyển miệng không ngừng giải thích hoàng thượng thần thiếp dám đảm bảo lòng trung thành của người nhà mẹ đẻ bọn họ là hộ tộc là người cùng thuyền với ngài không có lý do gì cấu kết điều hy đang bán đến triều đình bán đứng ngài thần xác hoàng thượng hơi lạnh lý niệm tích tiểu tức phụ của phủ thừa ân công cũng là huyết mạch tiền triều là quân cờ của phế thái hậu an bài đến phủ thừa ân công có nhiều điểm như vậy tự nhiên là để tấn vương lợi dụng không thể không nói phế thái hậu ở thâm cung nhiều năm quả nhiên có thủ đoạn tốt sớm chuẩn bị và thủ đoạn cho dù nàng chết vẫn để lại tai họa ngầm hoàng hậu như bị xét đánh giữa trời quang trước mắt từng đợt biến thành màu đen hắn cư nhiên đã biết nhìn thần sắc của nàng hoàng thượng còn có cái gì không rõ tâm tình càng nặng nề xem đi đây là hoàng hậu tốt của trẫm tổn hại lợi ích hoàng thất cũng phải bảo vệ nhà mẹ đẻ thật không chịu nổi câu nói cuối cùng hoàn toàn đánh trúng điểm yếu của hoàng hậu hai chân nàng mềm nhũn quỳ rạp xuống đất khóc lóc kể lề hoàng thượng ngài nghe thần thiếp giải thích ta cũng là mới biết được trong lòng cân nhắc thật lâu vốn định sẽ thẳng thắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thái hậu hôn mê ta không kịp nói hoàng thượng không muốn nghe những lời vô nghĩa này an nguy của thái hậu cùng đỗ soái trong sớm tối giao giải rời ra đây nếu thái hậu và đỗ soái có chuyện bất ngờ mọi người phủ thừa ân công chôn cùng đi thần sắc hoàng hậu cứng đờ không có thuốc giải hoàng thượng hoàn toàn không có kiên nhẫn hắn nhân trí nghĩa tẫn truyền lệnh xuống giết sạch 411 người của phủ thừa ân công một người cũng không để lại vì thiệu huy từ chỗ tối đi ra quỳ xuống đất đáp vâng hoàng hậu hoảng sợ gan muốn đất ra đừng mà hoàng thượng khai ân cầu ngài nề tình tiểu công chúa tha cho người phủ thừa ân công đi nàng không nói lời này còn tốt vừa nghe hoàng thượng càng tức giận thái hậu có ân dưỡng dục với tiểu công chúa các người nếu thật sự nề tình tiểu công chúa sẽ không làm ra chuyện tổn thương thái hậu hiện giờ xảy ra chuyện ngược lại nhớ tới tấm bia đỡ đạn này ngươi thật sự là ủng công làm mẫu thân lúc trước hắn nhớ đến tình cảm phu thê chỉ định xử phạt một phen sau đó chưa cùng vụ làm ba không cho một nhà hoàng hậu độc đại hoàng hậu như bị đánh mạnh một cái vừa tức vừa vội không phải ta làm ta thật sự không biết gì cả được rồi chuyện cho tới bây giờ còn không thành thật hoàng thượng đặc biệt thất vọng với nàng vì chỉ huy sứ trước tiên khai đao từ chất tử yêu quý nhất của thừa ân công tranh thủ thời gian vâng vi thiệu huy xoay người bước đi hoàng hậu gấp đến phát điên không khống chế được ngăn trở vi thiệu huy đường đi không 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 thể hoàng thượng ngài là nhân quân cũng là minh quân a à, ngài sao có thể làm ra chuyện tàn bạo tàn sát cả nhà nàng thật sự choáng váng cái gì cũng dám nói vi thiệu huy âm thầm ngao ngán hoàng hậu xong đời rồi phủ thừa ân công cũng xong rồi kỳ thật ngay từ đầu nàng mà thẳng thắn với hoàng thượng hoàng thượng nhiều lắm là xử phạt cũng sẽ không tạo thành thương tổn thực tế nhưng bọn họ cố ý giấu giếm một lần sai lại sai phạm phải tội ác không thể tha thứ ánh mắt hoàng thượng lạnh lùng như tuyết phủ thư ân công bán đứng tình báo khiến vô số bá tánh vô tội chết đi chậm thay bọn họ đòi lại công đạo trong thanh âm của hắn tràn ngập sát khí hoàng hậu cùng hắn phu thê nhiều năm tự nhiên biết hắn thật sự động sát cơ trái tim nàng rơi vào tuyết lạnh băng cắn chặt răng có thuốc giải nhưng chỉ có một viên ánh mắt hoàng thượng càng lạnh một viên người cố ý hoàng hậu mặt mày rủ xuống không phải thật sự chỉ có một viên ta có thể lấy ra nhưng ngài phải buông tha cho phủ thừa ân công được rồi làm nửa ngày nàng có thuốc giải nếu nói nàng không có tham dự ai tin đây hoàng thượng trong lòng giận cực đây chính là người bên gối hắn những năm này ngụy trang thật tốt một viên giải dược xử tử toàn bộ nam đinh hai viên giải dược xử tử nam đinh trưởng thành cho phép nữ quyến và nam đinh vị thành niên về quê đây cũng không phải kết quả hoàng hậu muốn nàng muốn chính là tất cả mọi người toàn thân trở ra những người khác đều vô tội hoàng thượng cười lạnh nói những bá tánh chết đi kia càng vô tội người không có tư cách cỏ kè mặc cả, hoặc là chết, hoặc là cầm giải dược. Ở trong lòng hoàng hậu, những dân đen kia chết thì chết, nào trọng yếu bằng tính mạng người phủ thừa ân công. Bạn đang xem sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Nhưng, nàng nghĩ gì không ai quan tâm. Cuối cùng, nàng lấy ra một viên giải dược, dù dùng toàn bộ tánh mạng Nam Đinh uy hiếp, cũng chỉ có một viên, đúng là như vậy. Từ Ninh Cung, tất cả thái y canh giữ ở chỗ này, hai ngày hai đêm được không ngủ, ánh mắt đều đỏ bừng dung nhan bọn họ tiểu tụy rất chật vật sống một ngày bằng một năm đến ngày mai chính là ngày thứ ba nếu không tỉnh thì bên ngoài truyền đến một thanh âm hoàng thượng giá lâm các thái y nhìn nhau sắc mặt khẩn trương chán tất cả đều là mồ hôi lạnh không dám gặp hoàng thượng nhưng vẫn phải tiến lên tiếp giá hoàng thượng bước nhanh tới ở bên giường nhìn tình huống của thái hậu và đỗ soái quan tâm hỏi vài câu tim của y chính lơ lửng trên không trung khẩn trương ngừng thở sợ hoàng thượng dưới cơn nóng giận đem bọn họ ra chém may mà hoàng thượng lấy ra một cái bình ngọc cái này nói là giải dược chỉ một viên này các ngươi nghiên cứu cẩn thân nhanh chóng làm ra mấy viên giống vậy các thái y vừa mừng vừa sợ lại có giải dược thật tốt quá nhưng làm sao chỉ có một viên hoàng thượng thần không dám cam đoan liều thuốc này mất đi một ly kém ngàn dòng hoàng thượng không chấp nhận lý do thoái thác này các ngươi đều là y giả đứng đầu chẫm tin tưởng các ngươi các thái y không tin mình nhưng lời này không có cách nào nói y đang cẩn thận cạo một chút phấn chưa mọi người tụ cùng một chỗ nghiên cứu thời gian từng chút từng chút trôi qua trời dần dần sáng lên bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu lên không tốt bệnh tình thái hậu chuyển biến xấu một thanh âm khác cũng vang lên đỗ soái cũng chuyển biến xấu tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt y đang vội vàng cầm lấy giải dược nhưng đi được vài bước cứng đờ hoàng thượng chỉ có một viên cho ai ăn bất kể là thái hậu hay là đỗ soái đều là người hán đắc tội không nổi cũng không tới phiên hắn quyết định sắc mặt hoàng thượng nặng nề nhìn cái này nhìn cái kia nội tâm dễ dụa lợi hại cuối cùng nhắm mắt lại, ăn vào cho Thái hậu trước. Vâng, y chính tự mình cho Thái hậu ăn vào, các loại bệnh trạng dần dần ổn định lại, nhưng độ xoái thì không được, khí sắc càng ngày càng kém, khí như tơ tằm, ánh mắt đều trắng bệch. Hoàng thượng vừa tức vừa vội, các người sao lại không làm ra được một viên giải dược, các người đều là phế vật, phế vật. Các thái y đồng loạt quỳ xuống, có khổ nạn nói, giải dược phải phá giải, phân tích các loại dược liệu và liều lượng, trong đó kém một lượng cũng không được. Thời gian ngắn như vậy, bọn họ nào có bản lĩnh đó? bọn họ cũng không phải thần tiên. Nhưng vào lúc này, nội thị tổng quản vội vàng chạy vào, hoàng thượng, đây là thanh bình quận chúa đưa tới, Mười vạn cấp bách. Hoàng thượng biến xác đã xảy ra đại sự gì? Hắn tiếp nhận hộp gấm, phá phong ấn, mở ra nhìn, là một viên thuốc tản ra mùi thơm ngát, còn kèm theo một phong thư. Hoàng thượng giật mình, vội vàng mở thư ra, là một vãn tình tự tay viết, đây là giải độc hoàn nhiều năm trước trong lúc vô tình có được, nghe nói có thể giải bách độc, chỉ có một viên, ta chưa thử qua, cũng không biết có hiệu quả hay không ngài đưa ra quyết định đi ta không chịu trách nhiệm gì cả đây là phong cách của một vãn tình đơn giản rõ ràng chỉ là có chút cầu tuy nói lúc này lấy ra một viên giải độc hoàn làm cho người ta nhịn không được suy nghĩ nhiều nhưng ngữ khí vô trách nhiệm này làm cho hoàng thượng dở khóc dở cười một vãn tình người này thật sự làm cho người ta vừa yêu vừa hận bên tai truyền đến thanh âm hoảng loạn hoàng thượng đỗ soái sáp không được rồi hoàng thượng không kịp ngẫm nghĩ hít sâu một hơi đưa viên thuốc qua đem cái này đút cho hắn ăn vào y chính theo bản năng ngửi ngửi mùi này đây là thuốc gì hắn còn muốn hỏi lại nhưng thân thể đỗ soái bắt đầu co quắp miệng sùi bọt mép mọi người sốt ruột mau mau y chính đem dược lực trong thuốc hòa tan ra đút vào trong miệng đỗ xoái, không thể nuốt liền bấm một chỗ huyệt vị tự nhiên mà vậy rót vào bọn họ có thể làm đều đã làm trước mắt chỉ có mặc cho số phận tất cả mọi người đều đang chờ đợi thời gian trôi qua vô cùng dài dằng dặc không biết qua bao lâu có người vội vàng nói mí mắt thái hậu cử động cử động hoàng thượng vội vàng tiến lên mẫu hậu thái hậu khó khăn mở mắt lại nhắm lại mở vài lần sau ánh mắt mới tập trung hoàng nhi thanh âm đặc biệt khàn khàn yếu ớt cơ hồ không nghe thấy nhưng lại khiến hoàng thượng kích động đỏ hốc mắt thật tốt quá mẫu hậu người rốt cục đã tỉnh thái hậu tuy rằng tỉnh nhưng bị thương nguyên khí thọ niên có trở ngại bảo dưỡng thật tốt mà nói còn có thể sống bốn năm năm hoàng thượng nghe xong cả người phát ra khí lạnh làm cho người bốn phía cực kỳ sợ hãi đỗ soái vẫn không tỉnh nhưng cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu về phần có thể sống qua cửa ải này hay không phải xem ý trời hoàng thượng để cho một nửa thái y trở về nghỉ ngơi lưu một nửa tiếp tục trông coi trở lại dưỡng tâm điện hoàng thượng ngơ ngác ngồi hồi lâu triệu thanh bình quận chúa vào cung nửa canh giờ sau một vãn tình liền chạy tới câu đầu tiên liền hỏi hoàng thượng thái hậu cùng đỗ soái thế nào hoàng thượng bình tĩnh nhìn nàng khí sắc của nàng không tốt lắm vành mắt rõ ràng xem ra cũng ngủ không ngon hắn không hiểu có chút an ủi thái hậu tỉnh rồi đỗ soái còn hôn mê chưa thoát khỏi nguy hiểm một vãn tình thở dài, không chết là tốt rồi, nàng ngủ không ngon chỉ sợ truyền ra tin tức chết, chúc mừng hoàng thượng. Ngoại trừ bốn chữ này, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một vãn tình sờ sờ bụng kêu ủng ục, hoàng thượng ăn chưa, ta còn chưa ăn điểm tâm, có thể gọi một chén mì long tu sao, mì sợi phải tinh tế, cho một muỗng thịt hầm, thêm một quả trứng ốp la vàng óng ánh. Suy nghĩ phức tạp của hoàng thượng bị đánh tan, xoa xoa mi tâm, người đâu, bày bữa. Một đĩa thịt lừa hỏa thiêu, một đĩa thịt bò tương, một đĩa dưa muối, cháo gạo, hoành thánh đây là bữa sáng của hoàng thượng hắn thật sự đơn giản một vãn tình nhận được một chén mì dâu rồng thơm ngào ngạt thịt hầm có nửa chén trứng ốp la vàng rực rỡ nằm trên mặt sắc hành băm nàng từng ngụm từng ngụm mì dài dòng ăn rất ngon hoàng thượng nhìn nàng vài lần nàng hoàn toàn không biết hắn nhịn không được cũng kêu một phần ăn no lại nói hắn hai ngày nay đều không có khổ vị nhưng nhìn nàng ăn thơm như vậy bỗng nhiên có khổ vị một chén mì nóng hầm hập xuống bụng lại thêm một chén cháo gạo bốn cái hoành thánh nhỏ ăn no cả người trạng thái cũng tốt hơn nhiều. Một vãn tình còn muốn ăn hoa quả sau khi ăn xong, một chút cũng không khách khí, chỉ vì nàng biết điểm mấu chốt của hoàng thượng ở nơi nào. Loại chuyện nhỏ không quan trọng này, tính bao dung của hắn rất lớn. Hoàng thượng, tại sao lại nhìn ta như vậy? Viên thuốc kia của ngươi, tâm tình hoàng thượng rất phức tạp. Một vãn tình mím môi, nói thật, mấy ngày nay nội tâm nàng cũng đấu tranh dữ dội. Viên giải độc này là vi thiệu huy tặng cho nàng, chỉ có một viên, vốn là để phòng ngừa vạn nhất. Hơn nữa, nàng chưa từng dùng qua, không nói rõ được thứ tùy tiện lấy ra, nên cho ai ăn đây, nếu không tốt, ai sẽ đứng ra đội nồi. Ta vẫn luôn do dự, có đáng để ta mạo hiểm lớn như vậy hay không, cuối cùng, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm, mặc dù có chút đau lòng. Vốn rất cảm động, nhưng nàng cười hiếp mắt bỏ thêm một câu, đương nhiên, người đưa ra quyết định là ngài, tất cả hậu quả không liên quan đến ta. Hoàng thượng, hoàng thượng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn bộ dáng vô tâm vô phế của mộc vãn tình, hắn bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói. Nàng đã cố hết sức, làm tất cả những gì nên làm, không nên làm không chạm vào nửa điểm người này tính tình như khỉ hết lần này tới lần khác làm chuyện thẳng thắn vô tư không khiến người ta chán ghét hắn tin tưởng một vãn tình cũng không có tìm hiểu chuyện trong cung buổi tối đều phong bế cung bất luận tin tức gì cũng không ra được nàng không có thời gian cũng không có cơ hội hỏi thăm lấy ra một viên giải độc ngay lúc này thật sự là trùng hợp trong cửa hàng có gì mới măng non và cá biển đóng hộp một vãn tình nhạt một quả lên đậm mùi vị cũng được ngài có thể nếm thử trước mắt khoai tây đã được phổ biến rộng rãi ta đã bảo người ta thông báo các loại cách làm khoai tây cho thiên hạ chồng thế nào cũng có quan phủ chỉ đạo tin tưởng có thể giải quyết vấn đề ăn no của bà tánh khoai tây và ngô đều đã có chuẩn bị cho nạn đói cũng không cần lo lắng kho lúa dự trữ các nơi cũng đang bí mật xây dựng quan phủ các nơi có kho lúa khi gặp phải tình huống khẩn cấp thì mở kho thả lương thực nhưng rất nhiều nhân tố thường thường dẫn đến kho lúa chống không cho dù có cũng sẽ xuất hiện các loại vấn đề cái gì mà bị trộm bán cái gì mà đổi lương thực cũ cái gì mà móc mèo dù sao thời khắc mấu chốt cũng không làm nên chuyện. Điều này cần quan viên các nơi nghiêm tra, lại chế độ thanh minh. Chuyện này không thuộc về một vãn tình quản. Chuyện nàng có thể làm chính là bí mật xây kho dự trữ, tồn trữ đều là thực phẩm ăn nhanh, một khi phát sinh thiên tai nhân họa, có thể nhanh chóng chấn an lòng dân, bảo đảm bá tánh sẽ không chết đói. Đây cũng là biện pháp không có thuận lợi lắm, đầu năm nay giao thông không thuận tiện, vừa không có điện thoại liên lạc, một đường từ phía dưới tầng tầng báo lên triều đình, chờ triều đình trả lời cần rất lâu, lại không có trực thăng cứu viện hết lần này tới lần khác mấy năm nay không ngừng xảy ra thiên tai, thỉnh thoảng lũ lụt, châu chấu, động đất vân vân. điều này tương đương với việc chuẩn bị một kho vật tư ở địa phương. một bộ hệ thống này giao cho ô y vệ, bọn hắn phụ trách điều tra tình báo, cũng phải có chú điểm, vừa vặn dùng tới. đương nhiên, cho dù chính sách tốt tới đâu, cũng sẽ có lúc bên dưới xảy ra sai lầm. dù sao ở trước mặt lợi ích, từ tâm sẽ bị phóng đại vô hạn. tăng cường giám sát, kiểm soát nhiều phương vị, tiến hành giáo dục tư tưởng, thành lập chế độ trừng phạt nghiêm khắc nếu dám can đảm động vào kho lúa dự trữ bảo vệ tính mạng này vậy thì chờ xét nhà diệt tộc đi hoàng thượng cùng nàng thảo luận thật lâu kho dự trữ này rất cần thiết ở ngoại ô kinh thành cùng trong hoàng cung đều được hắn chuẩn bị một phần tiếp theo ngươi còn có kế hoạch gì hắn hỏi tùy ý một vãn tình cũng trả lời tùy ý ta nghĩ như vậy bán mấy phương pháp chế biến như ma lạt năng mì lạnh bột chua cay bột khoai tây bánh rán trái cây đi một phần một trăm đồng người nào cũng có thể mua hoàng thượng ngồi thẳng người lấy lại tinh thần có ý gì đây chính là bí phương nhà ngươi, nghe nói ai ai cũng không bán. Kỳ thật một vãn tình cũng không quá đề tâm, những bí phương này cũng không phải do nàng tự nghĩ ra, hôm nay trả lại cho bá tánh, để cho bọn họ tự lập cánh sinh. Mấy loại phương pháp chế tác này rất đơn giản, người bình thường đều có thể bắt đầu, chi phí thấp, giá rẻ vật đẹp, chỉ cần học được là có thể sống qua ngày, nhưng cũng không thể để cho bọn họ dưỡng thành thói quen xấu không làm mà hưởng, miễn phí không trân trọng. Nàng không muốn bán cho những người quyền quý con mắt hướng lên trời, những người đó mà có được bí phương, khẳng định áp giá lên cao nhưng bán cho bá tánh nàng cảm thấy không sao mà khoản thu nhập này coi như là trợ cấp của quan phủ các nơi không đưa vào quốc khố đây chẳng khác nào là tổn thất bản thân nhưng để cho bá tánh cùng quan phủ đều được lợi hoàng thượng cực kỳ kính nể người không sợ sẽ đánh sâu vào sản nghiệp mỹ thực trên danh nghĩa người sao một vãn tỉnh thản nhiên cười so với một nhà độc đại ta càng muốn thấy trăm hoa đun nở có thể để cho bá tánh mượn cái này cho người trong nhà thêm vài bộ quần áo thêm vài chén thịt đây mới là điều ta theo đuổi về phần tộc nhân bởi vậy bị hao tổn nàng lại bổ sung một tấm phối phương dườm già đi nhắm vào người tiêu dùng trung lưu không kiếm tiền của bá tánh bình dân nàng tràn đầy tự tin bày tỏ về phần kiếm tiền đối với ta mà nói đơn giản nhất tùy tiện kiếm ở đâu cũng có không cần phải tranh giành chút lợi nhỏ với bá tánh việc ta làm bây giờ là mở ra một ngành nghề từ không đến có lại dẫn dắt mọi người kiếm tiền theo gió nàng đã sớm không thiếu tiền chỉ riêng tài phú hiện có đã có thể làm cho nàng cầm như ngọc thực đến kiếp sau vậy thì theo đuổi một chút thành tư đi nàng là người có tư duy hiện đại không cảm thấy những bí phương này trọng yếu cỡ nào nhưng đối với hoàng thượng mà nói mộc vãn tình là một thần tử tốt phẩm hạnh cao thượng yêu nước yêu dân hắn rất cảm động trẫm không nhìn lầm người mộc vãn tình nhíu mày đắc ý vô cùng đương nhiên thần tử trung thành có năng lực lại bất lo như ta không nhiều lắm phải quý trọng a à. bộ dáng sống động của nàng chọc cười hoàng thượng ha 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 mộc vãn tình cười hết mắt cuối cùng cũng cười mấy ngày nay ngày nghiêm mặt không khí trong ngoài cung đều đè nén vô cùng tất cả mọi người sợ hãi hoảng sợ phát run hoàng thượng liếc nào một cái nhìn không ra một vãn tình làm động tác run rẩy trong lòng ta cũng rất sợ nhưng ta vốn ngốc nghếch to gan phải kiến trì ngốc nghếch to gan hoàng thượng khóe miệng co rút to gan đã thấy được rồi còn ngốc nghếch sao nàng nếu ngốc vậy thì không có người thông minh một vãn tình là một người thông suốt rất có chừng mực biết xem thời thế nếu như không có việc gì thân muốn đi xem thái hậu cùng đỗ soái ngài cũng nghỉ ngơi trong chốc lát chính vụ làm mãi cũng không hết chúng ta đều phải bảo trọng thân thể, tranh thủ lại làm 50 năm. Hoàng thượng không khỏi vui vẻ, 50 năm, người thật dám nghĩ. Hắn phất phất tay, đi thôi. Một vãn tình lập tức đạp chân nhẹ nhàng chạy đi, nàng thật sự không gò bó trước nào. Hoàng thượng ăn uống no đủ, một cơn buồn ngủ sông lên đầu, xoa xoa mi tâm, cố gắng tỉnh táo lại, pha một chén trả đầm. Nội thị tổng quản đi tới, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, ngài nghe theo thanh bình quận chúa, nghỉ ngơi một chút đi. Thân thể hoàng thượng vốn không tốt, còn cưỡng éo chống đỡ không ăn không ngủ như vậy, làm sao chịu được hoàng thượng là người cần cù nhất nhưng nghĩ đến lời mộc vãn tình liền đổi ý vậy ngủ một lát hắn không dám trông cậy vào sống thêm 50 năm có 20 năm cũng rất tốt đem một đế quốc trăm ngàn lỗ hồng thống trị phồn vinh lại giao vào trong tay người kế nhiệm tổng quản nội thị thiếu chút nữa mừng quá mà khóc hoàng thượng cuối cùng là nghe khuyên nhủ tốt quá thời khắc mấu chốt vẫn là lời nói thanh bình quận chúa hữu dụng nhất mộc vãn tình đi thăm thái hậu thái hậu buồn ngủ tinh thần không tốt mắt cũng không mở ra được mộc vãn tình thỉnh an rồi lui ra nàng chuyển tới thiên điện đỗ soái vẫn hôn mê bất tỉnh đỗ nhị tiểu thư canh giữ ở một bên thấy nàng tới một tay giữ chặt cánh tay của nàng hốc mắt đỏ bừng vãn tình muội muội cảm ơn muội nàng đã nghe nói nếu không là viên giải độc hoàn của một vãn tình chỉ sợ phụ thân đã mất mạng hôm nay tuy nói hôn mê nhưng tối thiểu còn có một tia cơ hội thái y nói lại cho bọn họ thời gian vài ngày tranh thủ sớm một chút đem giải dược phục chế ra một vãn tình nhìn đỗ soái gầy gò tâm tình có chút áp lực không giúp được gì là hoàng thượng quyết định ta không dám kể công. Đỗ gia chúng ta đều cảm kích, Đỗ nhị phu nhân không trách hoàng thượng lựa chọn thái hậu, đây là chuyện thường tình. Thân sinh mẫu thân cùng cữu cữu, tự nhiên là người trước càng thân, người có xa gần thân thưa. Nhưng viên giải độc hoàn này của một Vãn Tình lại vô cùng chân quý. Một Vãn Tình vỗ vỗ cánh tay nàng, sẽ khá hơn thôi, ngươi lo cho Đỗ soái trước, Đỗ Đỗ bọn họ ở trường không cần quan tâm. Đã biết, Đỗ nhị tiểu thư trần chờ một chút, nương ta. Tình cảm của nàng đối với mẫu thân rất phức tạp, yêu hận tan xen đi. Nàng cũng không rõ, mẫu thân nàng làm sao có thể ngu xuẩn thành như vậy trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì có lúc nàng nhịn không được hoài nghi mẫu thân là cố ý nhưng bất kể như thế nào đây là mẫu thân ruột của nàng không thể trơ mắt nhìn nàng đi chết đi một vãn tình thản nhiên nói để hoàng thượng quyết định đi thái hậu tỉnh rồi độ ra sẽ không bị ảnh hưởng vậy là đủ rồi bạn đang xem sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim có việc tìm hoàng thượng chỉ đơn giản như vậy nàng mới không xen vào việc nhà của người khác ngươi chỉ cần trông coi đỗ soái là tốt rồi nếu có người tìm ngươi gây phiền toái ngươi liền đi tìm thái hậu hoặc là hoàng thượng đừng ủy khuất chính mình biết không hậu cung nước quá đục người bình thường chơi không nổi vâng một vãn tình đi trên hành lang mưa gió ngự hoa viên một bên là nước sông trong suốt cá chơi đùa giữa sông nàng tùy ý nhìn lướt qua vài lần thần sắc bình tĩnh nhưng người khác lại không biết trong đầu óc của nàng hiện giờ xoay chuyển thật nhanh tình thế trong cung ngoài cung đều ở trong đầu nàng đúng lúc này hai bóng người từ góc rẽ đi tới trước mặt nói thanh bình quận chúa là hi phi và nha hoàn bên người nàng hai người tươi cười tâm tình rất tốt một vãn tình hơi chấp tay hành lễ ra mắt hi phi nương nương nàng vĩnh viễn như vậy bất cứ lúc nào cũng vân đạm phong khinh thong dòng yêu nhã giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hi phi đặc biệt không thích loại tư thái này bất quá là một nữ quan mà thôi nha đầu thối ngay cả hậu phi cũng dám bất kính nhưng trước mắt trên mặt nàng lộ ra nụ cười thân thiết nhất nói hai năm nay ngày chiếu cố hoàng nhi nhà ta rất nhiều buồn cung rất là cảm kích muốn mời ngài uống một chén trà yến vô hảo yến trà vô hảo trà một vãn tình trực tiếp cự tuyệt không cần ta công vụ bận rộn còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý cáo từ nàng chắp tay trực tiếp đi ngang qua hi phi nụ cười của hi phi cứng đờ nha hoàn bên cạnh chọc chọc nàng nàng phục hồi tinh thần tè nén cơn giận đang quay cuồng xuống khoan đã ta có lời muốn nói vừa nghe lời này một vãn tình chẳng những không dừng lại đi nhanh hơn ý đồ muốn phủi sạch quan hệ quá rõ ràng hi phi tức đỏ mặt trên đời này sao lại có nữ nhân đáng ghét như vậy chứ nàng bất chấp thể diện vén váy chạy tới chặn đường mộc vãn tình nói thẳng ta muốn hợp tác với ngươi mộc vãn tình nhíu mày ánh mắt không thể tưởng tượng nổi hợp tác hợp tác là căn cứ vào thứ đối phương muốn nhưng trong tay hi phi có lợi thế gì hi phi có hoàng trưởng tử đây là lợi thế duy nhất của nàng cũng là sức mạnh diễu võ dương oai của nàng ngươi giúp ta leo lên hậu vị ta bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý cả đời nàng tự nhận là cho mộc vãn tình cơ hội đối phương nhất định sẽ kích động đáp ứng phế hậu ở ngay trước mắt, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội tốt ngàn năm có một này. Nàng không thể không thừa nhận, quyền lên tiếng của Mộc Vãn Tình trước mặt hoàng thượng nặng hơn người bình thường. Mộc Vãn Tình đặc biệt im lặng, nàng choáng váng mới xen vào chuyện tiến vào hậu cung. Nàng chỉ cần ôm chặt đùi vàng của hoàng thượng là được, tại sao mình lại muốn chết? Hoàng thượng nhìn thì lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt, trông rất yếu ớt, kỳ thật đặc biệt có chủ kiến, rất có ý thức lãnh thổ. Ai dám đưa tay về hậu cung, không bị chặt đứt cánh tay mới là lạ. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, ân từ lê dân, quan tâm giáo hóa con dân thiên hạ chỉ huy đi lục cung người không chống đỡ nổi hậu vị lần này nàng cự tuyệt triệt để rồi đừng làm phiền nàng nữa hi phi thật muốn xé con cầu này một vãn tình không nhìn sắc mặt khó coi của đối phương chậm rãi vòng qua hi phi đi về phía trước tuy rằng hi phi có hoàng trưởng tử nhưng hoàng thượng là một người đầu óc thanh tỉnh từ nhỏ ôm đại hoàng tử đến bên người nuôi dưỡng ngăn cách ảnh hưởng của thân mẫu đối với hài tử tình cảm của đại hoàng tử đối với hi phi có hạn lui một vạn bước mà nói cho dù tương lai hi phi thành thái hậu nhiều lắm cũng chỉ là một lão thái thái phú quý vinh quang thực quyền có hạn yếc mắt một cái có thể nhìn được tương lai của hi phi phú quý có quyền lực không có đáng tiếc bản thân hi phi không thấy rõ điểm này hi phi nhìn bóng lưng tiêu sái của nàng trong mắt tất cả đều là hận ý một vãn tình tiện nhân này cho mặt mũi mà không biết xấu hổ nàng nổi lên ác niệm thấy bốn phía không người hung tợn tiến lên vươn hai tay tà ác đẩy sau lưng mộc vãn tình một vãn tình nghe được tiếng bước chân dồn dập theo bản năng chợt lái sang bên cạnh hi phi hai tay bổ nhào vào không trung thân thể mất thăng bằng phóng về phía trước bù một tiếng ngã xuống sông nước sông lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ nàng nàng bị dọa hồn phi phách tán đầu trống rỗng theo bản năng dãy ruộng tất cả xảy ra quá nhanh một vãn tình sợ ngây người sao lại có người ngu ngốc như vậy lại tự mình động thủ điên rồi sao nàng chính là một cung phi a à, không phải người phụ nhân tranh chua phố phường nàng rốt cuộc có đầu óc hay không có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không Hi phi ở trong sông chìm nổi liều mạng giấy ruộng nha hoàn của nàng sợ hãi sắc mặt trắng bệch mềm nhũn ngã trên mặt đất môi run rẩy thanh âm kẹt ở trong cổ họng một chữ cũng phun không ra một vãn tình khẽ lắc đầu chủ tớ vừa ngu vừa vô năng nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào nàng không cần nghĩ ngợi cất tiếng kêu cứu người đâu hi phi rơi xuống nước rồi nếu hi phi muốn chết cũng không thể chết ở chỗ này nàng tuyệt đối không thể lây nhiễm nửa phần không thể ở trong lòng phụ tử hoàng thượng cám dễ gai nàng vừa dứt lời một bóng người chạy như bay tới không nói hai lời nhảy xuống sông anh dũng bơi về phía trước là ám vệ bảo vệ một vãn tình ám vệ bơi tới bên người hi phi một phen giữ chặt cánh tay của nàng lại bị hi phi kinh hoàng thất thố giữ chặt tay chân ám vệ không thể động đậy lực nổi trong nước làm cho hắn thi triển không ra tay chân thật vất vả mới bình tĩnh lại hắn dùng sức đẩy hi phi ra kéo lưng nàng bơi trở về một vãn tình nhanh chóng tiến lên hỗ trợ kéo hi phi lên bờ hi phi nhắm chặt hai mắt bất động hôn mê điều này làm cho nhà hoàn sợ hãi khóc hồ nhào tới chủ tử ngài mau tỉnh lại đi ngài không thể có việc gì một phen động tĩnh này đem cung nhân đưa tới cấp không biết như thế nào cho phải mau đi gọi thái y tránh ra một vãn tình đầy nha hoàn sang một bên tiến lên kiểm tra tình huống hô hấp hi phi rất yếu mạch bác cũng sắp không tới nàng nhướng mày không cần ý ngợi buông lòng cổ áo cùng đai lưng của hi phi giúp nàng thuận lợi hô hấp nha hoàn quá sợ hãi thanh bình quận chúa người muốn làm gì người đừng làm điều rằng bậy một vãn tình không để ý giải thích không ngừng ấn ngực hi phi lại làm hô hấp nhân tạo liên tiếp làm vài lần người vây xem đều sợ ngây người nàng đây là đang làm cái gì đồ phong bại tục a à. tỉnh rồi tỉnh rồi hi phi miệng phun ra nước sông mở đôi mắt mê mang đã xảy ra chuyện gì nhà hoàn nhào tới giúp nàng sửa sang lại quần áo hi phi nhìn bộ dáng chật vật của mình quá sợ hãi nhà hoàn ghé vào tai nàng thì thầm mặt hi phi lúc xanh lúc trắng lúc đỏ quả thực thú vị một vãn tỉnh lúc này mới lau mồ hôi trên trán thở ra một hơi thật dài cái này rất hao tổn thể lực cả người mệt mỏi tê liệt bất quá Mới cuối cùng cứu tới hoàng thượng nghe tin vội vàng chạy tới kinh kiến một màn trước mắt cao mày chuyện gì xảy ra mũi hi phi cay cay, cay nhào tới như nhìn thấy người thân vùi mình vào lòng hoàng thượng nước mắt ào ào chảy xuống hoàng thượng thần thiếp rất sợ a à, thần thiếp còn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp được người ồ ồ nàng lê hoa đài vũ điềm đạm đáng yêu trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ hoàng thượng thấy cả người nàng ướt đẫm trong mắt tất cả đều là vẻ hoàng sợ hoàn toàn bất đồng với vẻ phô trương bình thường trong lòng nhiều hơn một tiêu thương tiếc Đừng sợ, không sao đâu. Sự dịu dàng hiếm có của Hoàng thượng khiến Hi Phi vui sướng, thì ra Hoàng thượng có tình cảm với nàng. Thật tốt quá, nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này để loại bỏ cái đinh trong mắt. Nói nàng chống đỡ không nổi hậu vị, ha ha, nàng cũng không tin, hậu vị này nàng muốn chắc rồi, không phải nàng thì còn ai khác. Hoàng thượng có chút không rõ, đang yên đang lành sao lại rơi xuống sông. Trong mắt Hi Phi hiện lên một tia lãnh quang, ngón tay hướng một vãn tình nghiến răng nghiến lợi nói, là nàng, là nàng đẩy ta xuống sông. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.